đang bộc phát bên cạnh, Hàn Lập khôn kịp suy nghĩ trở tay cầm kiếm, đón đỡ linh lực này. Nhất thời một đạo thanh sắc kiếm khí chém ra, vừa lúc chém trúng cỗ linh lực kia. Chỗ va chạm cách Hàn Lập hơn 30 trượng, bạo liệt hóa thành một cột nhị sắc quang trụ phóng lên cao, từ xa nhìn lại thật đúng là kinh khủng. Hàn Lập hướng phía đối diện đảo qua, nhưng hai mắt híp lại, chỉ thấy ngân sắc chiến thuyền còn lại kia không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện bốn người. Một gã sắc mặt tái nhợt, hai chân xích lóa trước người hắn huyền phù một quái nhận trong suốt phát ra dị mang xem ra mới vừa rồi hắn đã đánh lén còn ba dị tộc nhân còn lại là một lão ẩu một gã lùn và một cự hán thân mặc gia thú hai mắt hàn lập hiếp lại thần niệm đảo qua thì nhất thời phát hiện gã quái nhân vừa động thủ có tu vi luyện hư trung kỳ mà ba tên khác đều có tu vi luyện hư sơ kỳ bất quá mới vừa rồi hắn đã quét qua phụ cận nguyên bản không phát hiện ra bốn người này chỉ là luyện hư hư kỳ Mặc dù có chút khó giải quyết nhưng hàn lập vẫn không để tâm, hắn đối với việc mấy người quỷ dị xuất hiện, có chút tò mò. Lá gan khôn nhỏ, dám khiêu chiến với chiến thuyền giác si tộc chúng ta. Nhìn bộ dáng ngươi thì không phải là người của thiên vân người ba tộc. Bất quá không sao, lát nữa bắt về sẽ tra hỏi một phen. Quái nhân sắc mặt tái nhợt lạnh lùng nói, theo sau ánh mắt nhìn về phía xa. Tên dị tộc nhân tóc dài lần nữa từ kim cầu thoát ra, thấy xuất hiện bốn gã luyện hư kỳ thì sắc mặt tái nhợt, trở nên vô cùng khó coi. Giáp tiên sinh, nghe nói người không phải là tộc nhân thuần huyết của vạn cổ tộc, như thế thì cần phải xuất lực vì thiên vân 13 tộc. Lúc ta ra ngoài, thấy mấy vị trưởng lão trong tộc cố ý nhắc tới tên tiên sinh, đối với tạo nghệ khôi lỗi thuật của tiên sinh khen ngợi không dứt. Hơn nữa cũng nói qua, chỉ cần tiên sinh đồng ý quy thuận giác si tộc, mấy vị trưởng lão nguyện ý không tiếc sức lực, cấp cho tiên sinh huyết tẩy tủy, cho người thay đổi huyết thống trở thành bổn tộc, hơn nữa có thể giúp tiên sinh tiên giai đến thượng tộc đỉnh giai nếu tiên sinh có cơ duyên thì việc trở thành thánh tộc cũng không phải là không có khả năng. Quái nhân sắc mặt tái nhợt chợt hướng về phía dị tộc nhân tóc dài nói, thần thái có chút cung kính. Quy thuận các ngươi, giáp mỗ không có hứng thú, mặc dù huyết mạch tại hạ không thuần khiết, nhưng trưởng lão trong tộc có đại ân với ta, ta sẽ không vào tộc khác, các ngươi bắt sống ta, mục đích chỉ một nữa là vì khôi lỗi thuật, còn nửa kia chính là tin tức về thiên vân người ba tộc, ta nói không sai chứ. Giáp thiên mộc trầm ngâm một chút, liền mặt không biến sắc lắc đầu giáp tiên sinh người cảm thấy có cơ hội thoát khỏi đây sao ngay cả khôi lối hộ thân của tiên sinh lợi hại nhưng khi dùng phá vòng vây thì đã tiêu hao hết linh thạch về phần tu vi giáp tiên sinh thì chẳng lẽ mấy người chúng ta không thể tạo thành uy hiếp sao ta cũng không muốn ra tay giáp tiên sinh hãy tự mình đầu hàng đi quái nhân thấy giáp thiên mốc từ chối vẫn chưa tức giận ngược lại mỉm cười nói giáp thiên mộc nghe vậy thần sắc vẫn chưa có chút biến hóa hướng về phía hàn lập nhìn một cái như thế nào vẫn còn muốn chôn cậy vào tên kia giúp sức sao? Cũng tốt, trước tiên bốn người chúng ta sẽ thu thập kẻ vướng tay vướng chân kia. Quái nhân sắc mặt tái nhợt vừa thấy vẻ mặt của Giáp Thiên Mộc thì có chút ngẩn ra, sau đó thản nhiên nói. Lập tức thần sắc hắn bỗng ngưng trọng, lần nữa nhìn về phía Hàn Lập. Ngươi muốn thúc thủ chịu trói, hay là đợi chúng ta hủy diệt thân thể, bắt lấy nguyên thần? Quái nhân lạnh lùng nói. Hàn Lập nghe vậy, đồng tử chợt co rụt, nhưng lập tức nở nụ cười khẩu khí mấy vị cũng không nhỏ nhưng không biết thần thông mấy vị có lớn giống như khẩu khí hay không hàn lập ngoài cười nhưng trong không cười nói quái nhân nghe vậy có chút ngoài ý muốn ngưng thần nhìn hai mắt hàn lập đột nhiên thần sắc vừa động tựa hồ nghĩ đến điều gì bỗng nhiên quay đầu lại hỏi lão ẩu một câu ta nhìn người này có chút quen mắt có phải là người mà đồ sứ giả truyền tin tới hay khôn tân huynh nói không sai đích xác giống y như trong hình vẽ cẩn thận một chút nếu người này có thể chạy thoát trong tay đồ sứ giả thì thần thông khẳng định không nhỏ. Lão ẩu nhìn hàn lập một cái, hàn mang trong mắt chợt lóe, chậm rãi gật đầu. Nghe lão ẩu nói thế, hai người còn lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ha ha, nếu thật sự là hắn thì tiểu đội chúng ta chuyến này gặp may, có thể đồng thời lập hai công lớn. Lại nói tiếp, cũng may người này chỉ đánh rất một chiến thuyền, nếu không thì lại có một đội khác truyền tống tới, công lao sẽ bị chia làm hai. Cự hán mặc ra thú đột nhiên cuồng tiếu nói. Hư, Lê Đạo Hiếu tự tin quá, người này thần thông cũng không dưới ta lát nữa cũng đừng khinh thường. Tên lùn cao không tới ba thước kia đột nhiên cười lạnh một tiếng cảnh tình. Hắc hắc, thần thông hắn cho dù lớn thì chẳng lẽ có thể một trọi bốn sao. Cự hắn cười hắc hắc, bộ dáng không thèm để ý. Đương nhiên không phải là đối thủ của bốn người chúng ta, nhưng nếu hắn có ý đào tẩu thì ngươi có khẳng định cản lại được không? Tên lùn tức giận, ve vẩy quạt nói. mươi 1573, bằng biến. Mấy người này nói chuyện, khẩu khí có chút vị ý, giống như là bạn thân. Truyền tống, Hàn Lập nhìn bốn tên nói chuyện, cũng nghe được vài chỗ mấu chốt. Ánh mắt sau khi đảo qua chiến thuyền thì đối với việc mấy người này quỷ dị xuất hiện cũng có vài phần sáng tỏ. Trên chiến thuyền lại có truyền tống pháp trận, đúng là khó tin. Bất quá loại truyền tống này khẳng định khác xa truyền tống pháp trận bình thường, sợ rằng rất tốn kém. Hơn nữa nghe khẩu khí mấy người này thì hóa ra còn có một đội khác được truyền tống tới nhưng bởi vì một chiến thuyền đã bị hủy nên chỉ có mấy người bọn họ được truyền tới đây. Vì một gã hóa thần kỳ mà điều động nhiều tồn tại luyện hư kỳ như vậy, xem ra dị tộc nhân điều khiển khôi lỗi này thật sự là nhân vật cực kỳ quan trọng. Bất quá khi thấy chúng cũng nhận ra mình thì hắn có chút bất ngờ. Tên hợp thể kỳ ở lục quang thành kia vẫn muốn bắt hắn, không, đúng hơn là hai cái ngọc hạp mà hắn đang giữ trong vòng chữ vật. Xem ra vật trong ngọc hạp cũng không phải chuyện đùa, tên đầu to kia không quá mức thổi phồng, mà thần sắc hàn lập vẫn không đổi, trong nháy mắt đã nghỉ sáng tỏ. Lúc này, báo lân thú và đề hồn đã sớm ngưng việc đuổi giết pháp sĩ, không một tiếng động bay về cạnh hàn lập, sau đó mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm bốn người. Chúng nó cũng biết rằng mấy người lại không giống với những tên vừa giết, không nên tùy tiện công kích. Tên xích túc quái nhân đối diện nghe đồng bạn mình nói xong, ánh mắt chợt hiện vài cái, mở miệng tựa hồ muốn nói với Hàn Lập điều gì. Nhưng lúc này, Hàn Lập đột nhiên phất tay áo về phía bốn người tiếng xé gió phá không vang lên, hơn 10 thanh ti một chút chia làm bốn, bắn thẳng về phía bốn người. Độn tốc cực nhanh, có thể nói là chấp giật, chỉ chợt lóe lên đã tới trước bốn người. Cả bốn tên luyện hư kỳ đều nhất thời đại kinh, phải biết rằng, lúc trước cảnh Hàn Lập dùng kiếm ti giết chết giáp sĩ cũng bị mấy người này nhìn thấy, nhưng khi đó tốc độ kiếm ti còn chưa bằng một thành hiện tại, căn bản không thể so sánh về tốc độ. Kết quả bốn người cả kinh, đều lựa chọn tránh né. Xích túc quái nhân thân hình thoáng một cái, tỏa ra một luồng khói trắng rồi biến mất khôn thấy. Lão ẩu tì hà quang trên người chợt lóe, huyễn hóa ra mấy cái hư ảnh giống y chang. Thanh ti chợt lóe xuyên qua, hư ảnh vỡ tan nhưng lại không thấy bóng dáng lão ẩu. Mà tên lùn thì trong chớp mắt khi thanh ti bắn tới, hắn biến sắc, hai tay bắt quyết, nhất thời đủ loại ngân quang chợt lóe, hiện ra một đám vân vụ, còn tên lùn thì hóa thành một đoàn quang mang bắn lui đi, độn tốc cũng không chậm hơn thanh ti bao nhiêu. Chỉ có tên cự hán mặc ra thú kia thì không cần suy nghĩ, bàn tay chợt lóe hồng mang, một cái búa lớn màu đỏ xuất hiện trong tay, hắn nắm chặt búa chắn trước người, phảng phất như một cự thuẫn. Cự phủ này dùng nhiều loại tài liệu hỏa thuộc tính ngưng luyện mà thành, uy lực chưa nói đến, chỉ riêng trình độ cứng cỏi đã không dưới bảo vật phòng ngự đỉnh dai. Cho nên mặc dù mới vừa rồi đại hán thấy Hàn Lập dùng kiếm ti chảm sát giáp sĩ dễ dàng, nhưng vẫn không thèm để ý dùng bảo vật này chống đỡ thanh thi. Nhưng cự hán giờ búa lớn lên, bỗng nhiên chỉ cảm thấy thanh mang trước mắt chợt lóe, tiếp theo bố lớn trong tay nháy mắt bị chém thành bảy tám khối. Mà cự hán thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một đống thịt nát, ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn thoát, đã bị thanh ti hóa thành cho bụi. a à, Lê Đạo Hiếu, thân ảnh xích túc quái nhân hiện ra ở một chỗ xa 30 trượng mắt thấy cự hán trong nháy mắt bị chém thì kinh sợ hét lớn một tiếng. Một nơi khác cũng hiện ra thân hình lão ẩu cùng gã lùn, thấy cảnh này, bọn họ cũng đồng dạng hoảng sợ. Mặc dù bọn họ biết thần thông hàn lập không nhỏ, nhưng không nghĩ tới một đồng bạn vừa đối mặt đã bị chém chết. Nhưng ba người này còn chưa kịp ra tay báo thù cho cự hán thì thanh ti lại chợt lóe bắn nhanh về phía ba người. Mà đám người xích túc quái nhân đã tận mắt nhìn thấy sự sắc bén của thanh ti, nào dám ở lại dùng bảo vật đón đỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ thi triển thần thông chạy trốn. Trong lúc nhất thời, ba gã luyện hư kỳ cùng ra với hàn lập chỉ có thể phi độn khắp nơi trốn chạy, dường như ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Hàn Lập đứng bất động tại chỗ, chỉ là mặt không chút biểu tình không ngừng thúc giục kiếm đi đuổi giết ba kẻ địch. Đúng lúc này, khôn trung truyền đến tiếng ầm ầm. Tiếp theo Hàn Lập cảm thấy trên đầu có bạch quang chấp động, hàng trăm bạch sắc quang trụ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Dĩ nhiên chính là chiến thuyền vẫn còn tốt kia, thấy tình hình ba người có chút không ổn liền phát động công kích giúp đỡ. Hàn Lập ngẩng đầu, hai mắt híp lại nhìn quang trụ, nhưng thân hình lại khôn có ý tránh né. Kết quả trong tiếng sét đánh, thân hình Hàn Lập biến mất trong bạch quang mà thanh thi đuổi sát ba người kia dường như cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng đột nhiên ngừng lại. Xích túc quái nhân cùng đám người lão ẩu thở ra một hơi dài, lúc này mới một lần nữa ổn định thân hình, vội vàng lấy bảo vật ra. Lão ẩu giơ tay lên, thả ra một bộ tranh quái dị lập lè kim quang, bên trên có một cái kim sắc pháp trận vô cùng phức tạp. Tên lùn thì há miệng, phun ra một cái chén gỗ màu bích lục, mặt khác tay kia thả ra mười mấy hoàng sắc phi phiêu, bay múa xung quanh thân. Mà xích túc quái nhân thì trà sát hai tay, trên tay bỗng xuất hiện một đôi găng tay màu đen, trên đó có vô số phù văn, không biết có gì thần diệu hay không. Bảo vật ba người phát sáng, vẻ mặt ngưng trọng, đều đứng ở xa nhìn về phía phiến bạch quang. Bọn họ không tin Hàn Lập bị giết đơn giản như thi. Quả nhiên trong bạch quang truyền ra một tiếng xét kinh thiên, tiếp theo thanh quang chợt lóe, đột nhiên một con đại bàng từ bạch quang bay ra. Lúc đầu chỉ nhỏ vài trượng, nhưng sau khi linh quang lưu chuyển toàn thân thì hình thể trong nháy mắt cuồng trướng, biến thành đại bàng khổng lồ to 7-80 trượng tiếp theo hai cánh vỗ một cái liền hóa thành một cơn cuồng phong lao tới đỉnh đầu lão ẩu ngoài thân đại bàng khổng lồ bỗng nhiên hiện lên vô số đạo bạch sắc điện hồ một đôi cự trảo mang theo điện quang trói mắt đánh xuống cự trảo chưa tới nhưng đã tạo ra khí thế thái sơn áp đỉnh xích túc quái nhân và tên lùn từ xa thấy vậy thì cả kinh cơ hồ đều đồng thời lớn tiếng nhắc nhở nhất thời hai tay quái nhân hướng phía bên này hư không một kích mặt ngoài cánh tay phát ra tiếng quỷ khóc hai đạo ô hắc quang trụ trượt lóe phun ra mà mười mấy hoàng sắc phi phiêu trước người tên lùn xoay tròn, hóa thành mười mấy đạo quang mang bắn nhanh đi, cả hai đều muốn ngăn cản công kích của Hàn Lập. Giờ phút này bọn họ cũng hiểu được thần thông Hàn Lập vượt xa cảnh giới tu vi, căn bản không phải bất cứ người nào trong bọn họ có thể một mình đối địch. Bọn họ sinh ra ý nghĩ sợ hãi, tuyệt không đồng ý để cho Hàn Lập đánh riêng từng người. Mà thân hình lão ẩu, cảm thấy linh áp đáng sợ của cự chảo thì sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Đại bàng bắn tới thật sự rất nhanh, căn bản không thể tránh được bất đắc dĩ lão ẩu chỉ có thể cắn răng một cái, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết vào hỏa trục trước người. Nhất thời phanh một tiếng, huyết vụ bạo liệt, trong nháy mắt bị hỏa trục hấp thu. Mà cơ hồ đồng thời lúc đó, một đoàn kim quang trói mắt từ trong hỏa trục tỏa ra, tiếp theo phù văn trên hỏa trục bắn ra, sau khi xoay tròn thì liền biến lớn hơn 10 trượng, hướng trời cao bắn đi. Đại bàng đối với hắc sắc quang trụ cùng mười mấy đạo hoàng mang căn bản coi như không thấy, dùng cự chảo hung hăng bắt lấy kim sắc pháp trận. Oanh long long, bạch sắc điện quang cùng kim quang giao nhau, bộc phát ra quang mang kinh người, không gian gần đó trong vụ nổ cũng mơ hồ vặn vẹo. Hàn lập biến thành đại bàng lại dường như không ảnh hưởng, nhưng lão ẩu trong kim sắc pháp trận trong phút chốc liền kêu lên đau đớn, tiếp theo sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng kim sắc pháp trận lại có thể miễn cưỡng ngăn cản cự hạ hạ xuống. Nhưng nét mặt lão ẩu còn chưa lộ ra vẻ tươi cười thì trong mắt đại bàng hiện lên một tia hàn quang, một cự chảo khác không chút trần chờ hạ xuống khôn tốt lão ẩu thấy vậy trong lòng đột nhiên trầm xuống nhưng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể phun ra một ngụm tiên huyết vào trong kim sắc pháp trận làm cho uy lực pháp trận tăng lên vài phần lúc này chỉ có thể đặt hy vọng vào bảo vật này thúc giục nó ngăn cản kích tiếp theo chỉ cần một lát nữa hai đồng bạn viện thủ tới thì có thể thoát ra được ngay cả khi đối thủ trước mắt thần thông cực kỳ kinh người nhưng ba người hợp lực thì hiển nhiên vẫn có hy vọng đánh chết đối phương trong nháy mắt lão ẩu nghĩ như vậy nhưng là lão ẩu đã đánh giá thấp côn bằng biến trong kinh chập quyết của Hàn Lập. Phải biết rằng trong năm loại biến hóa mà Hàn Lập nắm giữ thì đây là thần thông mà hắn hiểu thấu triệt nhất, hơn nữa còn thu nạp bốn loại chân linh chi huyết khác có tác dụng gia tăng uy lực. Hàn Lập biến thành côn bằng, uy lực sợ rằng không kém hơn côn bằng chân chính. Hơn nữa thân thể Hàn Lập cũng mạnh mẽ tới cực hạn, hai thứ này phối hợp càng như hổ thêm cánh. Mắt thấy hai cự trảo sẽ đồng thời chộp vào kim sắc pháp trận, Hàn Mang trong mắt đại bàng chợt lóe đột nhiên há miệng phun ra một đạo điện hồ đánh lên trên pháp trận, làm cho kim sắc pháp trận kịch liệt chấp động. Mà đúng lúc này, cự trảo kia cũng đã đánh tới trên kim quang. Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra, kim quang của pháp trận chỉ cuồng hiện vài lần liền phảng phất như vải bố bị kéo lớn cắt rách. Lão ẩu nhất thời hồn bay lên trời, nhưng không kịp thi triển một loại thần thông nào thì một cự trảo nhất thời lóe lên, thân thể lão ẩu biến thành huyết vụ từ không trung rơi xuống. Chương 1574, liên tiếp diệt đồng giai uẩn, Lúc này, hai đạo hắc sắc quang trụ cùng mười mấy đạo hoàng mang cùng bắn tới đại bàng, mắt thấy sẽ đánh lên thân hình khổng lồ. Nhưng đột nhiên linh quang chợt lóe, một tầng tinh quang cháo bỗng hiện ra từ trong cơ thể đại bàng. Hai đạo quang trụ cùng mười mấy đạo hoàng mang khi đánh lên tinh quang thì đầu tiên là ầm ầm một trận, tiếp theo phương hướng biến đổi, bay ra hướng khác. Hai đạo quang trụ chợt lóe lên rồi biến mất ở nơi xa, mà mười mấy đạo hoàng mang sau khi chấp động vài cái thì xoay tròn, lần nữa bắn về phía đại bàng nhưng đại bàng đột nhiên vỗ cánh một cái nhất thời cuồng phong gào thét đem mười mấy đạo hoàng mang thổi đi biệt tích tiếp theo điện hồ ngoài thân đại bàng cuồng thiểm thân hình vừa động liền mang theo tiếng sét đánh lao thẳng về phía gã lùn gã lùn mắt thấy hàn lập trước mặt bọn họ mà dễ dàng giết lão ẩu hơn nữa còn bắn ngược công kích của mình vẻ mặt nguyên bản khó coi muốn chạy trốn nhưng khi thấy đại bàng đang bay tới thì sắc mặt chợt trở nên vô cùng tái nhợt hắn cơ hồ không cần suy nghĩ đột nhiên dẫm lên ngân vân hóa thành một đoàn ngân quang liên tiếp chấp động, sau một khắc liền quỷ dị xuất hiện bên cạnh xích túc quái nhân. Tiếp theo hắn điểm vào chén gỗ màu bích lục một cái, vật ấy hóa thành một tầng lục sắc quang cháo, đem thân hình hắn bảo vệ trong đó. Xích túc quái nhân giờ phút này sắc mặt vô cùng xanh sao, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai cánh tay đen thui tỏa ra một luồng hắc phụ, trong nháy mắt bao phủ hắn và cả gã lùn. Hắc phụ quay cuồng, không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt đã tràn ngập phạm vi hơn 30 trượng, hơn nữa còn không ngừng lan rộng trong quỷ vụ truyền ra tiếng quỷ khóc sói chu, hơn nữa từng đạo quỷ ảnh chợt ẩn chợt hiện trong vũ khí. Mà khí tức xích tốc quái nhân cùng gã lùn đã biến mất trong vũ khí. Lúc này Hàn Lập biến thành cự bằng, bởi vì gã lùn sớm đào tẩu nên phương hướng biến đổi, xoay người lại nhìn về phía hắc sắc vụ hải đột một xuất hiện kia. Âm khí, hắn cơ hồ chỉ liếc mắt là đã nhận ra hắc vụ, nhưng lại là âm khí cực kỳ tinh thuần, nếu như tu sĩ bình thường bị cuốn vào chỉ sợ rằng trong nháy mắt sẽ biến thành một khối thây khô nhưng hàn lập trông thấy âm khí đó trong mắt đại bàng bỗng hiện lên một tia kỳ quái chưa chờ hắn có phản ứng gì thì đề hồn thú đang xem cuộc chiến bên cạnh đột nhiên trong miệng phát ra tiếng ô ô cực kỳ hưng phấn tiếp theo hai tay đột nhiên vỗ ngực mũi lớn khịt một cái nhất thời mảng lớn hoàng quang từ trong mũi bắn thẳng đến hắc sắc vũ khí cuốn tất cả đi hàn lập biến thành đại bàng trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng hót dài hai cánh vỗ một cái điện hồ trên người đồng thời bạo liệt hóa thành một đoàn điện quang trói mắt Điện quang sau khi chớp lóe thì biến mất, tiếng sét đánh ầm ầm truyền đến, một đạo bạch sắc điện hồ đột nhiên hiện ra phía trên hắc vụ. Thân hình như núi nhỏ của đại bàng dần hiện ra từ trong điện hồ, sau khi xoay tròn thì lao thẳng vào vũ khí bên dưới. Muốn chết, xích túc quái nhân hiển nhiên vẫn ở trong sương mù, chỉ là trong tay cầm thêm một cây hắc hồ phiên kỳ, vừa thấy cử động của Hàn Lập thì không khỏi giận dữ. Sau khi quát một tiếng chói tai thì đột nhiên hắn phất phiên kỳ lên. Nhất thời mảng lớn hắc vụ hướng lên không trung quay cuồng một trận biến ảo ra một mặt quỷ màu đen phảng phất giống như vật sống hai mắt mặt quỷ chấp động lục hỏa mở rộng miệng ninh đón đại bàng trên không nhưng đúng lúc này nhiếp hồn thần quang lại lóe lên hoàng sắc quang hà vừa hiện mặt quỷ vừa mới bay lên không trung trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi hết thảm một tiếng khuôn mặt to lớn vặn vẹo biến hình tiếp theo vang lên một tiếng phốc suy rồi hóa thành vô số đạo hắc khí bị hoàng quang hút vào không chỉ như thế hắc vụ phía dưới trong nháy mắt khi hoàng quang quét qua cũng đều hóa thành vô số hắc ti, chấp động một cái liền quỷ dị biến mất. Nếu đổi lại là đề hồn thú trước kia thì ngay cả khi có thể khắc chế âm lực, nhưng muốn hút nhiều âm khí như vậy còn phải mất một phen tay chân. Nhưng trải qua nhiều lần tiến dai như vậy, uy lực nhiếp vãn thần quang cũng sớm tăng uy lực, trở nên không tầm thường. Nhiều hắc vụ như vậy nhưng cơ hồ chỉ một lần hô hấp đã bị hút đi hơn phân nửa. Nguyên bản xích túc quái nhân và gã lùn đang ẩn thân trong vũ khí, sau một khắc liền hoàn toàn lộ ra thân hình. Xích túc quái nhân cầm phiên kỳ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đại bàng ngay khi hai người hiện ra thì hung hăng đè xuống, đồng thời hai cự chảo phân ra, phân biệt chụp vào hai người. Đồng thời thanh quang trên cánh đại bàng chợt lẽ, chậm rãi vỗ một cái xuống phía dưới. Nhìn như không có chuyện gì khác thường xảy ra, nhưng quái nhân cùng gã lùn lại cảm thấy không khí bốn phía đột nhiên căng thẳng, tiếp theo là một cổ cự lực vô hình, phảng phất như thái sơn áp đỉnh đặt lên vai cả hai. Xích túc quái nhân thì còn đỡ, hai chân chỉ khuỵu xuống một cái, dựa vào tu vi không yếu cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ không ngã. Nhưng tu vi gã lùn thì kém xa đồng bạn, kết quả sau khi kêu lên một tiếng đau đớn thì khuỵu một chân xuống. Thanh sắc quang cháo trên người trở nên vặn vẹo, đồng thời phía trên lõm vào, kịch liệt dung chuyển không ngừng, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát. Điều này làm cho gã lùn vô cùng hoảng sợ, bởi hắn biết rõ uy lực của quang cháo. Tuy cự chảo sắp đánh xuống, thân hình cũng nhất thời ngưng trọng không thể tránh né chút nào, nhưng hiển nhiên cả hai cũng không muốn cứ như vậy chịu chết. Lúc này xích túc quái nhân miến cưỡng giơ tay lên, chẳng những hắc kỳ trong tay hóa thành vụ giao phóng lên không, mà hắc quang trên tay cũng lưu chuyển, từ trên bề mặt mỗi cánh tay bay ra một đạo hư ảnh. Hàn lập ngưng thần nhìn lại, đúng là hai ác quỷ một hồng một lục, vẻ mặt dữ tợn, đồng mọc hai sừng, đồng thời nửa trên xích lóa, nửa dưới quấn lấy một kiện gia thú không biết tên. Nhị quỷ cùng giơ tay lên, nhất thời một mảnh ô quang theo sát vụ giao bay vụt lên mà tên lùn thì vỗ thiên linh cái, một bạch ngọc tiểu kiếm bắn ra, sau khi rung lên thì nhất thời hóa thành một đạo kinh hồng chói mắt, chém về phía cự trảo trên không trung. Hai người dưới tình thế cấp bách định liều mạng, trên trời cao bỗng vang lên tiếng oanh minh, ngân sắc chiến thuyền lúc này cũng phun ra quang trụ, bắn thẳng về phía đại bàng. Thế lao xuống của đại bàng không dừng lại chút nào, nhưng tầng tinh quang nọ trên người chợt lóe, hóa thành một tấm thuẫn bài trong suốt. Thuẫn bài lúc đầu chỉ nhỏ chừng một trượng, nhưng trong tích tắc khi đang bay, Nhất thời hóa thành một cự thuẫn hơn 20 trượng, trong suốt long lanh, dưới ánh mặt trời trở nên vô cùng diễm lệ. Tất cả quang trụ khi đánh lên cự thuẫn thì quang mang chợt lóe, đem tất cả công kích đó bắn tới nơi khác. Công kích của chiến thuyền căn bản không thể ảnh hưởng đến Hàn Lập chút nào. Phanh, một âm thanh trầm muộn truyền ra, khẩu tiểu kiếm dừng lại phía trước đại bàng. Nhưng sau một khắc liền dễ dàng bắn đi, nhưng lập tức cự trảo hợp lại, đem tiểu kiếm chộp vào trong tay mặc cho giấy ruộng thế nào đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi chảo. Tiếp theo một tiếng giòn vang truyền đến, phi kiếm dưới cự lực của cự chảo liền gãy thành từng đoạn. Tên lùn phía dưới nhất thời hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết. Mà cự chảo thừa dịp đánh xuống, chỉ chợt lóe đã đánh lên quang cháo. Tên lùn trong quang cháo, mặt không còn chút máu, nhưng thanh sắc quang cháo thật đúng là bất phàm, ngay cả khi cự chảo đánh xuống, phát ra tiếng cọ sát thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn không bị vỡ. Mà bên kia, Vụ giao khi đem phiến ô quang hút vào thì thân hình lại biến ảo thành thực thể, lộ ra lân phiến đen nhánh, uy phong lẫm lẫm giống to một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi đánh về phía cự trảo còn lại. Cự trảo khi va chạm thì lại bị hắc sắc giao long nhất thời kiềm chế. Trong mắt Hàn Lập lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng đại bàng lại đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn ngan sắc hỏa cầu, đồng thời đầu mổ xuống. Nhất thời chỉ nghe một tiếng ầm, hắc sắc giao long đang chống đỡ cự trảo, bị hỏa cầu đánh trúng trong chốc lát liền bốc cháy dữ dội lấy mắt thường có thể thấy được hắc dao đang thu nhỏ lại, phảng phất như bị ngân sắc hỏa diễm thôn phệ dần. mà lúc này mỏ đại bàng cũng hung hăng mổ xuống thanh sắc quang cháo. một tiếng giòn vang lên, nguyên bản quang cháo đang lung lay, lúc này hiển nhiên không thể trốn đỡ được nữa. tên lùn bên trong căn bản không còn lực ngăn cản, bị cự trào bóp chặt, kể cả nguyên thần bên trong lẫn thân thể đều hóa thành huyết vụ. tình hình xích túc quái nhân phía dưới cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì hắc sắc dao long trong không trung đang thu nhỏ lại sau khi thu nhỏ lại còn một phần ba thì lập tức không thể chống đỡ cự lực của cự chảo, dễ dàng bị cự chảo đánh tan. Tiếp theo cự chảo được bao quanh bởi ngân sắc hỏa diễm, đánh thẳng về phía xích túc quái nhân. Xích túc quái nhân nhìn thấy tên lùn bị giết, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hiện tại thấy bảo vật của mình cũng không thể chống đỡ được thì rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Sau khi cân nhắc liền cắn răng một cái, trong miệng phát ra tiếng cười dài thê lương. Âm một tiếng nổ truyền ra, bên ngoài thân xích túc quái nhân hiện lên một tầng huyết quang, Thân hình trong nháy mắt co rụt lại một trượng trong huyết mang, biến thành một bánh xe lửa sáng như mặt trời. Cho dù là cự trảo với ngân sắc hỏa diễm cũng bị mặt trời này đẩy ra, nhất thời khôn thể hạ xuống. Mà nhân cơ hội này, một đạo huyết ảnh từ trong huyết mang chợt bắn ra ngoài 10 trượng, sau khi chớp lên lần nữa thì đã ở bên ngoài hơn trăm trượng, cách chiến thuyền Khôn còn xa nữa. Hàn Lập có linh mục thần thông, tự nhiên không có khả năng bị huyết ảnh này lừa gạt, lập tức không để ý tới huyết quang, thân hình đột nhiên xoay lại, định lập tức đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo kim sắc quang trụ không chút dấu hiệu từ một hướng khác bắn tới, vô thanh vô tức, chỉ chợt lóe lên liền đánh trúng huyết ảnh đang hiện ra trên chiến thuyền. Một tiếng sét vang lên, trên người huyết ảnh hiện ra kim sắc điện hồ, huyết ảnh sau khi hét thảm một tiếng liền biến thành khói xanh tiêu tán. Ích tà thần lôi, vừa nhìn thấy một màn vô cùng quen thuộc này, hàn lập ngẩn ra, cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy tại phía xa, dị tộc nhân tóc dài không biết từ khi nào thoát ra khỏi kim cầu, bên cạnh lại xuất hiện một khôi lỗi màu lam hình người, thân cao hai trượng. Trên năm ngón tay ẩn hiện kim sắc điện hồ, tên này gọi là Giáp Thiên Mộc, dĩ nhiên không chỉ mang theo hai khối lỗi cấp cao, nhưng việc khôi lỗi thứ ba mới xuất hiện có thể phóng ra ích tà thần lôi thì nằm ngoài dự đoán của Hàn Lập. Bất quá Hàn Lập chỉ giật mình trong chốc lát mà thôi. Sau một khắc, đại bàng đột nhiên vỗ mạnh hai cánh vài cái, nhất thời hóa thành một cỗ cuồng phong lao thẳng về phía ngân sắc chiến thuyền trên trời, sau khi thanh quang chợt lóe thì thân hình lần nữa to lên gấp đôi tiếp theo hai cự chảo chấp động điện quang chói mắt, hắn hăng đánh một chảo lên chiến thuyền. Vài tiếng nổ vang lên, hai cự chảo xuyên vào trong chiến thuyền, tiếp theo phân ra. Trong tiếng xét đánh, chiến thuyền bị xé rách một lỗ lớn. Tiếp theo đại bàng há miệng phun ra một đạo điện hồ thô to, sau khi chợt lóe liền nhập vào trong lỗ thủng. Điện hồ chấp giật, trong chiến thuyền vang lên tiếng kêu thảm thiết, khôn biết có bao nhiêu tộc nhân giác si tộc bị điện quang giết chết. Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại, đại bàng điên cuồng vỗ hai cánh xuống phía dưới, một cơn lốc xoáy bỗng hiện ra. Đại bàng buông hai cự chảo ra, chiến thuyền liền nhất thời rớt xuống phía dưới. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, chiến thuyền liền bị đập nát nằm trên mặt đất. Đại bàng hót lên một tiếng dài, hai cánh thu lại, trong thanh quan chớp động liền nhanh chóng thu nhỏ lại, hiện ra hình người. Hàn lập nhìn lướt qua mặt đất, hai tay bắt quyết. Hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm đồng thời hiện ra bốn phía, sau khi rung lên thì đồng thời hóa thành hơn 10 đạo thanh quang bắn nhanh xuống. Trong nháy mắt, chiến thuyền bên dưới liền bị kiếm quang chém loạn xạ, mảnh vụn văng tứ tung, cuối cùng phát ra một tiếng bạo liệt rồi nổ tung. Mà chiến thuyền khác đang nằm trên mặt đất, Hàn Lập cũng không có ý buông tha, đồng dạng dùng phi kiếm hủy diệt. Mà nguyên bổn giáp sĩ giác si tộc cùng cự ưng hai đầu đang xem cuộc chiến cũng bị báo lân thú cùng đề hồn lần này giết tám chín chục tên. Chỉ có mấy tên ngay từ đầu đã độn ra thật xa, cho nên may mắn giữ được mạng. Nhưng Hàn Lập cũng chẳng muốn ra lệnh cho nhị thú đuổi giết, chỉ là giơ tay, bắn ra một viên hắc hoàn. Hắc sắc cử viện thu nhỏ hình thể lại, cùng báo lân thú phân biệt hóa thành một đạo kim quang cùng một đạo điều quang, chợt lóe rồi nhập vào trong hắc hoàn không thấy bóng dáng. Tay áo Hàn Lập phất lên, viên hoàn phát ra tiếng ô ô bay vụt trở về. Lúc này Hàn Lập mới nhìn giáp thiên Mộc phía xa một cái, đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng bắn qua. Chỉ một lần chấp động, hắn liền quỷ dị xuất hiện trước người dị tộc nhân một trượt, hai mắt lạnh lùng nhìn đối phương, trên mặt không chút biểu tình. Giáp Thiên Mộc dùng mình, nhưng vẫn ra vẻ tươi cười, hai tay ôm quyền hướng Hàn Lập nói, đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp, chuyện tại hạ hứa lúc trước nhất định sẽ không nuốt lời, chờ sau khi trở về tộc, nguyện lấy một thông linh khôi lỗi biếu tặng. Người thật to gan, dám lôi Hàn mỗ xuống nước, có tin ta hiện tại một kiếm giết chết người không? Hàn Lập hít mắt, trên trán hiện lên một tia sát khí. Đạo hữu nói đùa, nếu các hạ thật sự muốn làm thế thì mới vừa rồi đã ớm giết luôn tại hạ, như thế nào lại để giáp mỗ sống tới bây giờ? Huống hồ Vãn Bối làm thế cũng là vì không thể tự bảo vệ mình, thật sự không còn cách nào, mong tiền bối tha thứ cho một lần. Giáp Thiên Mộc cười làm lành nói, như thế nào ngươi có thể phát hiện ra ta, ta tự hỏi ẩn nặc thuật của ta coi như cũng thần diệu, cấp thấp hơn không có khả năng khám phá ra. Hàn Lập trầm mặc một chút, bỗng nhiên hỏi, lấy thần thông đạo hữu, một thân tu vi như tại hạ làm sao có thể phát hiện, sở dĩ phát hiện ra tung tích tiền bối là bởi vì có một vật Giáp thiên mộc sau khi hơi do dự thì há miệng phun ra một vật vào tay, nhẹ nhàng đưa ra. Hàn lập ngưng thần nhìn lại, rõ ràng là một viên châu có hai màu trắng đen, nhưng mặt ngoài lại mơ hồ có một tầng linh khí như ẩn như hiện. Đây là vật gì? Hàn lập mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nghi hoặc hỏi một câu. Khó trách tiền bối không biết vật này, khối ẩn niệm châu này chỉ dùng một loại nội đan hiếm có của linh thú hiếu hình thú luyện thành. Có thể tạm thời đề cao thần thức, cũng có thể đem linh giác tăng lên đến một trình độ khó tin mặc dù mỗi một lần dùng đều phải mất đi sự bồi luyện trong nhiều năm di chứng khi sử dụng cũng không ít nhưng vào thời điểm mấu chốt lại rất có ích giáp thiên mộc thành thật giải thích tăng thần thức lên nhiều lần hàn lập kinh hãi nếu là nghe có người tăng tu vi lên nhiều lần thì hắn cũng không kinh ngạc những thủ đoạn có thể tạm thời gia tăng pháp lực tại linh giới mặc dù rất thưa thớt nhưng cũng không phải là không có nhưng tăng thần thức thì sau khi hắn tới linh giới đây là lần đầu tiên nghe nói dù sao thần thức là do tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng theo, và lại còn liên quan tới một số công pháp khác. Nói đại khái thì ngoại vật không thể ảnh hưởng tới thần thức. Uẩn niệm châu, hiếu hình thú, hàn lập thì thào một câu, nhìn chằm chằm vào hạt châu trong tay đối phương, trên mặt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Bất quá hiếu hình thú cơ hồ đã tuyệt tích ở linh giới, hơn nữa châu này sau khi bị người nào đó dùng qua một lần thì không còn ai có thể dùng được nữa nếu không một khi nuốt trâu này vào thì ngược lại thần niệm sẽ bị hỗn tạp phát điên mà chết giáp thiên mộc thấy vẻ mặt hàn lập thì lập tức trong lòng máy động nói thì ra là thế trong lòng hàn lập vừa mới nổi lên một tia sát khí nghe lời ấy thì chôn nháy mắt khôi phục như thường bất quá hắn cảm thấy hắc sắc trâu tử này nhìn vô cùng quen mắt hình như hắn cũng có một viên trong vòng chữ vật hai mắt hàn lập chấp động vài cái đột nhiên nghĩ tới năm đó trong trụy ma cốc có giết qua một yêu thú không biết tên lấy đi nội đan viên đan này rất giống uẩn niệm châu. Chẳng lẽ dị thú nọ chính là hiếu hình thú? Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng quay ngược trở lại, trong lòng chợt trở nên phấn khởi. Nếu hắn cũng có một viên uẩn niệm châu như vậy thì chẳng phải là có thể điều khiển nhiều vệ kim trùng hơn sao, đủ để hù dọa đối phương khi sinh tử đại chiến. Bất quá Hàn Lập vì không muốn để đối phương biết được, cho nên không hỏi gì thêm về chuyện uẩn niệm châu, mà là một lần nữa đánh giá khôi lỗi hình người bên cạnh hắn một chút, thản nhiên hỏi một câu xem trình độ coi trọng của giác si tộc đối với các hạ thì các hạ hẳn không phải là người bình thường, không biết có thể trước tiên giới thiệu bản thân một chút không. Tại hạ bất quá chỉ là một gã thượng tộc tam giai, chỉ hiểu được một chút tiểu thuật luyện chế khôi lỗi, trong tộc có chút danh khí mà thôi. Giáp thiên mộc cười cười, hời hợt nói, có đúng vậy không, có thể khiến trưởng lão hội giác si tộc coi trọng như thế thì xem ra khôi lỗi thuật của đạo hữu sợ rằng không tầm thường. Ánh mắt Hàn Lập chớp động nói, nghe Hàn Lập nói thế, Giáp Thiên Mộc cười hắc hắc, không nói về vấn đề đó nữa, ngược lại sau khi đảo qua bốn phía thì có chút lo lắng nói, tiền bối, nơi này không thể ở lâu, chúng ta có thể hay không trước tiên rời khỏi đây cái đã, sau đó nói chuyện tiếp. Hư, không cần phiền phức như thế, hàn mỗ cũng không muốn cùng các hạ đào tâu, người đi đường ngươi, ta đi đường ta. Cho dù mục tiêu của các hạ lớn như thế nào thì tại hạ cũng không muốn bị tai bay vạ giới lần thứ hai. Hàn lập hư một tiếng, tiếp theo thanh quang ngoài thân chấp động, tựa hồ sẽ phi đột. Chậm đã, chẳng lẽ tiền bối không biết càng đi về phía trước thì phong tỏa càng nghiêm ngặt, cho dù độn thuật tiền bối cao tới đâu thì chỉ sợ cũng không thể dễ dàng độn ra khỏi khu vực giác si tộc chiếm lĩnh. Giáp thiên một cả kinh, vội mở miệng nói to, sợ hàn lập thật sự cứ như vậy mà đi. Truyền tống trận, đạo hữu không nói láo chứ, linh quang trên người hàn lập lần nữa thu lại, hiện ra thân ảnh, vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi. Tiền bối yên tâm, truyền tống trận này là do một nhân viên đặc thù của thiên vân 13 tộc chúng ta bí mật thiết lập đến đó sẽ biết thật hay giả, nếu như lời tại hạ không thật thì nguyện ý để tiền bối xử trí. Giáp Thiên Mộc tươi cười nói, Hàn Lập nghe xong thì trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đội tuần tra giác si tộc đích thật là càng đi thì càng thấy thường xuyên, thậm chí lúc trước loại chiến thuyền này cũng xuất hiện không ít. Hắn đích xác nắm chắc được bao nhiêu phần trăm có thể bình yên thông qua vòng phong tỏa nghiêm ngặt như thế. Nếu có thể có truyền tống trận trực tiếp truyền ra bên ngoài thì tự nhiên vô cùng tốt. Mặc dù giác si tộc cùng thiên vân 13 tộc khôn có liên quan gì đến hắn, nhưng giác si tộc đã nghĩ hắn là người mang hộp ngọc, chuyện gia nhập vào tộc này căn bản là không thể. Nhưng thật ra thiên vân 13 tộc đối với người ngoài tộc như hắn vẫn chưa có bài xích, đi đến đó tạm thời tìm lối ra, chậm rãi tìm phương pháp trở lại phong vô đại lục thì vãn tốt hơn. Hơn nữa trên người hắn mang hai hộp ngọc, đồng dạng cũng muốn tìm cách xử lý, địa vị người này tại vạn của tộc tựa hồ không thấp, nói không chừng có thể. Sau khi tự định giá xong, Hàn Lập gật đầu nói, được, nếu đạo hữu nói như thế thì Hàn mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Mời giáp đạo hữu dẫn đường, ngữ khi hắn trở nên có vài phần khách khí. Giáp thiên mộc nghe vậy thì mừng rỡ, trong miệng cũng cảm tạ không thôi. Khôi lỗi mà hắn sử dụng đều dùng vài loại linh thạch đặc thù tất cả đều đã hao hết linh lực, nếu không có vị cao nhân Hàn Lập này bảo vệ thì cho dù là thượng tộc tam giai cũng không có khả năng lẻn vào truyền tống trận. Vì vậy sau khi Giáp Thiên Mộc thu lại ba khôi lỗi thì lần nữa dẫn theo Hàn Lập, hướng lên trời cao bay đi một đạo thanh hồng và một đạo kinh hồng sau vài lần chấp động liền biến mất tại cuối chân trời. chương 1575, yêu cầu, một tòa thành thị thật lớn bị bao phủ bởi hoàng sắc quang lung cháo, bên ngoài có hơn trăm ngân sắc chiến thuyền đang huyền phù, chiếc nhỏ thì cỡ ngàn trượng, lớn thì vạn trượng. Trên chiếc thuyền to nhất có hơn 10 tồn tại luyện hư kỳ của giác si tộc đang đứng tại một lầu các cao nhất, nhìn tình hình cự thành phía xa. Phía sau bọn họ là những nam nữ trẻ tuổi đang chỉ chỉ trò trò cự thành phía dưới, mà một nữ tử tuổi còn trẻ lại lộ ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ đang tự định giá thứ gì đó. Đột nhiên lối vào lầu các chợt lóe linh quang, một đạo hồng quang bay vụt đến, sau khi xoay tròn thì bắn về phía nữ tử trẻ tuổi đó. Nữ tử trẻ tuổi hơi nhíu đôi mi thanh tú, tay vỗ về phía hồng quang. Hồng quang hóa thành một đoàn hồng sắc quang diễm rơi xuống. Nữ tử nâng quang diễm lên, thần thức nhập vào trong. Lại có chuyện như vậy, thật sự là một đám phế vật. Sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt nữ tử trầm xuống, lạnh như băng nói một câu. Những người khác vừa nghe lời ấy thì dùng mình, không tự chủ im lặng, hướng nữ tử nhìn lại, tôn giả đại nhân, xảy ra chuyện gì mà làm đại nhân tức giận như thế. Một hán tử lưng gù cẩn thận hỏi, hư, một đám thượng tộc cấp 7, tám đi bắt giáp thiên mộc, kết quả một đội được truyền tống tới đã bị diệt sát toàn bộ, đội kia thì không thể khởi động truyền tống trận. Đôi mắt nữ tử chợt lóe tử mang, hư lạnh một tiếng. Sao lại như vậy? Ngay cả khi giáp thiên mục tinh thông khôi lỗi thuật thì bất quá chỉ là một gã thượng tộc trung giai, như thế nào có thể đem truy binh giết hết. Một phụ nhân mặt dài nghe vậy thì có chút khó tin. Theo lời những tên còn sống sót thì không phải giáp thiên mục ra tay, mà là một tên lạ mặt xuất thủ. Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu, tên lạ mặt, chẳng lẽ khu vực này ngoại trừ Hoàng Thủy Thành trước mắt còn có thánh tộc khác ở lại đây? Hán tử nói chuyện lúc đầu, đột nhiên cả kinh, không phải là tồn tại hợp thể kỳ, mà là một gã thượng tộc thất giai cho nên ta mới nói đám người đó là phế vật. Nhiều người như vậy mà lại chết trong tay một kẻ cung cấp. Tử mang trong mắt nữ tử tuổi trẻ lại lưu truyền, thanh âm phát lạnh. Những người khác thấy bộ dáng nữ tử tức giận như thế, cũng trầm ngâm không dám tự tiện ngắt lời. Lập tức truyền tin cho bọn đồ sứ giả một tiếng, chỉ cho bọn họ địa điểm của việc này. Sau đó để bọn họ phụ trách chuyện giáp thiên mộc, chúng ta chuyên tâm tấn công Hoàng Thủy Thành. Nữ tử lời lạnh như đao, từng chữ một phân phó. Đồ sứ giả còn có nhiệm vụ khác, chắc không muốn ở lại đây. Một người cẩn thận nói một câu, nói cho hắn biết người ra tay chính là người bọn hắn muốn tìm. Như vậy hai người bọn hắn sẽ nhận lấy việc này. Nữ tử nhìn lướt qua người vừa nói, cứu giáp thiên mục chính là người mà đồ sứ giả muốn tìm. Mọi người cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Được rồi, việc này dừng ở đây. Hiện tại việc cần làm chính là trong vòng ba ngày phải công phá thành thị trước mắt. Chỉ cần thành này bị phá thì kim giáp thành chỉ còn là một tòa thành bị cô lập, cũng sẽ rơi vào tay ta. Các người cứ dựa theo kế hoạch mà làm, nữ tử phân phó nói. Vâng, tồn tại cao dài giác si tộc nghe vậy thì cũng không người, cắn kinh ứng tiếng nói. Kế tiếp, những người An Ni bởi vì vậy mà rời lầu các, bay trở về chiến thuyền mà mình phụ trách. Một lúc lâu, dưới sự phân phó của nữ tử, tất cả chiến thuyền đều chấp động linh quang, phát ra tiếng ẩm ẩm đinh tai nhức óc. Vô số những thứ mà Hàn Lập gặp lúc trước. Giáp sĩ giác si tộc, cư ưng hai đầu cùng với hàng trăm vũ giao đều từ trong chiến thuyền tuôn ra, tại không trung gần đó xếp thành đội nhóm vô cùng chỉnh tề, từ bốn phương tám hướng đem cự thành bao vây đến mức nước cũng không lọt. Sau khi đại quân giác si tộc tuôn ra thì đủ loại khôi lỗi màu sắc khác nhau từ trôn chiến thuyền bay ra, khôi lỗi này phần lớn đều là hình người, nhỏ thì cỡ người bình thường, lớn thì cao chừng hơn 10 trượng. Mà khôi lỗi loại thú thì chỉ có ba loại, nhưng mỗi con đều lớn hơn trăm trượng. Một loại giống cự quy nhưng lại có ba đầu, quy sát trải rộng thô to. Một loại khác là đầu hổ thân vượn, trên đầu có kim sắc lộ rác thật lớn. Loại thứ ba là khôi lỗi giống phi nghĩ, chẳng qua hình thể rất lớn, hơn nữa toàn thân trắng noãn không tì vết, phảng phất như chỉ dùng tinh thạch luyện chế thành. Vừa thấy bộ dáng chuẩn bị tiến công của rác si tộc, quang cháo phòng hộ của thành thị trong nháy mắt được phát động. Xuyên thấu qua cửa đại quang cháo có thể mơ hồ thấy được trong thành thị có rất nhiều trận pháp phát sáng, lập tức từng đạo quang trụ từ pháp trận phun ra, tất cả đều rót vào quang cháo trên trời cao. Nguyên bổn quang cháo đang mơ hồ trở nên càng thêm trong suốt lóe sáng, hơn nữa trên đó lại phù văn chấp động. Mà tại một số kiến trúc trong thành, đồng thời bay vụt ra vô số đạo nhân ảnh, không ít người lập tức khống chế độn quang bắn thẳng đến trận pháp. Bắt đầu công kích, nữ tử họ ân ở trên chiến thuyền thật lớn kia, sau khi ra lệnh thì nhất thời ba loại khôi lỗi thú hình thể lớn nhất tiến lên, dẫn đầu là cự quy chỉ thấy quy sát của cửa quy lưu chuyển dị mang, trong nháy mắt bắn ra vô số đạo thứ mang. Mà quái vật đầu hổ thân vượn thì mở rộng miệng, phun ra một đạo kim sắc quang trụ, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Còn khôi lỗi giống như thủy tin kia thì há miệng phun ra một phiến lớn lục vụ nồng đậm, cuồn cuộn vuôn ra. Cơ hồ cùng lúc đó, linh quang dưới đáy chiến thuyền cũng đồn thời đại phóng, từng đạo cự đại quang trụ phô thiên cái địa bắn ra. Trong nháy mắt, tiếng oanh minh nổi lên liên miên không dứt, giống như thiên lôi đánh xuống. Tại một ngọn núi cao, trong một điện phủ hôn ám, khắp nơi đều tối đen không thể nhìn rõ. Nhưng bốn phía đều yên tĩnh khôn tiếng động, giống như đã nhiều năm chưa từng có ai đến. Nhưng đột nhiên một lát sau, trong điện chợt lóe bạch quang, tại đại pháp trận cách đó vài trượng bất ngờ phát ra linh quang. Tiếng ầm ầm truyền ra, tiếp theo quang mang sáng chói, hai đạo nhân ảnh mơ hồ hiện ra trong pháp trận. Trong đó một người mặc thanh bào, tuổi còn rất trẻ, một người khác đầu tóc rối bời. Đúng là hai người Hàn Lập và Giáp Thiên Mộc nơi đây vô cùng bí ẩn, là chỗ vạn cổ tộc chúng ta xây dựng truyền tống trận, không tới lúc nguy hiểm thì không được dùng. Số người biết được rất ít, nơi này đã cách xa khu vực giác si tộc chiếm giữ, cách phân thành không xa. Giáp thiên mộc đảo mắt qua khắp nơi, vừa cười vừa nói. Tiếp theo hắn giơ tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết vào một viên tinh thạch trên vách điện gần đó. Nhất thời cả tòa đại điện chợt lóe linh quang, mười mấy chỗ khác trên vách điện cũng đồng thời sáng rực lên, đem cả tòa đại điện chiếu sáng hàn lập đồng dạng dùng ánh mắt đảo qua thấy điện phủ nơi này chỉ hơn trăm trượng tất cả đều dùng cự thạch hai màu xanh và trắng xây thành nhìn như bình thường nhưng lại vô cùng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi hàn lập gật đầu thản nhiên nói một câu ư xem bộ dáng thì đích xác rất lâu rồi chưa từng có người đến bất quá nơi này cách phân thành mà đạo hữu nói có xa lắm không thành này rất nổi tiếng sao ta nghe nói tựa hồ các đại trưởng lão vạn cổ tộc cũng đến thành đó âu hàn đạo hữu cũng biết việc này Ha ha, bất quá yên tâm, vân thành cách nơi đây không quá nửa ngày. Đây là thành lớn thứ ba ở thiên vân 13 tộc, thành này kết cấu vô cùng kỳ lạ, danh khí đương nhiên không nhỏ, cũng cách đại thành mà giác si tộc công chiếm không xa. Một khi đại chiến chính thức xảy ra thì vân thành hơn phân nửa sẽ là trung tâm của chư tộc thiên vân chúng ta giáp thiên mộc cười hắc hắc. Ừ, như vậy là tốt nhất, ta nghĩ thành này nổi danh như thế thì không tầm thường. Ta đang muốn đến một tòa đại thành làm chút chuyện, hàn lập bất độn thanh sắc nói vài câu tại hạ tại vân thành có động phủ tạm coi như là bán địa chủ đạo hữu có chuyện gì cứ việc đi tìm giáp mỗ chuyện lớn thì khó nói nhưng một số chuyện nhỏ thì tại hạ tự tin có thể giúp được giáp thiên mộc hướng hàn lập cười nói thấy hàn lập có thể dễ dàng giết chết mấy tên cung cấp giáp thiên mộc hiển nhiên biết hàn lập khôn phải là thượng tộc bình thường cho nên mặc dù hắn đã thoát ly hiểm cảnh hơn nữa cũng có thân phận đặc thù tại vạn cổ tộc nhưng vẫn muốn mượn xúc kết sao đa tạ lời ấy của giáp đạo hữu đến lúc đó không chừng hàn mỗ thật sự có một số việc muốn nhờ đạo hữu giúp. Thần sắc hàn lập vừa động, cũng khôn từ chối ý tốt của đối phương. Hiện tại Vân Thành, người ngoài 13 tộc khi tiến vào thì sợ rằng không dễ. Đặc biệt là người có khuôn mặt xa lạ như Hàn Huynh thì càng có chút phiền phức. Bất quá tại hạ tận mắt nhìn thấy đạo hữu chém giết xác si tộc cung cấp, hiển nhiên là có thể đảm bảo cho đạo hữu. Ha ha, bất quá lại nói tiếp, Hàn Huynh có muốn trực tiếp gia nhập vạn cổ tộc chúng ta, đảm nhiệm chức vị khách khanh không? Tại hạ tự nhận lời nói cũng có chút trọng lượng trong tộc, có thể trực tiếp đem đạo hữu ra mắt trưởng lão trong tộc. Lấy thần thôn của đạo hữu thì khẳng định sẽ được trọng dụng. Mà đảm nhiệm khách khanh cũng là việc rất tốt, hơn xa những gì mà người thường tưởng tượng. Tại thiên vân làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Giáp thiên mộc trừng mắt, khẽ cười một tiếng noi, đa tạ ý tốt của giáp huynh, nhưng tại hạ không thể khẳng định sẽ ở lại thiên vân bao lâu, cho nên việc này sau này hãy nói. Sau khi hàn lập trầm ngâm một lát thì mới hời hợt trả lời. Cũng đúng, việc này sau này bàn lại cũng không muộn. Trước tiên ta lập tức chạy tới Vân Thành, trong thành tại hạ có mấy người bạn tốt, đến lúc đó cũng có thể giới thiệu cho Hàn Đạo Hiếu biết. Giáp Thiên Mộc vô cùng nhiệt tình nói, Hàn Lập nghe vậy thần sắc vừa động, nhưng chỉ gật đầu không nói gì. Lúc này hai người đã đi ra truyền tống trận, đến thẳng Đại Môn. Đẩy cửa ra, bên ngoài là một thông đạo làm bằng đá, bộ dáng uốn lượn. Hàn Lập cùng Giáp Thiên Mộc lúc này hóa thành hai đạo độn quang, chợt lóe liền bay vào trong thông đạo. Sau một lát, một đoàn bạch quang cùng một đạo thanh hồng từ sau một ngọn núi lớn bắn ra, sau vài lần chấp động liền phá không bay về phía chân trời. chương 1576, Vân Thành. Đây là Vân Thành, Hàn Lập Thân ở trong thanh quang, nhìn bầu trời phía xa, thần sắc trở nên cổ quái. Không sai, tên như ý nghĩa, Vân Thành chỉ thấp hơn thiên không chi đảo ở linh giới, có thể huyền phù trên không trung. Mặc dù không thể như thiên khôn chi đảo có thể chậm rãi theo gió phiêu lưu trên trời, nhưng tùy thời cũng có thể tự co bay cao. Giáp Thiên Mục đứng cạnh Hàn Lập, có chút tự hào nói. Hiện tại người hắn đang ở trên một đỉnh núi nhỏ, mà không chung cách đó mấy trăm dặm lại bất ngờ có một tòa thành to lớn đang huyền phù. Thành thị này cách mặt đất mấy vạn trượng, chẳng những mây trắng lượn lờ mà toàn thân lại khôn biết dùng tài liệu màu trắng nào xây dựng thân. Diện tích khổng lồ làm cho người ta lần đầu nhìn thấy đều không thể không hoảng sợ. Một điểm khác gây chú ý chính là hơn 10 khối cầu lớn màu trắng. Mỗi một khối từ xa nhìn lại thì dường như không quá lớn, nhưng nếu đến gần thì mới thấy rõ, đường kính đạt đến vạn trượng. Về phần số lượng chuẩn xác của khối cầu thì bởi lý do chỉ nhìn được một mặt của thành thì, cho nên Hàn Lập không thể đoán chính xác. Đó là vật gì? Hàn Lập sau khi hết hoảng sợ thì chỉ về khối cầu, không nhịn được hỏi. Thứ Hàn Đạo hữu nói chính là Vân Thành chi vệ, chúng được vạn cổ tộc chúng ta và Thạch Kiền tộc hợp lực cẩn thận tạo thành, là một trong những đòn phòng ngự sát thủ của Vân Thành. Tình huống cụ thể thì sau khi đạo hữu tiến vào Vân Thành, chỉ cần nghe ngóng sẽ biết." Ha ha, Giáp Thiên Mộc lộ ra vẻ thần bí, tươi cười nói. Hàn Lập nghe vậy thì có chút hết chỗ nói, bất quá hắn cũng không thật sự muốn hỏi đến cùng, cho nên hóa thành một đạo thanh quang bay đi. Giáp Thiên Mộc cũng đồng dạng hóa thành bạch quang theo sát. Ở ngoài mấy trăm dặm thì chưa thể khái quát được thể tích của thành này, nhưng khi đến gần hơn trăm dặm thì mới thấy Vân Thành thật lớn. Cho dù kiến thức Hàn Lập rộng rãi cũng không khỏi hít một hơi nhìn gần thì vân thành cơ hồ che hơn nửa bầu trời trên đường đi bọn họ cũng bắt đầu nhìn thấy dị tộc nhân khác đang độn quang cùng với một số thú xa linh thuyền phi hành lúc đến gần hơn thì số lượng dị tộc nhân cũng không khỏi tăng lên hàn lập lấy mắt thường có thể nhìn rõ phương hướng mình định đến là một khối cầu thật lớn gần đó đều có rất nhiều có thể nói là khắp nơi đều có bất quá không biết vì sao cơ hồ khi mọi người đến gần khối cầu lớn này thì đều ngoan ngoãn đi vòng không ai dám đi thẳng qua Hàn Lập thấy vậy, hiển nhiên không nhịn được, nhìn vài lần. Lam mang trong mắt thiểm động, tất cả bề mặt của khối cầu cơ hồ đều xuất hiện ngay trước mắt. Chất liệu tạo thành khối cầu cũng giống với tài liệu tạo nên vân thành, nhưng khi nhìn kỹ thì mặt ngoài khối cầu trơn bóng dị thường. Khối cầu phảng phất như dùng vô số tài liệu hợp thành, mà mỗi loại tài liệu đều mơ hồ có kim ngân lưỡng sắc phủ văn chấp động không thôi, làm cho chúng có vẻ thần bí. Hàn Lập nhướng mày, cũng không khách khí đem thần niệm đảo qua khối cầu. Kết quả khi vừa tiếp xúc bề mặt khối cầu thì liền bị một cổ cấm chế chi lực bắn ngược trở lại, căn bản không thể chui vào trong khối cầu. Hàn Lập vẫn không cảm thấy kỳ quái, nếu điều thần bí này bị hắn nhìn thấu thì ngược lại sẽ làm cho hắn có chút kinh ngạc. Đạo hữu chú ý, nếu trên người có mang theo bảo vật kim trúc thì nhất định không thể đến gần chúng trong vòng ngàn trượt, nếu không tất cả đều bị chúng mạnh mẽ hút lấy, sau đó dùng hỏa thuộc tính thôn phệ. Mà tất cả thiệt hại đó, Vân Thành sẽ không bồi thường chút nào. Giáp Thiên Mộc thấy Hàn Lập không ngừng đánh giá khối cầu thì mở miệng nhắc nhở. Có loại chuyện này sao? Hàn Lập có chút kinh ngạc, ánh mắt sau khi đảo qua mọi người gần đó thì đã tin bảy tám phần. Không ít độn quang gần đó đổi hướng, đều hướng vào một cái cửa thành thật lớn mà bay đi. Giữ cửa là mười mấy tên bảo vệ mặc chiến giáp giống nhau, thần sắc nghiêm nghị đứng hai bên, khi có người muốn tiến vào thì đám người liền đến kiểm tra. Loại kiểm tra này quả nhiên chỉ nhằm vào người tu tiên, ngoài ra thì căn bản không quan tâm đến loại người khác. Những môn vệ mặc chiến giáp này từ đầu tới cuối đều được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cao lớn không đồng nhất. Người lớn nhất thì giống như dị tộc nhân, Hàn Lập thấy cảnh này, hai mắt không khỏi híp lại, nhưng độn quang không ngừng lại, chỉ một lát sốt cục đã cùng giáp thiên mộc tới cửa thành. Lúc này gần đó có không ít độn quang đang bay tới, cho nên những môn vệ chuẩn bị đến kiểm tra, bộ dáng có hơn 10 người. Kỳ thật cái gọi là kiểm tra, bất quá chỉ là vài tên thủ vệ cầm một khối pháp bàn hình dạng kỳ lạ, nhắm ngay khuôn mặt xa lạ quét qua vài lần, đồng thời một người khác thì tay cầm một vật, một bên nghe, một bên đem vài thứ gì đó bỏ vào bên trong. Trên bầu trời Vân Thành vẫn chưa xuất hiện quang cháo cấm chế, nhưng hết lần này tới lần khác không có một đạo độn quang nào dám cả gan trực tiếp bay vượt qua tường thành, tiến vào trong thành. Lúc này đây, Giáp Thiên Mộc vẫn chưa nói gì, sau khi mỉm cười thì đột nhiên tiến về phía đội kiểm tra. Loại hành động này giống như là dành chỗ khiến cho không ít người cảm thấy bất mãn. Nhưng những dị tộc nhân này phần lớn đều là trúc cơ, kết đan, sau khi dùng thần niệm đảo qua giáp thiên mộc, biết hắn là một gã thượng tộc, thì lập tức ngậm miệng lại, thậm chí một chút tức giận cũng không dám biểu lộ ra. Nhưng thấy loại hành động này của giáp thiên mộc, hiển nhiên dẫn đến sự chú ý của thủ vệ, mấy đạo hàn mang lang lệ đồng thời đảo qua người giáp thiên mộc. Tu vi mấy người này dường như cũng không dưới giáp thiên mộc. Nhưng giáp thiên mộc đối với cảnh này vẫn không chút hoang mang, tay áo phất lên, một khối hắc sắc lệnh bài bay ra, phóng tới tay một gã thủ vệ. Ánh mắt tên thủ vệ kia ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng, một tay chụp lấy lệnh bài, ngưng thần nhìn lại. Đồng thời môi Giáp Thiên Mộc khẽ nhúc nhích, nhưng không có chút âm thanh nào phát ra, hiển nhiên là thi triển truyền âm thuật. Điều này làm cho những dị tộc nhân khác mở to mắt nhìn. Tên thủ vệ kia khi nhận ra lệnh bài thì lộ ra vẻ hoảng sợ, tiếp theo khi nghe được truyền âm của Giáp Thiên Mộc thì nhất thời không có bất cứ hoài nghi gì, lúc này bước về phía trước, cầm lệnh bài trả lại cho Giáp Thiên Mộc, bộ dáng vô cùng cung kính. Hóa ra là Giáp đại sư vạn cổ tộc mời đại sư vào nhanh mấy vị trưởng lão quý tộc đã sớm phân phó xuống nếu đại sư bình yên trở về vân thành thì xin lập tức đi đến thiên hút các gặp bọn họ đúng rồi thực tế thì hiện tại trong thành có thể đã có gian tế của giác si tộc trà trộn tại hạ lập tức phái vài tên hộ vệ trực tiếp hộ tống đại sư đến thiên hút các. ô oh, mấy vị trưởng lão đang ở thiên hút các, cho dù không nói thì ta cũng sẽ lập tức đi gặp bọn họ về phần hộ vệ thì tạm thời khôn cần có hàn đạo hiếu đi cùng ta thì chỉ cần không phải là hợp thể kỳ đánh lén mọi chuyện đều không lo các ngôi tiếp tục làm việc đi đúng rồi hàn đạo hữu không phải là người thiên vân chúng ta chuẩn bị cho hắn một thân phận bài tự do cấp cao nhất ta là người đứng ra bảo đảm sau khi giáp thiên mộc nhận lấy lệnh bài thì dùng khẩu khí phân phó trầm giọng nói vâng đại sư tên thủ vệ kia nghe vậy ngẩn ra nhưng lập tức miệng đáp ứng nói lúc này hàn lập cũng không chút hoang mang đi tới vài tên thủ vệ lập tức dùng pháp bảo hướng ra ngoài dung một cái Nhất thời Hàn Lập cảm thấy trong cổ quái viên bàn tuôn ra một cổ linh áp rất thô, tiếp theo thần niệm chi lực đột nhiên từ trên người mấy tên thủ vệ này phát ra, sau đó lại dung hợp toàn thể, đảo qua người Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, tiếp theo trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Loại công pháp có thể dung hợp thần niệm của nhiều người này, hắn thật sự lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Thành thật không hổ là đại thành trung tâm của Thiên Vân 13 tộc, ngay cả thủ vệ cũng có bí thuật khó tin này. Bất quá sau khi mấy tên thủ vệ dò xét tu vi của Hàn Lập thì nhất thời cũng dùng mình. Thượng tộc thất giai, cho dù tại liên minh thiên vân 13 tộc cũng rất hiếm. Lúc này mấy tên kia sau khi nhìn qua pháp bàn, khôn thấy có phản ứng với huyết mạch giác si tộc thì trong lòng mới thả lòng, hướng Hàn Lập nói. Tiền bối, đã có giáp đại sư đảm bảo, hơn nữa cũng thông qua kiểm tra, ta lập tức luyện chế cho ngươi một khối thân phận bài cấp cao. Sau khi có bài này, ngoại trừ một số nơi cơ mật trong thành, còn lại tiền bối cứ tự do đi lại đã làm phiền các hạ biểu hiện của hàn lập cũng rất thân thiên tên thủ vệ hóa thần kỳ này liền khách khí nói không dám mà tên thủ vệ lúc trước định phái người hộ tống giáp thiên mộc giờ phút này hiển nhiên không nhắc lại hiển nhiên hắn cũng cho rằng có một vị thượng tộc thất sai thì hắn không cần phái thêm người chuyện tình tiếp theo cũng đơn giản chỉ một lát sau những người này liền luyện chế ra một khối ngọc bài đưa cho hàn lập sau đó vung tay bảo những thủ vệ khác tránh đường giáp thiên mộc cũng không khách khí lúc này đi nhanh vào thành Hàn Lập không chút hao ông mang theo sát phía sau. Giáp đạo hiếu, mới vừa rồi công pháp mà những người đó dung hợp thần niệm, rốt cuộc là loại bí thuật nào vậy? Nếu có loại bí thuật thần kỳ đó thì khi dùng đối địch chẳng phải sẽ rất hữu dụng sao? Hai người vừa đi vào trôn cửa thành thì Hàn Lập đột nhiên mở miệng hỏi. chương 1577, Thiên Vân Chư Tộc. Hàn Huynh nói về ngưng thần quy nhất thuật à, thuật này đích xác vô cùng thần kỳ, là do thanh tộc sáng chế. Nhưng tu luyện thuật này cũng vô cùng ngặt nghèo, chẳng những cần phải có huynh đệ cùng huyết mạch, hơn nữa tu luyện công pháp này tu vi phải không khác nhiều lắm về cảnh giới mới có thể thi triển thuật này. Mà thanh tộc khác với những tộc khác, tộc nhân sinh ra phần lớn đều cùng một thể, một thai sau bảy người là chuyện thường thấy. Sau khi lớn hơn một chút thì bọn họ tự tách ra. Bốn người giữa cửa thành chính là tộc nhân của thanh tộc, chuyên làm nhiệm vụ kiểm tra. Sau khi thi triển thuật này, thần niệm địch nhân hòa hợp với toàn thể, chính là cảnh giới cao hơn bọn họ ba bốn tầng vẫn không biết được. Giáp Thiên Mộc cười giải thích hai câu, thì ra là thế, Hàn Mỗ thật có chút lạc hậu, nhưng tại hạ lại có chút hứng thú đối với thuật này, đạo hữu có biết phương pháp tu luyện không? Sau khi Hàn Lập nghe xong, trước tiên có chút thất vọng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thuật này thần diệu, không khỏi muốn tham khảo để sau này cải tiến lại, nên thử hỏi. Ngưng thần thuật không phải là thuật đặc biệt gì của thanh tộc, bên ngoài mặc dù không lưu hành nhiều nhưng Giáp Mỗ vẫn có thể nghĩ cách tìm thấy một bản, Đạo hữu thật sự muốn biết công phái này thì ta sẽ nghĩ cách chế phục một bản." Giáp Thiên Mộc vô cùng hào phóng nói. "Đa tả, Hàn Lập nghe xong thì cười, ôm quyền nói cảm ơn. "Ha ha, đây là việc nhỏ, Hàn đạo hữu có ơn cứu mạng đối với Giáp Ngỗ, việc nhỏ này thì có tính là gì?" "Được rồi, tại hạ trước tiên đi bái kiến mấy vị trưởng lão trong tộc, tiếp theo sợ rằng không thể đi cùng Hàn huynh được nữa. Đây là địa chỉ của động phủ của tại hạ tại Vân Thành." vài ngày sau đạo hiếu có thể đến đó lấy thông linh khôi lỗi mà lúc trước tại hạ đã hứa không gạt đạo hiếu khôi lỗi cấp bậc này thì trong động phủ tại hạ có hai ba con nhưng nếu tặng người ngoài tộc thì phải hỏi qua ý của trưởng lão trong tộc bất quá cứu yên tâm trong tộc tại hạ cũng có chút địa vị việc này tuyệt không thành vấn đề giáp thiên mộc cười đưa cho hàn lập một khối thạch phiến nói ra lời cáo từ lúc này hai người đã ra khỏi cửa thành trước mắt xuất hiện một thông đạo rộng lớn hai bên là những cửa hàng cao lớn không đồng nhất có không ít người đang mua hàng không sầm uất cũng không vắng vẻ cũng được tại hạ cũng có một số việc thế thì chúng ta chia tay tại đây sau khi hàn lập nhận thạch phiến dùng thần niệm đảo qua thì mỉm cười trả lời vân thành là nơi chư tộc thiên vân cùng sinh sống từ bên ngoài có không ít dị tộc có người ở đây trăm năm thậm chí ngàn năm cũng không rời đi cho nên trong thành ngoài trừ một ít chỗ ở tạm thời chỉ có thuê động phủ nhưng chi phí rất đắt nhưng nếu hàn huynh muốn ở lại thì chút chi phí ấy không thành vấn đề Mặt khác đạo hữu nên nhớ một việc, đó là ngàn vạn lần không nên tranh đấu hoặc vận dụng linh lực ở trong thành, nếu không sẽ phát động cấm chế, nhẹ thì bị trục xuất khỏi vân thành, nặng thì bị phế bỏ tu vi. Điểm này ngay cả trưởng lão 13 tộc cũng không dám cãi lại. Được rồi, tại hạ cáo từ, giáp thiên mộc có vẻ hiểu biết nhiều, sau khi khuyến cáo liền rời đi. Hàn lập không giữ lại, xa xa thấy giáp thiên mộc ngồi trên một linh xa, biến mất tại một ngã tư đường thì lúc này hắn mới thu ánh mắt lại, Cẩn thận đánh giá hai bên ngã tư đường. Nơi đây không hổ là trọng thành của Thiên Vân 13 tộc, kiến trúc hai bên chẳng những nhiều mà phong cách cũng khác nhau, không có cửa hàng nào giống cửa hàng nào. Có kiến trúc cao tới hơn trăm trượng, phảng phất như ngọn núi nhỏ, có cái cao không tới một trượng, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng đẹp. Lâu các của nhân tộc thì lại khác, có cái ngoài hình giống đại thụ, toàn thân xanh biếc. Hàn Lập đánh giá một lát thì bắt đầu cảm thấy hứng thú với thành này. Lại nói tiếp, Thiên Vân 13 tộc trên danh nghĩa là 13 chủng tộc, nhưng không biết từ bao nhiêu ngàn năm trước chưa tộc cùng sống hỗn tạp một chỗ, vô luận bất cứ hành động gì đều là 13 tộc cùng tiến cùng lùi. Nếu không phải huyết mạch khác nhau thì có thể xem như là đại tộc. Mặc dù thế lực mỗi tộc không tính là quá mạnh, thua xa rác xi si tộc, nhưng 13 tộc liên thủ thì thực lực cũng không kém rác xi si tộc chút nào, đã từng đánh nhau rất nhiều trận. Mà chủ yếu 13 tộc chỉ tự vệ, rác xi si tộc cùng Thiên Vân 13 tộc chiến tranh, cơ hồ cứ cách một đoạn thời gian là sẽ nổ ra không phải giác si tộc xâm chiếm lãnh địa của thiên vân, mà chính là thiên vân 13 tộc liên thủ, đoạt lại những thứ mình mất, đương nhiên phần lớn thì giác si tộc chiếm thế thượng phong. Nhưng chư tộc thiên vân lấy sở trường bù sở đoàn, cũng không chịu thiệt thòi quá lớn. Cho nên lúc này đây giác si tộc đột nhiên tấn công, vẫn chưa làm cho thượng tầng chư tộc thiên vân ngoài ý muốn, hơn nữa đang nhanh chóng phải ứng lại, bắt đầu tập trung nhân thủ chuẩn bị phản kích. Những lời này đều là trong lúc Hàn Lập đồng hành với Giáp Thiên Mộc, trong lúc vô ý nghe được tin tức. Theo Giáp Thiên Mộc nói, Thiên Vân hiển nhiên diện tích rất lớn, nhưng đại tộc cũng không phải chỉ có mỗi giác si tộc, còn có giả tộc thực lực không hề kém, đương nhiên phụ cận Thiên Vân cũng có đông đảo những tộc nhỏ khác. Nhưng đại khái những tiểu tộc đó chỉ có thể phụ thuốc hoặc gia nhập đại tộc mới có quyền đặt chân ở đây. Nếu không sẽ bị mạt sát hoặc bị đuổi đi, tìm nơi khác sống. Điều này làm cho Hàn Lập đối với hoàn cảnh đại khái của chư tộc nơi này cũng hiểu đôi chút. Hiện tại hắn đang đánh giá hai bên ngã tư đường, từ từ đi bộ, vừa đi vừa tự định giá. Không hề nghi ngờ, mục tiêu của hắn vẫn là tìm các truyền tống trận về Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng truyền tống trận cấp bậc này khẳng định là có người trông coi, 10 phần là rơi vào tay thế lực lớn, nếu muốn mượn dùng truyền tống trận chỉ sợ phải có quan hệ với tầng lớp cấp cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc đầu hắn không từ chối yêu cầu của Giáp Thiên Mộc. Bất quá, rốt cục có thật sự tiếp xúc với thượng tầng Thiên Vân tộc hay không thì phải chờ hắn hỏi thăm tin tức liên quan đã. Việc cấp bách hiện tại là tìm một lối ra ở Vân Thành, sau đó mới chậm rãi tìm đầu mối. Trong lòng bình tĩnh tính kế, sau đó Hàn Lập không trần chờ nữa, ánh mắt đảo qua bốn phía cửa hàng, tùy ý chọn một căn giống như của nhân tộc, rồi đi qua. Cửa hàng này không tính quá lớn, chỉ có hai tầng mà thôi. Bên trong bầy biện đa dạng, tựa hồ là một cái tiệm tạp hóa. Trường quỹ là một gã mặc lục tộc, nguyên bổn đang ngồi trên ghế phía sau quầy, vừa thấy Hàn Lập vào thì lập tức ra vẻ tươi cười, đứng dậy đón chào, vị tiền bối này muốn mua thứ gì, bổn điếm chuyên bán các loại đặc sản ở Vân Thành, bản đồ cùng với vài thứ khác. Vị này thoạt nhìn dị tộc nhân hơn 40 tuổi, mặc dù tu vi chỉ chúc cơ kỳ nhưng trước mặt Hàn Lập vẫn không khiếp sợ, sau khi thi lễ thì liên tiếp giới thiệu, lời nói có vẻ lưu loát. Cũng khó trách, lấy tu vi thấp như đối phương, sợ rằng ngay cả Nguyên Anh kỳ hay luyện hưu kỳ cũng không thể nhận ra. Mà tu vi cao ở Vân Thành chỗ nào cũng có rất nhiều cho nên chắc hắn đã quen. Lấy cho ta một bản đồ của Vân Thành, càng chi tiết càng tốt, mặt khác ta muốn hỏi người vài chuyện. Hàn lập đánh giá người trước mặt, đột nhiên tay áo vừa động, một khối trung giai tinh thạch bắn ra, đồng thời thản nhiên nói. Đây là bản đồ tốt nhất của tiểu điếm, tiền bối có chuyện gì cứ việc hỏi, nếu biết thì vãn bối nhất định sẽ trả lời. Sau khi trưởng quỹ lấy tinh thạch, lập tức mặt mày hớn hở lấy ra một khối hồng sắc thạch phiến giao cho Hàn Lập, mừng rỡ nói. Sau một chén trà nhỏ, thần sắc Hàn Lập bình tĩnh ra khỏi cửa hàng, sau đó tùy ý chặn một thú xa trên đường, tiếp theo chỉ địa điểm cho sa phu rồi ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần mà sa phu lập tức điều khiển thú xá chạy về phía trước thú sa mang theo hàn lập đi về một hướng nào đó của vân thành không biết trải qua bao lâu rốt cuộc sau hai canh giờ thì cũng dừng lại trước một kiến trúc to lớn hàn lập tùy ý trả vài khối linh thạch sau đó xuống xe thong dong nhìn kiến trúc trước mặt đây là một tòa kiến trúc cao lớn phảng phất như ngọn núi toàn thân đều dùng tài liệu màu vàng xây thành kiến trúc này thoạt nhìn cao hơn ngàn trượng so với những kiến trúc gần đó thì không biết cao hơn bao nhiêu lần. Hàn Lập đứng tại chỗ run sợ hồi lâu, sau đó chuyển ánh mắt xuống, nhìn về phía cửa. Hai bên cửa viết những văn tự cổ quái, cho dù Hàn Lập hiểu nhiều văn tự dị tộc thì cũng không thể phân biệt được đây là văn tự của bộ tộc nào. Hàn Lập không trần chờ lâu, sờ sờ cầm rồi tiến vào đại môn. Vừa tiến vào đại môn, bên trong thật rộng, diện tích chừng hơn 200 trượng. Bốn phía và mặt đất đều được rát mỹ ngọc xanh biếc, bốn phía lại được đặt những chậu hoa cao vài thước mà một số loại lại diễm lệ như linh hoa, linh thảo. Mà trong đại sảnh lại đặt một cái bàn gỗ đen thui cũ nát, trên bàn là một hàng người mặc trường bào xám, nhưng bộ dáng không nhúc nhích giống như đang ngủ say. Cho ta một gian phòng hẻo lánh, ta muốn ở lại mấy ngày. Hàn lập lặng lẽ đi tới bàn tính tiền, thản nhiên nói. mươi 1578, gặp lại người quen. Tiếng hàn lập không lớn, nhưng rơi vào tai lão giả lại giống như tiếng sét đánh, đủ để làm thức tỉnh. A, à, Hóa ra là khách tới nhà, Vãn Bối sẽ tìm một gian phòng hảo hạng cho Tiền Bối. Sau khi thân thể nằm sấp của lão già run lên thì liền ngồi thẳng dậy, vội móc ra từ dưới người một cuốn sổ kế toán cùng pháp khí cổ quái, tra trên mặt sổ. Hàn Lập thấy vậy nhướng mày, lão già trước mắt cũng là người tu luyện, nhưng như thế nào lại không có cảnh giác, mới vừa rồi giống như thật sự ngủ. Trong lòng hắn vừa động, tùy ý đảo qua mặt lão già, kết quả sau một khắc liền giật mình thất thanh la lên. "Ngươi, ngươi là hướng sư huynh?" ngươi còn sống như thế nào lại ở đây lão giả này sắc mặt vàng vọt nhưng ánh mắt lại linh hoạt đúng là hướng chi lễ năm đó tại nhân giới đã từng bước vào không gian tiết điểm hắn là vị hướng sư huynh trên danh nghĩa kia hắn cùng hô lão ma phong lão quái sau khi bước vào thiết điểm khôn gian không lâu thì nguyên thần đăng đã vỡ nát sớm bị cho rằng đã chết hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy khiến cho hàn lập cực kỳ hoảng sợ thanh âm có chút thay đổi lão giả nghe hàn lập nói vậy nguyên bổn đang tra cứu gì đó thì run rẩy một trận sau một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Hàn sư đệ, thật sự là ngươi, lão giả thì thào nói, vẻ mặt giống như vừa khóc vừa cười, có vẻ vô cùng cổ quái. Đúng là hàn mỗ, hiện tại khí thức cùng tu vi ngươi như thế nào? Hàn lập vừa mở miệng trả lời thì dùng thần niệm đảo qua trên người hướng chi lễ, sau đó anh ấm không khỏi ngạc nhiên. Nguyên bổn hướng chi lễ là tu sĩ hóa thần kỳ tại nhân giới, hiện tại tu vi bất ngờ hạ thấp xuống kết đan kỳ, hơn nữa khí tức vô cùng suy yếu, dường như khuyên khí đại thương. Hàn sư đệ, người cũng từ không gian tiết điểm đến linh giới sao. Nhìn tu vi ngươi thì dường như còn cao hơn lúc trước. Bất quá nơi này không phải là nơi nói chuyện, lát nữa khách khứa đi hết thì theo ta tìm một nơi khác nói chuyện. Hướng chi lễ kinh ngạc nhìn Hàn Lập một hồi lâu, thần sắc trên mặt chợt biến, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đứng dậy dẫn theo Hàn Lập đi vào cánh cửa kế bên đại sảnh. Hàn Lập do dự một chút, nhưng vẫn đi theo. Phía sau cửa là một hành lang thật dài, hai bên có một số kỳ hoa dị thảo. Hướng chi lễ không dẫn Hàn Lập đi quỡ, trực tiếp đẩy một cửa đá, mời Hàn Lập tiến vào. Mời sư đệ ngồi, tiểu lão nhi tuyệt đối không nghĩ tới, lúc còn sống lại có thể nhìn thấy Hàn sư đệ một lần nữa. Nhưng bộ dáng nghèo túng của hướng mỗ lúc này thật xấu hổ khi gặp ngươi. Hai người vừa ngồi xuống, hướng chi lễ cười khổ nói một câu, tinh thần cực kỳ xa sút hoàn toàn khác với bộ dáng lúc còn ở nhân giới. Năm đó thông qua tiết điểm, các ngươi đã xảy ra chuyện gì, hai người khác ra sao rồi hàn lập trầm mặc một chút trực tiếp hỏi chuyện mình muốn biết phong lão quái cùng hô lão ma đã chết khi chúng ta thông qua tiết điểm vận khí thật sự rất khôn tốt dĩ nhiên lại mấy lần đụn phải không gian gió lốc lần cuối cùng là hai sóng không gian va vào nhau trong ba người chỉ có một mình ta còn sống nhưng cũng bởi vì thường xuyên thi triển bí pháp bảo vệ tính mạng mà tu vi hầu như đã mất hết hiện tại chỉ còn lại chút tu vi một lần nữa quay lại thời kỳ khổ tu Hướng chi lễ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Không gian tiết điểm đúng là rất nguy hiểm, hướng sư huynh có thể sống sót coi như là đại may mắn trong bất hạnh. Bất quá lúc đầu bổn mệnh đăng của các ngươi ở nhân giới đã tắt. Hơn nữa người tại sao lại xuất hiện ở lôi minh đại lục, vì sao không xuất hiện ở chỗ phi thăng của nhân tộc. Hàn lập an ủi một câu, nhưng lại nghi hoặc hỏi. Bổn mệnh đăng bị hủy có lẽ liên quan tới việc ta thi triển bí thuật bảo vệ tính mạng. Còn về phần vì sao ở đại lục này thì ta không rõ lắm lúc đầu bị không gian gió lốc cuốn vào, mặc dù dựa vào bí thuật bảo mệnh, nhưng lại thoát ra khỏi không gian tiết điểm, cho nên mới ở thiên vân. Nếu như không có người tới cứu thì thậm chí bây giờ cũng không thể sống sót. Nghe khẩu khí sư đệ thì chắc là phi thăng ở khu vực nhân tộc. Như thế mà nói thì gió lốc quá mức quỷ dị, đã đem lộ tuyên của ta thay đổi. Hướng chi lễ hồi tưởng lại lúc trải qua không gian tiết điểm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này đây Hàn Lập không có tiếp lời, chỉ gật đầu. Hướng Sư huynh sao lại tới nơi đây làm việc, cùng chủ nhân khách sạn này quan hệ thế nào, không nghĩ tới việc một lần nữa trở lại nhân tộc sao? Hàn Lập vẫn không hỏi cặn kẽ thêm, chỉ ngưng trọng hỏi một câu. Chủ nhân khách sạn này là một người của Thạch Kiền tộc, cũng là ân nhân cứu mạng ta lúc đầu. Tâm địa hắn không tệ, tu vi không kém, tại Thạch Kiền tộc dường như có chút địa vị. Ta vì báo ân, cũng vì không có chỗ để đi, cho nên chỉ có thể tạm thời làm người giúp việc. Về phần trở lại nhân tộc, hướng mỗ đã sớm hết hy vọng. Mặc dù thiên vân 13 tộc đích xác có nắm trong tay một đại truyền tống trận, nhưng mỗi lần truyền tống trận này mở ra nghe nói cũng tốn kém rất nhiều, cũng có thể làm cho một tộc táng ra bại sản. Không đủ tinh thạch khởi động, cho dù tu vi hướng mỗ được như lúc ban đầu thì cũng không có tư cách sử dụng pháp trận này. Hơn nữa, cho dù có may mắn tìm được cách truyền tống về phong nguyên đại lục thì hiện tại tu vi đã xa sút hơn nữa nguyên khí tổn hao nhiều, Căn bản không có hy vọng thông qua man hoang thế giới, trở lại khu vực nhân tộc. Tình huống hiện tại của Hướng Mỗ coi như không thể đánh sâu vào luyện hư kỳ, cho nên cũng không có ý định mạo hiểm, ta muốn sống quãng đời còn lại ở nơi này. Hướng Chi Lễ lắc đầu, thần sắc thoáng buồn bã nói: "Nghe Hướng Chi Lễ nói vậy, Hàn Lập cũng không biết nói gì để an ủi. Được rồi, tại hạ còn chưa hỏi sư đệ đã trải qua những gì, ta mặc dù không thể trở lại nhân tộc, nhưng đồng dạng cũng muốn nghe một chút về tình huống nhân tộc ở linh giới." Sư đệ có thể nói đại khái cho hướng mỗ biết được không? Hướng Chi Lễ đột nhiên nghĩ đến điều gì, thần sắc trở nên tươi tỉnh hỏi. Ta cũng không kinh lịch nhiều, chỉ là đi tới tọa độ mà sư huynh chỉ lúc đầu, sau khi tu luyện tới hóa thần kỳ thì cũng tìm được chỗ tiết điểm đó. Sau đó đồng dạng cùng Băng Phượng đã tiến giai đến hóa thần kỳ, liên thủ tiến vào tiết điểm. Nhưng vận khí ta tốt hơn một chút, mặc dù cũng gặp không gian gió lốc nhưng cuối cùng may mắn mượn thần thông không gian của Băng Phượng, xé rách không gian trốn thoát. Về phần tình huống nhân tộc thì theo ta biết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân ở linh giới, miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Tiếp theo Hàn Lập đem chuyện mình nói ra, chỉ nói đơn giản, cũng không đề cập tới chuyện mình cũng từng mất hết tu vi. Mà chuyện tình nhân tộc thì cũng không phải là điều gì bí mật, cho nên Hàn Lập nói một số việc cho đối phương biết. Tam cảnh thất địa, Thánh Hoàng Yêu Vương, hóa ra nhân tộc chúng ta tại linh giới cũng không hề ít tồn tại hợp thể kỳ, như thế thì tiểu lão nhi cũng có thể yên tâm một chút. Hướng chi lễ cẩn thận lắng nghe, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Hàn lập lần nữa trầm mặc, nhìn sau một lúc lâu, ánh mắt sau khi chấp động vài cái thì đột nhiên mở miệng hỏi. Thiên vân 13 tộc thật sự có một tòa truyền tống trận. Hướng sư huynh từ đâu biết được việc này? Ha ha, thế nào, sư đệ cũng chú ý tới truyền tống trận này sao? Chuyện về truyền tống trận cũng không phải bí mật, chẳng những thiên vân mà ngay cả giác đồng tộc cùng giả tộc cũng có một cái. Đại tộc gần đây đại khái có bạo minh tộc là không xây dựng. Ta khuyên sư đệ quên đi, truyền thống chân tới đại lục căn bản không phải là người dưới hợp thể kỳ có tư cách sử dụng, huống hồ ngươi cũng không phải là người của mấy tộc này, càng khó có cơ hội. Cũng may Thiên Vân 13 tộc không bài xích dị tộc, Hàn sư đệ không bằng ở lại đây tu luyện, cũng có thể làm bạn với hướng mỗ một chút. Chờ sau này tu vi tăng tiến, lúc đó nghĩ cách quay về nhân tộc cũng không muộn. Được rồi, hiện tại cảnh giới sư đệ rốt cuộc tới đâu rồi? Ta hiện tại cảm thấy khí thức sư đệ so với khi ở nhân giới mạnh mẽ hơn không ít nhưng rốt cuộc tu vi thế nào thì lại không cách nào cảm ứng được sau khi hướng chi lễ mỉm cười thì tò mò hỏi chuyện về truyền tống trận thì ta sẽ tự nghĩ cách còn về phần tu vi thì trước đây không lâu tại hạ may mắn tiến giai đến luyện hư kỳ hàn lập cũng không có ý tứ giấu giếm tu vi thản nhiên nói ra luyện hư kỳ sư đệ tu luyện nhanh như vậy sao nói như vậy sư đệ không phải trải qua nỗi khổ khi hết thọ nguyên hướng chi lễ nghe vậy thì khóe miệng co quắp một chút không khỏi trở nên hâm mộ trên danh nghĩa là thọ nguyên vô hạn nhưng cứ ba ngàn năm lại phải độ đại thiên kiếp một lần sao có thể thật sự trường sinh mỗi một lần thiên kiếp đều mạnh hơn lần trước nếu không phi thăng tiên giới thì sớm muộn cũng chết hàn lập lãnh đạm cười nói không thể nói như vậy sư đệ tiến giai đến luyện hư kỳ thì thọ nguyên phải dùng vạn làm thước đo quãng thời gian này rất dài cứ chậm rãi tu luyện lấy tư chất sư đệ thì sao biết không thể tu luyện đến bước cuối cùng sau đó phi thăng tiên giới hướng chi lễ nhách miệng Cuốn quyết lắc đầu, phi thăng tiên giới, nhân yêu hai tộc chúng ta, trải qua bao nhiêu ngàn năm, người có thiên phú nơi nào cũng có, nhưng có thể đi tới bước cuối cùng lại có thể được mấy người. Tiểu đệ cũng chỉ có thể đi từng bước xem từng bước mà thôi. Hàn lập cười khổ nói, ha ha, việc này nói sau đi, Hàn sư đệ hiện tại ở lại chỗ ta, bây giờ ta cần phải đi tiếp khách, chờ đến tối rảnh rỗi ta sẽ đến phòng sư đệ trò chuyện, sư đệ sẽ không cự tuyệt tiểu lão nhi viếng thăm chứ. Hướng chi lễ nhìn ra ngoài một cái, đột nhiên khẽ cười nói. Ừ, cũng tốt, ta cũng vừa tới Vân Thành, có một số viện cần thỉnh giáo hướng sư huynh. Hàn lập gật đầu, miệng đầy đáp ứng nói. Vì vậy hướng chi lễ chọn cho Hàn lập một phòng thanh tĩnh, ở chỗ hẻo lánh, sau đó rời đi. Mà hắn thì trở về đại sảnh. Hàn lập đứng trong một căn phòng được bố trí cấm chế ngân cách, khoanh chân ngồi xuống, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Dĩ nhiên tại nơi này ngoài ý muốn gặp lại hướng chi lễ làm cho hắn không thể không suy nghĩ. chương 1579, tinh tộc, tôi đến, hướng chi lễ quả nhiên tới, hơn nữa còn cùng Hàn Lập trò chuyện cả đêm. Hàn Lập từ miệng hướng chi lễ biết được những tin tức có liên quan về Vân Thành cùng Thiên Vân 13 tộc. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, hướng chi lễ mới đứng dậy cáo từ. Nhưng một lúc Hàn Lập tiến ra cửa, hướng chi lễ dường như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt mang theo một tia trần trừ. Hàn sư đệ, ta không có khả năng trở về nhân tộc, nhưng ngươi thì có thể nếu một ngày nào đó sư đệ muốn rời khỏi vân thành đến địa phương khác thì trước tiên hãy đến chỗ sư huynh ta một chuyến có được không ta có vài thứ để lại cho hàn sư đệ và có một việc muốn nhờ bất quá sư đệ yên tâm nếu có thể trở về nhân tộc thì việc này đối với sư đệ mà nói chỉ là chuyện nhấc tay hơn nữa cũng rất có lợi ồ chuyện gì vậy hiện tại không thể nói luôn sao ta cũng không dám chắc phản nhất đột một gặp chuyện không nhất định có thể đến cáo từ hướng sư huynh Hàn Lập nghe vậy thì ngẩn ra, sau khi hơi trầm ngâm thì hỏi: "Không gạt sư đệ, việc này hiện tại không tiện nói rõ. Hơn nữa ta còn cần chút thời gian chuẩn bị một số thứ. Nếu sư đệ có thể trước khi rời đi, đến đây một chuyến thì tốt, còn nếu bỏ lỡ thì cả ta và ngươi có lẽ đều cảm thấy tiếc nuối." Hướng Chi Lễ lắc đầu, thầm ý nói. Nghe Hướng Chi Lễ nói vậy, Hàn Lập hiển nhiên cũng chỉ có thể hứa hẹn. Hàn Lập nhìn Hướng Chi Lễ khuất xa, trên mặt nổi lên một tia dị sắc đột nhiên chảo một cái về phía cửa, nhất thời một cỗ hợp lực tuôn ra, cánh cửa trong nháy mắt lần nữa đóng lại. Cùng lúc đó, Bạch Hà trên bốn vách tường nổi lên, cấm chế phát động, bao phủ cả gian phòng vào trong. Hàn lập không chú hoang mang đi tới góc phòng, lần nữa khoanh chân ngồi xuống bổ đoàn, trên mặt không biết vì sao lộ ra một tia cười, nhưng hai mắt ẩn ước có hàn quang chấp động, không biết là đang nghĩ gì. Ngày thứ hai, Hàn Lập vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi, chưa có ý ra ngoài. Tới sáng thứ ba, cửa phòng mới nhẹ mở hắn thản nhiên từ bên trong đi ra hắn không đến đại sảnh tìm hướng chi lễ mà là trực tiếp từ ban công nhảy xuống đi về phía khách sạn của dị tộc hàn lập tựa hồ đã sớm nghĩ ra sẽ đi đến nơi nào tiếp theo cho nên tùy ý ngăn một chiếc thú xa sau đó nói ra địa danh thì thú xa chạy như điên trên đường nhìn qua cửa xe hàn lập cũng chú ý xem xét cảnh vật trên đường ánh mắt lần nữa nhìn về phía tường thành thật lớn kia trong lòng hàn lập có chút động Trải qua một đêm cùng hướng chi lễ nói chuyện, hắn hiển nhiên biết chân diện mục thật sự của vật to lớn kia. Khối cầu đó hóa ra là 13 chiến tranh khôi lỗ lớn, nghe nói uy lực to lớn đến nỗi có thể so sánh với hợp thể sơ kỳ. 13 khối khôi lỗ này, thiên vân 13 tộc cũng nắm trong tay một con. Có thứ chiến trang khôi lỗ đáng sợ này, lực phòng ngự của thiên vân thành mạnh đến mức nào cũng có thể nghĩ được. Trách không được thiên vân chưa tộc coi thành này như trung tâm ngăn cản giác si tộc, ít nhất cũng không lo rác si tộc phái kỳ binh đột nhiên đánh lén thành này ánh mắt hàn lập rất nhanh từ trên khối cầu thu về nhắm hai mắt lại nơi hắn đi cũng không quá xa thú xa chỉ chạy nửa canh giờ là tới một chỗ có chút hẻo lánh trên đường hàn lập tiện tay ném vài khối linh thạch liền nhảy xuống thú xa đứng đó một lát đứng nhìn ngã tư đường nhỏ nhưng người trên đường còn đông hơn cả những ngã tư đường chính mà hai bên ngã tư là những cửa hàng không lớn lắm nhưng cũng có khách tiến vào xem như buôn bán cũng kha khá. Hàn Lập gật đầu, nhìn một cửa hàng gần đó, lại nhìn bài biển trên cửa, lúc này mặt không biểu tình đi vào. Cửa hàng lớn 10 trượng, bốn phía đều là giá đựng hàng hóa, phía trên là vô số thạch phiến, ngọc diệp, ngân bài đủ loại, điển tịch cũng đa dạng. Nhưng thứ nào cũng bị một tầng quan mạc che lại, đây đúng là một nơi chuyên bán điển tịch. Theo như lời hướng chi lễ thì mặc dù loại cửa hàng nào ở Vân Thành nhiều như Lông Châu, nhưng Hàn Lập chỉ cảm thấy hứng thú với vài loại cửa hàng nổi tiếng, phần lớn đều tập trung ở đây. Hôm nay vừa nhìn qua thì quả nhiên không sai, trong cửa hàng còn có vài tên dị tộc nhân khác, tất cả đều đang tìm thứ mình muốn mua, đều là tồn tại kết đan kỳ. Những dị tộc nhân này dường như vẫn toàn tâm chọn đồ vật, vẫn chưa chú ý tới có một vị cao nhân thượng tộc như Hàn Lập đến. Về phần chủ nhân cửa hàng thì lại là một nữ tử dị tộc nhân còn trẻ tuổi. Thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi, nhưng ra tay trong suốt như tuyết, hai tai dài nhọn, trên trán có đeo một viên bạch sắc tinh thạch, đôi mắt đẹp chớp động thâm thúy, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ trí tuệ. Tinh tộc, vừa thấy bộ dáng của nữ tử trẻ, Hàn Lập liền kinh ngạc. Hiện tại hắn đã có không ít hiểu biết về thiên vân chư tộc. Tinh tộc cũng là một trong thiên vân 13 tộc, nhưng tộc này rất kỳ lạ, chẳng những tộc nhân thần kỳ, mà nghe nói số lượng tổng cộng cũng không hơn trăm vạn, hơn nữa thực lực thân thể cũng tương đối yếu như những chư tộc khác. Nhưng tộc này lại có thọ nguyên rất dài, cơ hồ gấp 3-4 lần tộc khác, hơn nữa mỗi người tinh tộc đều tuấn mỹ tú lệ, trí tuệ cực cao, cơ hồ chỉ cần thiên về luyện đan, trận pháp, phù lục thì sẽ rất dễ dàng có được tạo nghệ cực cao. Cho nên tinh tộc rất được hoan nghênh, cho dù bản thân không hứng thú tranh quyền đoạt thế nhưng tại Thiên Vân 13 tộc cũng có bài danh không thấp. Nữ tử tinh tộc kia cũng chú ý tới Hàn Lập, đôi mắt đẹp đen lấy sau khi đảo qua Hàn Lập thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như nhìn ra cảnh giới của Hàn Lập. Nàng lập tức đứng dậy, đi tới thi lễ, hoan nghênh thượng tộc tiền bối đến tiểu điếm không biết vãn bối có thể giúp gì được hay không. Nữ tử nói chuyện nhã nhặn, động tác không quá mức dị thường, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm người ta có một loại cảm giác cực kỳ yêu nhã. Quả nhiên đúng như lời đồn, tộc này đúng là khác xa những dị tộc mà mình nhìn thấy trước đây. Trong lòng hàn lập tấm tắc làm kỳ lạ, nhưng vẫn không lộ ra chút khác thường nào mà chỉ thản nhiên nói một câu. Không cần phiền toái như thế, trước tiên ta tự mình xem một chút, đạo hữu cứ đi làm chuyện của mình đi. Vậy mời tiền bối tự mình tham quan. Nữ tử tinh tộc không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, sau khi thi lễ thì không nói thêm gì, tự lui trở về. Bất quá cử động này của nữ tử tinh tộc lại khiến kinh động tới những người khác. Bọn họ đều dùng ánh mặt kinh ngạc nhìn lại đây, kết quả đều hít vào một ngụm lương khí, hiển nhiên bọn họ không nhìn ra cảnh giới của Hàn Lập, nhưng tu vi sâu không lường được như vậy đủ để bọn họ biết cảnh giới Hàn Lập rất cao, căn bản bọn họ không thể hình dung ra. Thân xác vài tên dị tộc nhất thời bất an, có người lập tức lẳng lẽ xoay người rời đi, có người thì tùy ý chọn đại vài quyển điển tịch, sau đó vội vàng rời đi. Trong nháy mắt, trong cửa hàng chỉ còn lại hai người Hàn Lập và nữ tử tinh tộc. Hàn Lập đối với việc này coi như không nhìn thấy, đi tới một giá trước mặt, đánh giá các loại điển tịch trên đó. Nhìn từ bên ngoài thì hiển nhiên không nhìn ra vật gì, nhưng thần niệm của Hàn Lập vừa động lập tức chui vào trong quang mạc, đảo quả một khối thạch phiến. Quang mạc này quả nhiên kỳ lạ, thần niệm chỉ có thể nhìn một vài tư liệu giới thiệu sơ lược, nếu muốn xem tư liệu chi tiết thì lại mơ hồ cảm nhận được cấm chế trở ngại. Đương nhiên lấy thần niệm cường đại của hắn, muốn mạnh mẽ xâm nhập thì cấm chế này hiển nhiên không thể ngăn cản chút nào. Nhưng đồng dạng, loại hành động này hiển nhiên sẽ không qua mặt được chủ nhân của cửa hàng. Người có chút thân phận thì không ai lại đi làm chuyện này. Hàn Lập đứng trước giá sách nhìn một lát, đây đều là một số phong tục tập quán của các tộc, hiển nhiên không thể cảm thấy hứng thú. Lúc này hắn bước nhanh vài bước, thân hình di động tới giá sách khác. Lần nữa dùng thần niệm quét qua. Lúc này dường như tìm đúng mục tiêu, hai mắt Hàn Lập chợt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này bàn tay khẽ ngoắc về phía lam sắc ngọc điệp một cái, vật ấy nhất thời bắn vào tay. Cứ như vậy, trong nháy mắt Hàn Lập đã thu lấy hơn 20 quyển điển tịch. Sau đó hắn mới cảm thấy mỹ mãn đi tới gần nữ tử tinh tộc, đem những vật muốn mua đặt lên bàn, bình tĩnh hỏi: "Mấy thứ này ta đều muốn mua, giá bao nhiêu linh thạch?" Nữ tử tinh tộc nhìn một đống đồ vật trước mặt, trên mặt không giấu được một tia dị sắc. Nhưng sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển một vòng, thì đột nhiên cười nói một câu làm Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy thứ này không đáng giá bao nhiêu linh thạch cả, tiền bối cứ việc lấy đi. Như thế nào, đạo hữu cảm thấy ta không có đủ linh thạch để mua sao? Đầu tiên Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống, khẩu khí lạnh lẽo nói. Vãn bối đương nhiên không có ý này, mà là vãn bối có một vật khác, có lẽ tiền bối sẽ cảm thấy hứng thú nếu tiền bối muốn mua thì những điển tịch này vãn bối sẽ tặng tiền bối luôn. Nữ tử tinh tộc thản nhiên trả lời, ô, phật gì vậy, tạm thời lấy ra xem sao. Hàn lập ngẩn ra, chậm rãi nói, tiền bối chờ chút, vật này rất quý, vãn bối đặt trong phòng. Nữ tử tinh tộc nghe Hàn lập trả lời như vậy thì tươi cười, lập tức xoay người đi vào trong nội đường. Hàn lập cũng không thèm để ý, lặng lặng đứng chờ. Một lát sau, nữ tử mang một hộp màu đen bằng kim lại ra. Mặt ngoài hộp dán chéo hai thanh sắc lục phù, bộ dáng trịnh trọng. Tiền Bối xem vật trong hộp này một chút đi, Vãn Bối tin rằng vật ấy cực kỳ hữu dụng với Tiền Bối. Nếu không Vãn Bối cũng không chủ động lấy ra. Nữ tử tinh tộc hướng Hàn Lập mỉm cười, dường như đã biết chút gì. Chương 1580: Thiên Ngoại Ma Giáp. Hàn Lập nghe được lời ấy của nữ tử tinh tộc, không lãng phí thời gian nói thêm gì, trực tiếp nhận lấy, thần niệm đảo qua vật trong hộp. Mặc dù hộp có dán cấm chết phù toàn nhưng không đủ để hoàn toàn ngăn cản thần niệm của hắn, cho nên hắn có thể cảm ứng được. Di, Hàn Lập kinh ngạc, nhìn nữ tử tinh tộc một cái. Hai mắt Hàn Lập híp lại, chậm rãi nói. Xem ra người dường như thật sự biết chút gì đó, không phải hư ngôn phóng đại. Vãn bối chỉ biết một nửa, sao tiền bối không nhìn kỹ, rồi sau đó lại quyết định có hay không thật sự muốn vật ấy. Đúng rồi, nơi đây không tiện, hai người chúng ta đi tới nơi khác nói chuyện đi tinh quang trong mắt nữ tử truyền một trận, thản nhiên cười nói. Tiếp theo tay nàng lật lại, trong tay xuất hiện một kiện pháp bàn, hướng phía cửa đảo qua, tay bắt quyết, đồng thời trong miệng lẩm bẩm hướng pháp bàn điểm một cái. Nhất thời pháp bàn đại phóng quang mang, một mảnh ngũ sắc quang hà hướng bốn phía tuôn ra. Nữ tử cùng Hàn Lập bị dính vào trong phiến quang hà này. Hàn Lập nhíu mày, từ trong ngũ sắc quang hà này cảm nhận được không gian ba động. Hà quang chấp động vài cái, nhưng hai chân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có ý trốn tránh. Sau khi quang hà quay tròn thì hóa ra một ngũ sắc quang trận. Hàn Lập chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía bỗng nhiên mơ hồ, người liền xuất hiện trong một không gian khác. Không gian này rất nhỏ, bất quá chỉ hơn 40 trượng, ngoại trừ một cái bàn cùng hai cái ghế thì không có còn thứ gì khác. Bất quá, dưới chân Hàn Lập lại có ngũ sắc quang mang hiện lên, nữ tử tinh tộc ở một bên mỉm cười. Nơi này là do ta mời người khai mở một tiểu không gian, nói chuyện trong này sẽ không bị ai phát hiện đương nhiên lấy thần thông của tiền bối, cho dù không có truyền tống pháp bàn thì muốn mãnh mẽ, mẽ phản hồi cũng là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Nữ tử tinh tộc hé đôi môi mọng đỏ, tư nhã nói. Thần niệm Hàn Lập vừa tiếp xúc với vách tường không gian bốn phía thì hiển nhiên cảm nhận được nữ tử này nói không sai, lúc này mới hài lòng gật đầu, không hề khách khí hướng cái hộp phất tay một cái. Nhất thời một mảnh thanh quang hiện lên, hai phù toàn lập tức rơi xuống, hộp bị mở ra. Một cỗ hắc khí bỗng nhiên từ trong hộp tuôn ra, vây xung quanh hộp mà gào thét, bộ dáng muốn tràn ngập ra bốn phía. Nhưng Hàn Lập dường như đã sớm tiên liệu, đột nhiên há miệng phu ra một phiến kim hà. Tất cả hắc khí dưới quang hà đều ngưng tụ thành một cây hắc sắc vụ trụ, bị Hàn Lập trực tiếp hút vào bụng. Đúng là ma khí tinh thuần, kim quang trên mặt Hàn Lập lưu chuyển, thản nhiên nói giống như vừa ăn được thứ gì đại bổ. Hắc khí đúng là ma khí vô cùng tinh thuần, nhưng đối với Hàn Lập tu luyện phạm thánh chân ma công thì chỉ cần không phải một lần hít vào nhiều, là có thể dễ dàng chuyển hóa thành pháp lực bản thân. Nữ tử tinh tộc thấy cảnh này, trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ, ma khí trong hộp rốt cục lợi hại ra sao, người khác không biết nhưng nàng như thế nào lại không biết. Mỗi lần nàng mở ra đều trước tiên ra cố cho mình không ít thứ, dùng rất nhiều vòng phòng hộ mới dám đến gần vật trong hộp. Nếu không, một khi bị ma khí xâm nhập vào cơ thể, nhẹ thì tu vi đại tổn, nặng thì chết ngay tại chỗ. Lúc này hàn lập hướng về hộp hư không một chảo, một vật đen ngòm bắn ra, rơi vào trong tay rõ ràng là một kiện tử sắc chiến giáp cờ nửa thước, chẳng những tạo hình dữ tợn mà đầu vai, đầu gối còn có gai nhọn đâm ra, trên mặt có hắc sắc hoa văn, ma khí tận trời, đúng là một kiện ma hóa chiến giáp. Bất quá ngực chiến giáp này bất ngờ có một lỗ lớn, bên cạnh còn bị vỡ vụn, bộ dáng đã bị tổn hại trầm trọng. Hàn Lập nhìn chiến giáp trên tay, mặt lộ ra dị sắc. Lấy cảnh giới phạm thánh chân ma công, hắn hiển nhiên có thể cảm ứng được uy lực khó tin của ma giáp, tuyệt đối từ khi hắn bước chân vào giới tu tiên đến nay, đây là chiến giáp mạnh nhất. hơn nữa, đây là dưới tình huống bị hư hại. nếu sau này chữa trị thì Ulysses chẳng phải sẽ đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng sao? Hàn lập ngưng trọng nhìn pháp tướng trên ma giáp, sắc mặt âm trầm bất định. tử sắc ma giáp này là trong lúc vãn bối vô ý lấy được, lúc đầu không biết lai lịch vật ấy, nhưng sau nhiều lần kiểm chứng thì mới biết vật này dường như là thiên ngoại ma giáp trong truyền thuyết xem ra là một loại ma đầu cực kỳ lợi hại tự sinh ra chiến giáp này. Bất quá xem độ hư tổn của ma giáp thì chủ nhân ban đầu hơn phân nửa là đã chết, hiện tại uy lực giáp này có thể không bằng một phần mười lúc đầu, đương nhiên là nếu đem luyện chế chữa trị một chút thì hẳn là có thể khôi phục lại hai, ba thành. Nữ tử tinh tộc cười nói, thiên ngoại ma đầu, đây là ma vật gần đạt đến trình độ chân linh bản, trách không được lại ẩn chứa ma khí tinh thuần như thế, cũng thật khó cho đạo hữu có thể tìm được vật ấy. Hàn lập hít sâu một hơi, ngưng trọng nói tiếp theo đột nhiên hắn cầm ma giáp trong tay ném lên trời tay đánh ra một đạo kim sắc pháp quyết kim quang chợt lóe lập tức chui vào trong tử giáp nhất thời hoa văn bên ngoài ma giáp sau khi lóe lên thì thể thích to lên gấp mấy lần đồng thời tuôn ra ma khí chỉ chốc lát ma khí cuồn cuồn tản ra khắp nơi nữ tử tinh tộc thấy hắc sắc ma khí bắn tới thì sắc mặt đại biến đột nhiên giơ tay bắn ra một đạo phù lập tức bạo liệt hóa thành một tầng bạch sắc quang cháo đem mình bảo hộ nghiêm ngặt bên trong ma khí khi vừa tiếp xúc với quang cháo thì vang lên tiếng ong ong quái dị bị chặn lại bên ngoài hàn lập thấy cảnh này lộ ra ánh mắt tươi cười mà không phải cười đột nhiên hai tay bắt quyết kim quang trên người đại phóng trên đầu hiện ra một vòng kim sắc quang vựng bỗng nhiên hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay ba đầu của pháp tướng niệm chú sáu tay đồng thời điểm về phía chiến giáp đang tỏa ra ma khí kia sáu đạo kim sắc quang trụ phun ra tất cả đều đánh lên từ sắc chiến giáp một màn kinh người xuất hiện Tử sắc ma giáp bị kim quang đánh trúng, xoay tròn rồi đột nhiên biết mất trong kim quang. Sau một khắc, kim quang pháp tướng quay cuồng một trận, tử sắc ma giáp hiện ra, quỷ dị mặc lên thân hình pháp tướng. Khi vừa mặc vào, trong nháy mắt khí thế pháp tướng đột nhiên tăng mấy lần, đồng thời hắc khí trên người cuồn cuộn, thân hình hoàn toàn bị bao phủ trong ma khí. Hàn lập nhìn pháp tướng trên không, vẻ mặt hiện ra sự vui mừng. Giáp này quả nhiên linh tính vẫn chưa bị mất hết, hơn nữa còn có thể bị phạm thánh chân ma công sử dụng điều này khó trách công pháp này nguyên bổn là thần bí ma công ở cổ ma giới mặc dù cổ ma cùng thiên ngoại ma đầu khác nhau nhưng nếu xét về ma khi thì điểm này hoàn toàn giống nhau đương nhiên nếu thiên ngoại ma giáp này không bị hư hại linh tính còn đủ hoặc được mặc trên người chủ cũ thì muốn lấy thiên ngoại ma giáp căn bản là chuyện gần như không có khả năng tốt lắm ma giáp này đích xác cực kỳ hữu dụng đối với ta nhưng đáng tiếc là nó bị hư tổn nếu không hàn lập gật đầu nhưng vẻ mặt lại thiết hận nói một câu nếu ma giáp này không hư tổn thì chỉ sợ cũng không đến được tay của vãn bối. Bất quá nếu tiền bố có thể ra giá cao thì vãn bối có cách đem nói khôi phục lại hai, ba phần. Nữ tử tinh tộc mặc dù nhìn chằm chằm vào pháp tướng trên không, trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc. Người có thể tu bổ giáp này, ô, thiếu chút nữa tại hạ đã quên, đạo hữu là tinh tộc, không phải là không thể tu bổ giáp này, nhưng giá cao mà ngươi nói là thế nào. Mặt khác, đạo hữu định bán giáp này thế nào. Hàn lập nở nụ cười, vật ấy nguyên bổn là vật vô giá, nhưng đáng tiếc là một kiện ma giáp, ngoại trừ tu ma thì những người khác căn bản không thể sử dụng. Ma tu tại Lôi Minh đại lục rất thưa thớt, về phần tu luyện đến cảnh giới như tiền bối thì từ khi Vãn Bối có được bảo vật, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không giáp này cũng không còn cho đến tận bây giờ. Như vậy đi, nếu Tiền Bối có tài liệu chân quý hoặc linh đan diệu dược thì cứ việc lấy ra, lại thêm vào một số cực phẩm linh thạch, Vãn Bối có thể đem mối lo lắng của giáp này bán cho Tiền Bối nữ tử tinh tộc dường như đã sớm nghĩ qua, không chút trần chừ nói. Đơn giản như vậy sao? Hàn Lập nghe trả lời của nữ tử thì nhíu mày, điều kiện này quả thức rất tầm thường. Nữ tử tinh tộc nghe vậy thì chỉ cười không nói gì. Trước tiên ngươi nói một chút xem giáp này chữa trị như thế nào. Thân sắc Hàn Lập vừa động, không lập tức tiếp lời, ngược lại đột nhiên hỏi chuyện chữa trị ma giáp. Trên khuôn mặt nữ tử tinh tộc hiện lên một tia do dự, nhưng cuối cùng cũng thở dài một hơi nói muốn chữa trị giáp này cũng đơn giản chỉ cần tiền bối có đủ ma hạch vãn bối có thể dễ dàng tu bổ ma giáp này ma hạch đó là vật gì hàn lập nhướng mày đây là lần đầu tiên nghe nói đến tài liệu này ma hạch kỳ thật chính là nội đan của ma thú cấp cao ưng ừ, cái này nếu muốn đủ thì ít nhất cũng vài trăm ma hạch mới được hơn nữa cũng phải lấy từ ma thú đã ngoài thượng tộc trong đó cần một viên làm chủ tài liệu để tu bổ cấp bậc càng cao càng tốt tốt nhất là nội đan của thánh giai ma thú thân sắc nữ tử ngưng trọng chậm rãi nói thánh giai ma thú chẳng lẽ đạo hữu nói đùa nhiều ma hạch cấp cao như thế hàn mỗ đảo đâu ra càng đừng nói là tồn tại thánh giai ta như thế nào có thể cảm nhận được chứ cái giá tu bổ so với giá mua còn cao hơn nhiều a à? đạo hữu đừng đùa chứ sắc mặt hàn lập trầm xuống không khách khí nói tiền bối nghĩ như thế là lầm rồi uy lực của giáp này sau khi tu bổ có liên quan tới ma hạch nếu ma hạch cấp thấp thì vãn bối cũng có thể tiến hành tu bổ nhưng hiệu quả lại kém xa. Nếu dùng ma hạch thánh giai thì uy lực có thể tăng ít nhất 2 đến 3 lần. Hiệu quả cường đại như thế, giá cao cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa vãn bối nhắc tới thánh giai ma hạch thì hiển nhiên cũng có chuẩn bị. Ta có hai tin tức tặng miễn phí cho tiền bối biết, liên quan đến thánh giai ma hạch. Nữ tử tinh tộc cười khẽ, dường như đã sớm nghĩ cẩn thận điều này. Chương 1581, Ma Kim Sơn mạch. Hai tin tức, đạo hữu nói nghe thử một chút xem hàn lập từ chối cho ý kiến hỏi ba tháng sau trong thành có tổ chức đấu giá hội sẽ có một viên thánh giai kinh sao 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 ma thú được đem ra đấu giá ta nghe nói ma hạch này cực kỳ hy hữu thậm chí một số thánh tộc trong thành cũng muốn vật ấy ý ta là ra tay mua vật ấy nữ tử chậm rãi nói thánh tộc hàn lập nhíu mày cho dù hắn có giàu có thì tuyệt đối không tin rằng có thể so sánh với tồn tại hợp thể kỳ những lão quái vật này thậm chí đã sống cả mấy vạn năm số lượng tinh thạch siêu tầm tuyệt đối đạt đến trạng thái khó tin đương nhiên nếu không cố kỵ đem tất cả linh dược trên người đổi lấy tinh thạch thì cũng không phải là không thể tranh đoạt một phen với những thánh tộc này nhưng hàn lập là dị tộc như thế nào lại dễ dàng để lộ tài sản nếu không sợ rằng chưa kịp mua ma hạch thì đã bị kẻ khác dòm ngó hắn cũng không muốn tự dưng gây sự chú ý tâm niệm hàn lập nhanh chóng xoay chuyển chỉ chốc lát liền lắc đầu đã có thành tộc tham gia đấu giá ta khẳng định không thể có được vật ấy cách này không được ồ nếu tiền bối nói vậy thì cũng còn cách thứ hai tiền bối mới đến đây không lâu không biết đã có nghe nói qua ma kim sơn mạch chưa thiếu nữ cười một cái bộ dáng không thèm để ý nói ma kim sơn mạch ta chỉ biết là có một nơi như thế nhưng tình huống cụ thể thật đúng là không rõ ràng lắm hàn lập nghe vậy trong lòng vừa động tiền bối không biết cũng không có gì kỳ quái nơi đó bất quá chỉ mới xuất hiện gần ngàn năm nay rất ít người biết vãn bối có thể giảng giải một chút, đôi mắt sáng của nữ tử lưu truyền, thản nhiên cười. Như vậy phải làm phiền đạo hiếu. Hàn lập bất động thanh sắc gật đầu, đồng thời nghĩ về khu vực gần Vân Thành trên bản đồ, có ghi lại vị trí ma kim sơn mạch. Ước chừng vạn năm trước, cách Vân Thành một tháng lộ trình, đột nhiên xuất hiện không gian gió lốc. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà nơi không gian gió lốc tràn qua, lại đột nhiên xuất hiện một vùng núi non màu đen. Mà vùng núi này bị ma khí nồng đậm bao phủ, hơn nửa trên hư không lại cực kỳ bất ổn xuất hiện không ít khe không gian mà trong khe có rất nhiều ma khí tuôn ra cũng mang theo một số ma thú cấp cao trong đó không thiếu thánh giai ma thú trong khoảng thời gian ngắn lấy sơn mạch này làm trung tâm trăm dặm quanh đó đều trở thành ma vực hơn nữa còn không ngừng khuếch tán về bốn phía việc này cũng kinh động tới tồn tại thánh tộc đỉnh giai của thiên vân tộc chúng ta kết quả vài vị thánh tộc lục thất giai liên thủ tiến vào khu vực này giết hơn phân nửa thánh giai ma thú cũng tiến vào trung tâm sơn mạch, ý định hoàn toàn giải quyết việc này. Thần sắc nữ tử tinh tộc ngưng trọng nói, mà Hà Lập đang nghe nữ tử này nói đến khe không gian cùng lượng lớn ma khí tuôn ra, thì trong lòng ngẩn ra, cơ hồ trong nháy mắt nhớ lại ở lúc Minh Hà chia địa. Nhưng lúc này, tinh tộc nữ tử sau khi thở dài một hơi lại nói tiếp. Không biết những thánh tộc này gặp phải chuyện gì mà ở trung tâm sơn mạch, mà ở lại đó hơn nửa năm mới trở về sau khi trở về bọn họ lập tức ra lệnh đem khu vực này dùng cấm chế phong tỏa hoàn toàn chỉ để lại một cửa ra vào sau đó nói với các tộc khác rằng việc này đã giải quyết trong khe không gian không còn tuôn ra nhiều ma khí và thánh giai ma thú nữa nhưng sau khi nói ra tin này thì cũng cho phép tồn tại đã ngoài thánh tộc vào nơi này có người chết cũng có người diệt sát ma thú lấy được nội đan cùng một số tài liệu hy hữu chẳng những thời gian tiến vào khu vực này chỉ có thể là một tháng cố định trong năm mà mỗi lần cũng chỉ có thể ở trong khu vực đó một tháng. Sau đó nhất định phải trở ra, bởi vì hết thời gian quy định, khu vực này sẽ bị đóng cửa. Phải biết rằng ma khí trong đó nồng đậm như thế nào, cho dù là ma tu cũng không thể ở bên trong quá lâu. Nếu không ma khí đồng hóa thì sẽ biến thành ma vật, mà ma thú trong đó rất nhiều, đích thật là nơi tốt để tìm kiếm tài liệu chân quý đổi lấy tinh thạch. Bởi vậy từ mấy năm đầu tiên, cơ hồ mỗi năm, khi mở ra đều có lượng lớn tồn tại cao dài ồ ạt à tiến vào. Nhưng qua một đoạn thời gian thì người vào rất ít, cho tới nay thì những người dám xông vào lại càng ít đến đáng thương. Nói tới đây, nu tử cảm thán một hơi, tại sao vậy? Hàn Lập có chút tò mò hỏi, thương vong thật sự rất kinh người, những người tiến vào ma vực dĩ nhiên có thu hoạch lớn, nhưng số lượng trở về thật không bằng một phần mười lúc đi vào. Tỷ lệ chết cao như vậy nếu chỉ là vài lần thì còn đỡ, đằng nào nào năm nào cũng như thế, hơn nữa cũng không thấy cao dai ma thú trong đó giảm bớt, hiển nhiên vì vậy mà làm cho người ta càng sợ hãi mà trong ma vực ngoại trừ một số cao giai ma thú thì thậm chí còn lưu lại vài thánh giai ma thú năm đó mặc dù chúng cơ bản chỉ sống ở trung tâm nhưng nếu gặp phải thì hiển nhiên chỉ có một con đường chết nói thật tiến vào sơn mạch này đánh chết ma thú thì ít mà ma thú thôn vệ các tộc thì nhiều cũng may là càng là cao giai ma thú thì càng ở sâu bên trong rất ít khi ra ngoài nếu không thì cho dù có ai vào thì cũng chết hết nếu hiện tại ai có dũng khí đi vào còn sống sót mà đi ra thì có thể nói là giàu lên nhanh chóng cho nên ma vực này dần dần được gọi là ma kim sơn mạch, ám chỉ rằng nơi đây vừa tốt vừa xấu. Nữ tử tinh tộc cười cười giải thích, đạo hữu nói nhiều như vậy chẳng lẽ muốn ta tiến vào, đánh chết thánh giai mai thú bên trong. Hàn lập sờ sờ cầm, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói. Mặt hắn không một chút biểu tình, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu nữ tử trước mắt thật sự đề nghị như thế thì hắn lập tức không nói hai lời, chấm dứt cuộc nói chuyện và rời khỏi đây. Ngay cả khi thiên ngoại ma giáp rất hữu dụng, nhưng so với cái mạng nhỏ thì đương nhiên không bằng. Trung tâm Ma Kim Sơn mạch nguy hiểm như vậy, vãn bối sao dám đề nghị như vậy, nhưng cái vãn bối muốn nói cho tiền bối đúng là một số thánh giai ma thú ở trong ma cây em Sơn mạch. Nữ tử tinh tộc khẽ cười, nhẹ lắc đầu, nói rõ xem nào, ánh mắt hàn lập chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Theo ta được biết, hơn trăm năm trước có một thánh giai ma thú không biết tên, không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên bỏ chạy ra khỏi ma kim Sơn mạch, liên tiếp tập kích gần Vân Thành, nhưng đồng thời cũng bị vài thánh tộc đánh trọng thương, trốn chui trốn nhủi. Mà vãn bối cơ duyên xảo hợp, vừa mới biết được chỗ ma thú này ẩn thân. Nữ tử lộ ra vẻ thần bí, nói ra một câu làm Hàn Lập cả kinh. Ngươi nói thật không, Hàn Lập hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng hỏi. Tuyệt đối không sai, hơn nữa ma thú này năm đó bị thương quá nặng cho nên lặng lẽ tìm một chỗ bí ẩn bên ngoài ma kim sơn mạch ngủ say, một thân thần thông không bằng một phần mười trước thời kỳ toàn thịnh. Phiền toái duy nhất chính là ma thú này lại tạo ra một ma khí kết giới, lập tức sẽ làm ma thú thức tỉnh. Ta tuy Sơn biết tung tích của ma thú này nhưng vẫn không có cách nào bắt được, mà trong tay tiền bối có ma giáp, ngoại trừ ma hạch thì tất cả các tài liệu trên người ma thú sẽ thuộc về ta. Tiền bối nếu cảm thấy hứng thú thì ta sẽ chỉ chỗ ma thú này chi tiết. Tinh tộc nữ tử sau khi kể xong thì rốt cuộc trịnh trọng nói ra điều kiện của mình. Ma thú này có thật đang ngủ say ở ven bờ Ma Kim Sơn mạch không? hơn nữa thần thông không bằng một phần người lúc đầu ngươi như thế nào lại biết chính xác tình huống của ma thú này như vậy hàn lập trầm ngâm hồi lâu mới hỏi một câu hắn nghe nữ tử này nói như thế thì hiển nhiên có chút động tâm nhưng sự tình trọng đại cần phải hỏi rõ ràng trước đã vãn bối tuyệt không dám gạt tiền bối xem bộ dáng tiền bối còn hoài nghi cho nên vãn bối cho tiền bối xem một vật nữa sẽ rõ ràng ngay nữ tử thấy hàn lập cẩn thận như thế ngược lại trong lòng vui vẻ nói tiếp theo tay vừa lật lại đột nhiên một cỗ hắc vụ từ trong tay áo bắn ra, sau khi ngưng tụ thành hình thì hóa thành một con thú, dừng lại trên đỉnh đầu của nữ tử. Toàn thân đen thui, đúng là một quái điểu, nhưng miệng màu hỏa hồng, hai mắt ánh vàng rực rỡ. Ma yên điều, hàn lập liếc mắt một cái liền nhận ra lai like lịch con chim này, đầu tiên là cả kinh nhưng lập tức bừng tỉnh. Không sai, linh thú này tại linh giới cực kỳ thưa thớ, là một trong vài loại ma thú mà ta thuần phục. Mặc dù không có lực công kích nhưng nói về tìm kiếm thì tuyệt đối vô cùng thần diệu thậm chí có thể cho chủ nhân đặt một tia ấn ký để thao túng ta biết nơi thánh giai ma thú kia ngủ say chính là dùng con chim này mấy lần lẻn vào tận mắt quan sát nữ tử thản nhiên nói đã có ma điều này thì ta cũng tin đạo hữu nhưng thật hàn mỗ muốn hỏi thêm một câu nếu lúc đầu thánh giai ma thú này dưới sự liên hợp của thánh tộc mà còn có thể thoát thân được thì hắn không phải là thánh giai cấp thấp thần thông so với cùng giai thì lớn hơn rất nhiều đạo hữu không có cách nào đoán loại của ma thú này sao hàn lập gật đầu nhưng lại cẩn thận hỏi một câu mặc dù ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy lúc ma thú này toàn thịnh đánh nhau với thánh tộc nhưng nghe nói tương đương với thánh tộc nhị tam giai đương nhiên đây cũng chỉ là ta nghe người ta nói lại mà phán đoán cũng không thể khẳng định chính xác về phần chủng loại ma thú thì không thể đoán chính xác được nhưng tựa hồ cùng với chân linh trong truyền thuyết sơn nhạc cử viên có vài phần tương tự nói không chừng thật sự có vài phần huyết mạch sơn nhạc cử viên hàn lập nghe nói thế thì sắc mặt lập tức biến đổi Đúng rồi, vãn bối có hình vẽ của ma thú này, tiền bối có thể xem qua. Nữ tử dường như nghĩ đến điều gì, ngọc thủ vừa nhấc lấy ra một khối thạch phiến đã được chuẩn bị từ sớm. Hàn lập cũng không khách khí, trực tiếp bắt lấy thạch phiến, đặt lên chán, đem thần thức nhập vào trong. Quả nhiên có vài phần tương tự, sau một hồi lâu, hàn lập thả tay xuống, trầm ngâm một hồi. Vãn bối nói nhiều như vậy, không biết ý tiền bối thế nào. Nữ tử tinh tộc nhìn hàn lập, mơ hồ có chứa một tia mong chờ không biết đạo hữu tên gì. Sau khi Hàn Lập mỉm cười, bỗng nhiên hỏi ra một câu rất lạc đề. Tiền bối cứ gọi vãn bối là tiêm tiêm là được, nữ tử tinh tộc ngẩn ra, lập tức cười khẽ nói. chương 1582, thông linh khôi lỗi. Tiêm tiêm, Hàn Lập thì thào lặp lại một câu, gật đầu nói. Nếu ta không cần phải xâm nhập ma kim sơn mạch, hơn nữa chỉ cần thần thông của thánh giai ma thú này giảm đi thì nguy hiểm này cũng nên thử một lần. Nhưng phải nói trước, nếu đến lúc đó sự tình không phải như ngươi nói, hoặc là nguy hiểm quá lớn thì ta sẽ tùy thời từ bỏ việc này. Hơn nữa đến ngày Ma Kim Sơn mạch mở ra thì ta hy vọng đạo hữu cùng ta đi một chuyến, ta sẽ bảo vệ. Điều cuối cùng, nếu thánh giai ma thú này thật sự có huyết mạch của Sơn Nhạc Cử Viên thì ta phải được một nửa chân linh huyết. Nếu những điều kiện này không được thỏa đáp ứng thì chúng ta không cần giao dịch nữa. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc Hàn Lập trở nên nghiêm nghị. Không thành vấn đề, những điều kiện đó vãn bối đáp ứng tiêm tiêm hơi tự định giá thấy đối phương đáp ứng sảng khoái như thế trên mặt hàn lập lộ ra vẻ tươi cười không nói thêm gì cổ tay run lên nhất thời vòng chữ vật bay ra tay điểm một cái nhất thời một mảnh thanh sắc quang hà bay ra mười mấy chai lớn nhỏ không đồng nhất hộp gỗ đồ vật gì đó bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung mặt khác còn có hơn mười khối cực phẩm linh thạch sán lạn những đan dược này có thể sử dụng từ bây giờ cho đến khi cảnh giới của ngươi là thượng tộc trung giai thậm chí có thể trở giúp người đột phá chướng ngại. Chỉ là hiệu quả như thế nào thì còn phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác. Về phần tài liệu thì ta cũng mất không ít công sức thu thập được. Đạo hữu nhìn xem có vừa lòng không? Hàn lập thản nhiên nói, đan dược không hề ít, đều là thứ hàn lập trước kia từng dùng đến, thậm chí còn có hai bình châu thiểm dịch cũng đem ra, không sợ đối phương có gì bất mãn. Về phần tài liệu này là do khi đó hắn tại hỏa hô quần đảo, giết chết hai yêu thú luyện hư kỳ, đây cũng là tài liệu vô cùng chân quý. Nhưng thật ra cực phẩm linh thạch thì hắn thu thập không nhiều, lấy ra nhiều như vậy quả thực là đau lòng. Quả nhiên nữ tử sau khi kiểm tra đan dược cùng tài liệu thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Mấy thứ này không tầm thường, hơn nữa cực phẩm tinh thạch này đủ để đổi được ma giáp. Nữ tử thu tất cả lại, mỉm cười nói: "Đạo hữu hài lòng là được, việc này cứ quyết định như vậy, ta lưu lại cho ngươi một khối vạn lý phù. Trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không rời khỏi Thiên Vân Thành, đợi đến khi Ma Kim Sơn mạch mở ra." người cứ dùng phù này thông báo cho ta hàn lập mỉm cười thần niệm vừa động vòng chữ vật chợt lóe xuất hiện một khối ngọc bài sau đó vòng chữ vật hóa thành một đạo thanh quang bay trở về sau khi chợt lóe thì lần nữa xuất hiện trên tay hàn lập được vãn bối nhớ kỹ nữ tử gật đầu cười thu ngọc bài vào tay hàn lập không nói gì thêm hai tay bắt quyết trong miệng nói lầm bầm nhất thời kim sắc pháp tướng trong hắc khí và cả tử sắc chiến giáp chợt lóe lên rồi biến mất cùng lúc đó Nguyên Anh trong cơ thể hàn lập vỉnh miệng, mặt mang vẻ tươi cười. Nó nguyên bổn trên thân hình mập mạp, bất ngờ hiện ra một bộ tử sắc chiến giáp. Chuyện tiếp theo thì đơn giản, nữ tử gọi là tiêm tiêm dùng pháp bàn đưa hàn lập trở lại cửa hàng, sau đó hàn lập rời đi. Trong thời gian tiếp theo, hàn lập đi qua rất nhiều cửa hàng khác, chủ yếu là tài liệu điếm, pháp khí điếm, phù lục điếm cùng một số cửa hàng phổ thông. Mặc dù hắn cũng có thu hoạch, nhưng so với lúc có được thiên ngoại ma giáp thì hiển nhiên không thể so sánh bằng. Hàn Lập đi trên đường một đêm, cho đến khi trời tờ mờ sáng thì mới gọi thú xa quay về nơi ở. Liên tiếp 10 ngày sau, Hàn Lập chuyện gì cũng không làm, cứ như vậy đi tới các ngõ ngách cùng hàng trăm cửa hàng. Kể từ đó, cuối cùng Hàn Lập đã sơ bộ hiểu rõ về Vân Thành. Trời tối, hướng chi lễ lại ngẫu nhiên tới tìm, cùng Hàn Lập trò chuyện trong chốt lát. Trong lúc ở đây, Vân Thành thoạt nhìn ngoài chặt trong lòng, nhưng sinh hoạt lại hết sức bình thường, không nào vì đại chiến sắp tới mà trở nên khẩn trương. Không biết bởi vì thiên vân chư tộc đã quen với việc giác si tộc tiến công, hay là cho rằng giác si tộc căn bản không thể đánh tới gần phụ cận Vân Thành. Một ngày kia, Hàn Lập lần nữa ra khỏi khách sạn, nhưng không đi đến cửa hàng nào nữa mà là trực tiếp gọi một thú xa, nói với Sa Phu một câu, Vân Hà Sơn sau đó chui vào trong thú xa, không hề nói thêm gì. Thú xa nhất thời vội vàng chạy trên đường, lúc này đây, thú xa đi hơn nửa Vân Thành, tới một ngọn núi cao thì bỗng nhiên dừng lại. Hàn Lập xuống xe, hai mắt nhìn ngọn núi trước mắt một hồi lâu. Đích xác là một ngọn núi cao chọc trời, chừng hơn 3.000 nghìn trượng, cây xanh phủ khắp nơi, đồng thời một cỗ linh khí tinh thuần đập vào mặt. Núi này hóa ra lại có cực phẩm linh mạch, Hàn Lập nhìn xung quanh, gần đó có 7 ngọn núi lớn khác nhau, độ lớn cũng tương tự nhau. Đây là bát Vân Xuyên Sơn nổi tiếng ở Vân Thành, nghe nói trước đó thật lâu, vài người có thần thông to lớn trong thành thi triển thần thông quỷ thần khó lường mạnh mẽ đem 8 ngọn núi lớn trên mắt đất chuyển lên Vân Thành, Mặt khác cũng từ mặt đất bốc lên tám cực phẩm linh mạch, chôn vào trong núi. Vì thế hình thành nên tám linh mạch trong tám ngọn linh sơn này. Tám ngọn linh sơn cũng là nơi người ta ở lại lâu nhất trong Vân Thành, mỗi người đều có một động phủ. Động phủ này cũng không phải của riêng ai, mà toàn bộ đều là cho thuê. Đương nhiên thời gian cho thuê không quá trăm năm, hơn nữa giá cả lại vô cùng đắt. Nhưng như vậy nhiều khi cung không thể đáp ứng được cầu. Động phủ của Giáp Thiên Mộc tạm thời ở ngay phía trước trong Vân Hà Sơn này. Dựa theo địa chỉ động phủ, Hàn Lập hóa thành thanh quang, lập tức bay thẳng lên núi. Bát Vân Sơn cũng là nơi duy nhất trong Vân Thành cho phép phi độn. Hàn Lập hiển nhiên không hề cố kỵ, mà hắn đến này này tự nhiên là bởi vì đối phương đã hẹn tặng thông linh khôi lỗ. Trong khoảng thời gian này, Hàn Lập hiển nhiên hiểu rõ không ít về tình huống của vạn cổ tộc. Tộc này trong thiên vân 13 tộc mặc dù bài danh trung bình, nhưng đối với nguyên cứu khôi lỗ đã đạt tới tình trạng khó tin có thể nói là một trong ba chủng tộc lớn am hiểu nhất về khôi lỗ thuật tại lôi minh đại lục. Lúc đầu không hiểu về thông linh khôi lỗ, nhưng sau khi Hàn Lập xem qua điển tịch, hơn nữa còn được hướng chi lễ giải thích thì rốt cục cũng hiểu được. Loại khôi lỗ này uy lực thấp nhất cũng ngoài hóa thần kỳ, có linh tính nhất định, cho dù không cần phân thần thao túng cũng có thể tự chấp hành một số mệnh lệnh đơn giản, bởi vì vậy có thể thấy được mức độ quý hiếm. Hơn nữa Hàn Lập nghe nói loại thông linh khôi lỗ này có thể tự mình tiến hóa, thậm chí cuối cùng cũng có thể có được linh trí không hề thấp. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, vạn cổ tộc vẫn chưa công khai thừa nhận việc này, nhưng cứ như vậy cũng làm cho thông linh khôi lỗ được phủ lên một tấm màn thần bí. Đương nhiên loại thông linh khôi lỗ này, cho dù vạn cổ tộc luyện chế nhiều thì cũng không bán ra ngoài. Ngẫu nhiên có một hai khối xuất ra, đều bị các tộc khác tranh đoạt, mỗi khối cũng có thể đạt đến cái giá trên trời. Nghe nói thông linh khôi lỗ có nhiều chỗ kỳ dị như vậy, cho nên Hàn Lập vốn tinh thông luyện chế khôi lỗ, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú cộng thêm việc hắn có thêm mục đích khác, cho nên tự mình đến núi này. Hàn lập biến thành thanh hồng, sau vài lần chấp động đã ở một bên sườn núi hẻo lánh hạ xuống. Trước mặt hắn không xa là một vách núi phẳng lì, ở trên có một cửa đá. Hàn lập không trực tiếp tiến lên gõ cửa, mà tay áo vung lên, nhất thời một đạo hỏa quang bắn ra, sau vài lần chấp động liền bay vào trong cửa đá không thấy bóng dáng. Kết quả không bao lâu, trên cửa chợt lóe thanh sắc quang hà, đại môn tự mở ra. Giáp thiên mộc tươi cười đi ra ha ha, quả nhiên là Hàn Đạo Hiếu, nhưng tại sao bây giờ Đạo Hiếu mới đến, tại hạ đã chờ mấy ngày rồi. Hàn Mỗ Mộ có một số việc trong người, cho nên không thể nhanh được, mong giáp Đạo Hiếu không cảm thấy phiền. Hàn Lập cẩn thận đánh giá đối phương vài lần, khi thấy khí sắc đối phương vui vẻ thì mỉm cười nói. Thì ra là thế, nơi này không phải là nơi nói chuyện, mời Đạo Hiếu vào trong động phủ. Như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, Hàn Lập cũng không khách khí đi vào. Động phủ của Giáp Thiên Mộc cũng không tính là lớn, xuyên qua một thông đạo ngắn liền tiến vào một thính đường rộng hơn 30 trượng Bố trí cũng tao nhã, trên trần ngoại trừ mấy viên giả quang châu thì trong thính đường còn có hai bàn trà cùng mấy trăm cái ghế. Trừ những thứ này ra thì không còn gì cả, thậm chí bốn vách cũng là đá bình thường. Mời đạo hữu ngồi, giáp thiên mộc ngồi xuống ghế chủ tọa, sau đó bắt chuyện nói. Sau khi hàn lập gật đầu thì ngồi xuống một bên, hai tiếng bốp bốp truyền đến, giáp thiên mộc không nói hai lời, trước tiên vỗ tay hai cái. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhất thời nhìn về phía cửa. Bên trong cửa truyền đến tiếng bước chân, một lát sau, một mỹ nữ khoảng 20 tuổi, một thân hoàng sắc cung trang, hai tay cầm một hộp gỗ, thướt tha đi ra. Nữ tử này đi tới thính đường, cầm hộp gỗ trong tay đặt trước mặt Hàn Lập, sau đó cung kính đứng một bên không nói lời nào. Một màn kỳ quái xuất hiện, ánh mắt Hàn Lập chỉ đảo qua hộp gỗ liền rời đến trên người nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Như thế nào chẳng lẽ đạo hiếu nhìn chúng nhà đầu sai vật này của ta, nếu thật sự thích thì ta sẽ đem biếu tặng. Giáp thiên mộc thấy cảnh này chỉ khẽ cười một tiếng, chương 1583, khôi lỗi bội nguyệt. Không phải, hàn mỗ chỉ là cảm thấy thông linh khôi lỗ quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không phải tại hạ cũng am hiểu một ít về khôi lỗi thuật và thần niệm bí thuật thì sợ rằng đã xem thông linh khôi lỗi này như người thật. Linh áp, khí tức trên người nàng hóa ra lại giống như người tu tiên chúng ta. Hàn lập nở nụ cười, thở dài khen, ha ha, Hàn Đạo Hữu đã nhìn ra, hắc hắc, trong số đồng đạo dưới thánh tộc đến động phủ của ta, Đạo Hữu tuyệt đối là người đầu tiên nhìn ra nữ tử này là khôi lỗi. Khôi lỗi này là năm đó ta tự tay luyện chế, lúc đầu đã giấu giếm được không biết bao nhiêu bạn tốt. Giáp Thiên Mộc nghe Hàn Lập nói vậy, không hề uể oải mà ngược lại cao hứng cười ha ha, dường như chuyện Hàn Lập phát hiện ra thân phận của khôi lỗi đã làm hắn sinh ra cảm giác chi kỷ. Tại hạ cũng chỉ là may mắn thôi, bất quá cấp bậc thông linh khôi lỗi này tựa hồ không quá cao, chỉ chú trọng về hình dáng. Hàn Lập nhìn Khôi Lỗi giống y như người thật này, mỉm cười nói: "Hàn huynh tuệ nhãn như đuốc a, à, Khôi Lỗi này ta luyện chế chỉ có thực lực thượng tộc tam giai, hoàn toàn theo đuổi phương diện linh tính. Nhưng đáng tiếc là ta bồi dưỡng cho đến bây giờ, linh tính cũng không được đề cao." Giáp Thiên Mộc thở dài một hơi, quay lại nhìn thoáng qua nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Mà đúng lúc này thì nữ Khôi Lỗi phảng phất hướng Giáp Thiên Mộc mỉm cười. Nhưng lập tức thu lại vẻ tươi cười, lần nữa mặt không biểu tình. Hàn Lập chứng kiến cảnh này thì có chút không biết nói gì. "Được rồi, Hàn huynh xem thông linh khôi lỗi trong hộp đi, xem thử có hài lòng không." Sau khi Giáp Thiên Mộc thu hồi ánh mắt thì hướng Hàn Lập cười hỏi một câu. "Như vậy tại hạ cũng không khách khí." Hàn Lập gật đầu, tay áo phất lên một cái, một mảnh thanh hà bay ra. Một tiếng két vang lên, hộp gỗ mở ra, hiện ra vật trong hộp. "Đây là..." Hàn Lập ngưng thần nhìn trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trong hộp gỗ bất ngờ là một con bạch xà dài một thước, toàn thân trong suốt sáng long lanh, được bao phủ bởi một tầng linh quang. Đây là thông linh khôi lỗi hình dáng mới mà tiểu đệ luyện chế không lâu, cảnh giới đại khái tương tự với đạo hiếu, cũng là thượng tộc thất sai. Mặc dù cấp bậc không cao nhưng lại có thể biến hóa ra hai loại hình thái. Nếu không phải Hàn Huynh đã cứu tiểu đệ một mạng thì giáp mỗ thật đúng là không nỡ lấy ra khôi lỗi này. Giáp thiên mộc lộ ra vài phần không nỡ hai loại hình thái hàn lập nghe vậy có chút kinh ngạc không sai mặc dù không trích huyết nhận chủ nhưng ta cũng có thể thao túng đơn giản một chút để hàn huynh nhìn thử xem giáp thiên mộc vừa nói tiếp theo tay bắt huyết hướng hộp gỗ nhẹ điểm một chỉ nhất thời một tia bạch quang mang bắn ra sau khi chợt lóe liền chui vào trong thân thể bạch xà linh quang chợt lóe nguyên bổn bạch xà bất động đột nhiên dẫy ruộa lập tức bạch quang đại phóng hóa thành một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra sau đó hóa thành bạch mãng dài một trượng bay lượn trên không trung của đại sảnh. Từ xa nhìn lại, mãng xà này hai mắt màu đỏ, Lân phiến chấp động, một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt, so với cự mãng thật thì không hề khác nhau. Đột nhiên giáp thiên mộc quát khẽ một tiếng, tay giơ lên đánh ra một đạo pháp quất. Thân hình bạch mãng bỗng nhiên run lên, bạch quang đại phóng, bạch mãng liền trong nháy mắt biến thành một nữ tử đẹp như tranh vẽ, áo bào trắng tung bay, chỉ là trong mắt hơi mở mịt, huyền phù giữa không chung không nhúc nhích. Thế nào, thông linh khôi lỗi này vô luận đối địch hay dùng như tỷ nữ trong động phủ thì cũng cực kỳ thích hợp. Khuyết điểm duy nhất là tiêu hao linh thạch khá nhiều, gấp mấy lần thông linh khôi lỗi khác. Hơn nữa bởi vì bản thân khôi lỗi hơn phân nửa chỉ dùng hàn quang tinh thiết luyện chế, cho nên cũng có thể dùng linh thạch băng thuộc tính cực kỳ hiếm mới có thể sử dụng. Đạo hữu nếu thật sự muốn thì sau này khẳng định tiêu hao linh thạch không hề ít. Giáp Thiên Mộc giải thích, linh thạch băng thuộc tính tuy hiếm, nhưng hàn cũng thu thập được một chút chỉ cần khôi lỗi này hữu dụng thì ta không khách khí nhận lấy hàn lập ngưng thần nhìn bạch bào nữ tử trên không trung một hồi lâu sau đó nhoẻn miệng cười ha ha chỉ cần hàn huynh hài lòng là được khôi lỗi này một khi trích huyết nhận chủ thì không ai khác có thể thao túng giáp thiên mộc cười tay bắt quyết điểm về khôi lỗi trên không trung một cái nhất thời bạch bào nữ tử thoáng một cái trực tiếp hóa thành bạch quang bay vụt về phía hàn lập sau khi xoay tròn thì hóa thành một bạch xà rơi vào trong hộp cùng lúc đó hàn lập phất tay thanh hà cuộn lên đem nắp hộp lần nữa đóng lại giáp đạo hữu mới vừa rồi nghe người ta nói thông linh khôi lỗi là do tự tay ngươi làm như vậy tạo nghệ luyện chế khôi lỗi của đạo hữu chắc cũng rất cao trong tay tại hạ trùng hợp cũng có một số loại khôi lỗi loại mới rất thú vị đạo hữu có muốn nhìn một chút không hàn lập thu hộp gỗ về sau đó liền hướng giáp thiên mộc cười nói ô khôi lỗi loại mới đạo hữu mau lấy ra để ta nhìn một chút giáp thiên mộc nghe nói vậy sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng Hàn lập cười cười, tay lật lại, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất ra một hộp ngọc, phía trên linh quang lập lè, có dán mấy đạo cấm chế phù toản. Sau khi tháo phù toản xuống, hắn vỗ nhẹ vào hộp. Nhất thời từ trong ngọc hạp bay ra hơn 10 tiêu nhân nhỏ cỡ một tấc. Đúng là thứ hàn lập có được từ yêu vương huyết bào nhân ở địa uyên, một nhóm thị linh khôi lỗi. Những người này vừa bay ra đại sảnh thì đột nhiên phát ra một đoàn ngũ sắc vân vụ, sau khi vân vụ tản ra hết thì trong đại sảnh xuất hiện 12 mỹ nữ mặc ngũ sắc y sam, dáng người thướt tha, xinh đẹp quyến rũ. Mà hai bên sườn đại sảnh thì đồng thời xuất hiện 24 nam tử trẻ tuổi, mi thanh mục tú, cầm trong tay đủ các loại nhạc khí, khoanh chân mà ngồi. Hàn Lập không thúc giục bất cứ pháp quyết gì, đột nhiên tiếng nhạc êm tai vang lên trong đại điện, làm cho người ta nghe xong vui vẻ thoải mái. Mà mỹ nữ thân hình nhoáng lên, nhảy múa theo điệu nhạc. Chỉ thấy nữ tử eo thon, ngũ sắc sam y tung bay, mang theo mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh khắp nơi đều là lệ ảnh mê người, xinh đẹp cực kỳ động lòng người. Từ khi những người này xuất hiện, Giáp Thiên Mộc liền mở to hai mắt, nhìn thẳng không hề trước mắt. Không biết bao lâu sau, tiếng nhạc động lòng người kia dừng lại, mỹ nữ cũng ngừng múa, đều thúc thủ đứng một bên. Quả nhiên có chút ý tứ, những người này không phải là hàn đạo hữu làm chứ. Giáp Thiên Mộc thở dài một hơi, ánh mắt chấp động lầm bầm nói. Đạo hữu cũng nhìn ra, khôi lỗi này gọi là linh thị, là một loại khôi lỗi nửa linh vật nó khác với thông linh khôi lỗi chính là đem một loại tinh hồn của linh trùng kết hợp với khôi lỗi lại nói tiếp so với thông linh khôi lỗi của đạo hữu cũng có chút khúc mắc đồng dạng chỉ làm theo bản năng không có linh trí càng không thể để cao linh tính hàn lập vừa cười vừa nói đem linh thể hòa hợp với khôi lỗi loại suy nghĩ này trước kia ta cũng từng nghĩ qua nhưng sau khi thử nghiệm nhiều loại tinh hồn của linh thú mà vẫn không thành công những linh thị này dung nhập loại linh thể nào vậy giáp thiên Mộc nghe hàn lập nói vậy lộ ra vẻ vui mừng lận sợ hãi, không trần trừ hỏi ngay. Linh thị này là trong lúc ta vô ý tìm được, dung nhập loại linh thể nào thì cũng không rõ lắm. Nhưng có những linh thị này trong tay, đạo hiếu tách chúng ra, hẳn là có thể tìm ra chân diện mục, đây chắc là chuyện không khó. Hàn lập sờ sờ cầm, thâm ý nói, điều này cũng đúng, cái gì, chẳng lẽ Hàn huynh nguyện ý tặng những khôi lỗi này cho tại hạ. Giáp thiên Mộc có chút tình ngộ, nhưng lập tức lại kinh hãi. Những linh thị này mặc dù thú vị, nhưng đối với tại hạ cũng không hữu dụng mà tạo nghệ khôi lỗi thuật của đạo hữu thật kinh người có chúng nó thì nói không chừng có thể tiến thêm một bậc hàn lập bình tĩnh nói những linh thị này đích xác rất hữu dụng với tại hạ nhưng thứ quý giá như vậy tại hạ nào có thể dễ dàng nhận lấy nếu được thì tại hạ sẽ dùng linh thạch để mua chúng giáp thiên mộc cuống quyết lắc đầu nói linh thạch thì quên đi giáp đạo hữu nếu thật sự không muốn nhận không công thì tại hạ có mấy vấn đề muốn hỏi đạo hữu nếu đạo hữu có thể trả lời một chút thì tại hạ đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Vấn đề, Hàn Huynh có vấn đề gì cứ nói ra, nhưng dính đến bí ẩn trong tộc chúng ta thì tại hạ không thể tiết lộ được. Giáp Thiên Mộc nghe vậy ngẩn ngơ, nhưng sau đó cẩn thận trả lời. Điều này hiển nhiên, vấn đề của tại hạ tuyệt đối không dính đến bí ẩn của quý tộc. Hai mắt Hàn Lập hít một chút, khẽ cười. Vậy Hàn Huynh cứ việc hỏi, thần sắc trên mặt Giáp Thiên Mộc thả lỏng, gật đầu nói: Mấy ngày nay tại hạ ở trong thành, nghe người ta nói Thiên Vân dường như có một truyền tống trận đến đại lục, không biết việc này có thật hay không, nếu như là có thì không biết ai đang nắm giữ. Hàn Lập nghiêm nghị hỏi: Truyền tống trận đến đại lục, đích xác là có một cái như vậy, nhưng pháp trận này không nằm trong tay một tộc này, mà là đồng thời được vài tộc trong 13 tộc chúng ta cử người trông coi. Giáp Thiên Mộc hiển nhiên đối với câu hỏi của Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lại dễ dàng trả lời: không biết là những tộc này trông coi, Hàn Lập lại hỏi tiếp, bởi vì pháp trận này phải được trông coi cẩn thận, cũng thường xuyên tu sửa cho nên do tinh tộc, thạch kiến tộc, đa thủ tộc, cùng với vạn cổ tộc chúng ta trông coi. Hàn Đạo Hữu người cảm thấy hứng thú với cách bố trí pháp trận này, hay là muốn sử dụng truyền tống trận? Giáp Thiên Mộc một bên tùy ý trả lời, một bên như nghĩ tới điều gì đó, hỏi một câu. Trường 1584, Hoa Hoa, Giáp Thiên Mộc nếu có thể tạo nghệ kinh người về khôi lỗi thuật như vậy? thì bản thân cũng thông minh hơn người, nghe Hàn Lập hỏi thì lập tức đoán ra vài phần dụng ý. Tại hạ đích xác muốn mượn truyền tống trận đến đại lục khác. Sự tình đến nước này, Hàn Lập cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên nói ra. Muốn sử dụng truyền tống trận này, sợ rằng rất khó. Giáp Thiên Mộc cười khổ một tiếng, không hỏi nguyên nhân mà chỉ cuống quyết lắc đầu. Ta biết loại truyền tống trận này vô cùng tốn kém, nhưng vô luận tốn kém thế nào cũng phải mượn một lần. Ta chỉ muốn hỏi đạo hữu một chút, lấy thân phận ngoại tộc như ta có khả năng mượn truyền tống trận hay không hàn lập nhìn chằm chằm giáp thiên mộc chậm rãi hỏi trên mặt hắn không có chút dị sắc nhưng thực tế trong lòng lại gấp gáp những lời cuối cùng này mới chính là mục đích chính thức của hắn khi tới đây nếu đạo hữu đã hỏi như thế thì ta cũng nói thật nếu hàn huynh là thánh tộc hơn nữa xuất thân từ thiên vân chúng ta thì sử dụng pháp trận này một lần cũng không phải là việc khó nhưng lấy tình huống hiện tại của hàn huynh thì đúng là vô cùng khó khăn Bất quá hiện tại giác si tộc đang xâm lấn quy mô lớn, không phải là không có cơ hội. Nếu đạo hữu có thể trong khi giao chiến, vì thiên vân lập vài công trạng lớn thì hẳn có thể thương lượng nói chuyện này với mấy vị trưởng lão trong tộc. Lại nói tiếp, bởi vì nguyên nhân đại chiến cho nên 13 tộc chúng ta cũng không kiêng nể thu nhận khách khanh ngoại tộc. Mà chuyện Hàn Huynh từng diệt sát giác si tộc cung cấp, ta đã nói qua với mấy vị trưởng lão trong tộc, bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với đạo hữu. Giáp thiên mộc trầm ngâm một lát, cũng không khẳng định lắm nói hàn lập nghe đối phương nói như vậy thì nhíu mày lấy tính cách của hắn hiển nhiên không muốn tham gia vào tranh đấu giữa hai tộc quy mô cuộc chiến khổng lồ như thế cho dù tu vi như hắn thì nếu không cẩn thận thì cũng dễ dàng bỏ mạng đa tạ đạo Hữu đã cho biết tại hạ trở về suy nghĩ đã nhưng nếu hàn mỗ muốn gặp trưởng lão quý tộc thì không biết giáp đạo hiếu có thể đến lúc đó hàn lập ngưng trọng gật đầu đột nhiên hỏi tại hạ nhận lễ vật của hàn đạo hiếu chút việc nhỏ ấy hiển nhiên không thành vấn đề giáp thiên mộc nghe hàn lập nói vậy mỉm cười không chút do dự đáp ứng hàn lập nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ tươi cười kế tiếp hàn lập sẽ không đề cập đến chuyện truyền tống trận mà cùng giáp thiên mộc trò chuyện một chút về những việc liên quan đến khôi lỗi giáp thiên mộc nghe nói đến khôi lỗi thuật thì nhất thời hai mắt phát sáng miệng nói liên miên không dứt bộ dáng như đúng chỗ ngứa mà tạo nghệ khôi lỗi thuật của hắn quả nhiên cực kỳ kinh người không ít câu làm hàn lập nghe xong đều phải trầm ngâm một trận được khai thông không ít mà ngược lại, Hàn Lập từ đại diễn thần quân cũng biết được một chút độc đáo về khôi lỗi thuật, cho nên đôi khi cũng làm Giáp Thiên Mộc ngoài ý muốn, càng trò chuyện với Hàn Lập thật vui. Nửa ngày sau, Hàn Lập được Giáp Thiên Mộc tiến xuống chân núi Vân Hà Sơn, quay trở về nơi ở. Vừa tiến vào phòng, Hàn Lập lập tức kích hoạt cấm chế, đem nơi ở hoàn toàn phong tỏa, sau đó tùy ý đi tới góc phòng ngồi xuống bàn. Lúc nãy hắn đi ra ngoài, mặc dù vẫn chưa có đáp án hài lòng nhất, nhưng cuối cùng cũng biết rõ vài phần về chuyện truyền tống trận. Uống hồ, hắn còn có một thông linh khôi lỗi tác dụng không nhỏ. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, bỗng nhiên phất tay một cái, thanh quang trên tay chợt lóe, một hộp gỗ liền xuất hiện trong tay. Hắn không suy nghĩ nhiều, đem nắp hộp nhẹ mở ra, lộ ra bạch xà dài nhỏ đang nằm yên trong hộp. Hàn Lập ngưng trọng nhìn vật trong hộp, làm mang trong mắt thoáng hiện ra, ánh mắt tựa hồ muốn đem khôi lỗi này tìm khe hở, nhưng thông linh khôi lỗi này lại giống như một thể. Cho dù hắn vận dụng minh thanh linh mục, nhưng mấy bộ phận quan trọng vẫn chỉ thấy mờ mờ, căn bản không nhìn rõ được. Hàn Lập thấy vậy, nhướng mày, lập tức phóng thần niệm cường đại ra, bao phủ hoàn toàn Bạch Xà vào trong. Thần niệm trong nháy mắt đảo qua mấy chỗ này, nhưng những bộ phận đó không biết luyện chế bằng cách nào, mà lại bắn ngược thần niệm lại. Những bộ phận khác của Bạch Xà thì cũng bình thường không khác gì những khối lỗi khác, cũng là do một số tài liệu đặc thù chế tạo. Một vài cơ quan bố trí có chút xảo diệu, nhưng hắn cuối cùng vẫn có thể miễn cưỡng xem được xem ra chỗ huyền diệu chính thức của thông linh khôi lỗi là nằm ở mấy bộ phận hắn không thể xem được hắn cũng không phải muốn dựa vào thần niệm cường đại mạnh mẽ xâm nhập vào những nơi đó nhưng hậu quả khẳng định là thông linh khôi lỗi sẽ bị tổn hại hơn nữa nếu hắn có thể làm được thì những người có thông linh khôi lỗi trước hắn sao lại không thể làm được chuyện này nhưng hiện tại xem ra bí mật thông linh khôi lỗi vẫn chỉ mình vạn cổ tộc nắm giữ hơn phân nửa là cho dù tổn thương khôi lỗi vẫn không thể tìm hiểu bí mật trong đó thần sắc Hàn Lập do dự vài lần, rốt cuộc tạm thời từ bỏ ý định này, quyết định tạm thời trước tiên cứ đem khôi lỗi nhận chủ. Trong lòng nghĩ như thế, hắn đột nhiên há miệng, phun ra một đạo thanh ti. Kết quả thanh ti chợt lóe quấn vào cổ tay Hàn Lập, sau đó lần nữa bay vụt trở về, nhập vào thân hình không thấy bóng dáng. Mà lúc này, Hàn Lập mới lạnh nhạt đem cổ tay hướng về phía trước người. Thanh quang chấp động, tinh huyết từ trong cổ tay từ từ nhỏ xuống, vừa lúc rơi vào bạch xà trong hộp, mấy giọt tinh huyết khi vừa tiếp xúc với thân hình sáng long lanh của bạch xà liền quỷ dị biến mất không thấy đâu tiếp theo hai tay hàn lập bắt quyết từng đạo pháp quyết liên tiếp bắn ra nhập vào bạch xà nguyên bổn bạch xà đang bất động đột nhiên nhúc nhích đồng thời trong miệng phát ra tiếng khi khi tiếp theo khôi lỗi này thoáng một cái từ trong hộp bay ra trước mặt hàn lập lắc đầu quẫy đuôi bay qua bay lại hàn lập coi như không nhìn thấy việc này tay lần nữa lật lại dĩ nhiên xuất ra nhiều lục sắc pháp bàn tay giơ lên tất cả pháp bàn hóa thành mười mấy đạo linh quang bắn ra. Sau khi chúng xoay tròn thì bỗng nhiên biến mất vào không trung. Tiếp theo, một tiếng phốc suy truyền đến, một ngũ sắc quang trận cỡ lớn một trượng hiện ra giữa hư không, bên trong có các loại phù văn nhiều màu chấp động, có vẻ vô cùng huyền diệu. Hàn lập không suy nghĩ thêm, hướng bạch xà điểm một cái. Hồng quang trong mắt khôi lỗi chợt lóe, sau khi bay vòng một lượt thì không thể ngăn cản thần niệm chi lực của Hàn lập, từ từ bay vào trong quang trận. Hàn lập thấy vậy, trong lòng thúc giục pháp quyết, nhất thời cả quang trận phát ra tiếng trầm thấp, tiếp theo vô số phù văn trôi nổi, tuôn về phía khôi lỗi. Ngoài thân bạch xà hiện lên một tầng huyết quang đỏ tươi, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, để mặc phù văn này dung nhập vào thân. Hàn lập thấy tình hình này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Loại phương pháp nhận chủ này là hắn từ thiên bằng tộc học được, công hiệu nhận chủ so với bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù tu vi pháp lực xa hơn hắn gấp 10 lần, nếu khôi lỗi đã nhận chủ thì có muốn cướp, căn bản là chuyện mơ. Hàn lập một bên thúc giục pháp quyết, một bên chậm rãi nhắm hai mắt, mặc cho quang trận trong hư không liên tục chấp động. Nghi thức nhận chủ lần này kéo dài một ngày một đêm, đến khi Hàn lập mở mắt thì mới ngưng lại. Trong miệng Hàn lập lẩm bẩm, hướng quang trận ngoắc một cái. Bạch xà bên trong lập tức bạch quang đại phóng, tiếp theo bắn nhanh ra, sau khi xoay tròn liền biến thành một bạch y nữ tử, từ từ rơi xuống bên cạnh Hàn lập, mặt không chút biểu tình, không nói một lời nào. Ánh mắt Hàn lập chấp động, hướng đôi mắt đẹp của nữ tử đánh giá vài lần, khóe miệng vểnh lên, thì thào một câu, nhìn bộ dáng ngươi thì linh tính đúng là không cao, giống như là trẻ sơ sinh, sau này sẽ gọi ngươi là Hoa Hoa. Bạch y nữ tử nghe Hàn Lập nói vậy, hồng quang trong mắt chợt lóe nhưng vẫn lạnh như băng không nhúc nhích. Hàn Lập lắc đầu, tay bắt quyết, linh quang ngoài thân bạch y nữ tử lần nữa chấp động, lần nữa hóa thành bạch xà, chợt lóe bay vào trong tay áo Hàn Lập không thấy bóng dáng. Tiếp theo, hắn điểm một vài cái về phía quang trận quang trận liền biến mất, lần nữa hóa thành mười mấy pháp bàn. Nhưng Hàn Lập lại trầm ngâm, lấy ra một bạch sắc ngọc hạp, mặt ngoài dán phù toàn đỏ đạc, đúng là hộp thần bí mà đại đầu nhân đưa cho đám người Hàn Lập. Ngày đó đại đầu nhân rất thận trọng, cộng với việc giác si tộc đuổi giết đã nói lên rằng vật ấy rất quan trọng. Nhưng bởi vì hộp có thể bị hạ cấm chế cực kỳ lợi hại, cho nên Hàn Lập vẫn không có thời gian cẩn thận tìm cách mở ra nguyên cứu. Hiện tại mắt thấy có lẽ phải quan hệ với trưởng lão vạn cổ tộc, hiển nhiên hắn muốn trước tiên chuẩn bị kỹ, xem một chút có thể lợi dụng thêm gì không. Thậm chí trong lòng Hàn Lập, mơ hồ đoán vật này rất quan trọng đối với vạn cổ tộc, nói như vậy không chừng có thể đổi ngọc hạp này lấy một lần truyền tống. Đương nhiên nếu trước tiên không xem được thứ trong ngọc hạp là gì, thì Hàn Lập cũng không cam lòng giao cho vạn cổ tộc. Chỉ có biết rõ về vật này thì hắn mới có thể có kè mặc cả với vạn cổ tộc. Hàn Lập lấy tay vuốt ve ngọc hạp, trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía vách tường một cái, chợt nhíu mày. Vạn nhất bài trừ ngọc hạp gây ra động tính quá lớn, chút cấm chế ấy không thể hoàn toàn che giấu, phải gia tăng thêm mấy tầng mới được. Nghĩ vậy, Hàn Lập lại từ vòng chữ vật lấy ra vài trận kỳ, phóng chúng vào góc tường bốn phía. Nhất thời một tầng thanh quang cùng một tầng ngũ sắc quang mạc đồng thời hiện lên. Nhưng cứ như vậy, Hàn Lập vẫn chưa yên tâm, lại vỗ lên không chung. Một bóng đen từ trong lòng bàn tay bắn ra, thoáng một cái hóa thành một hát sắc tiểu sơn cao một thước, tại đỉnh đầu Hàn Lập quay tròn linh quang chợt lóe, một tầng hôi quang từ đáy tiểu sơn phun ra, một chút liền hóa thành một tầng quang mạc, đem phạm vi vài trượng quanh Hàn Lập bao phủ lại. Kể từ đó, khu vực gần Hàn Lập nhất thời trở nên vô cùng nghiêm ngặt và kiên cố. Chương 1585, Nhiễm Hàn Lệnh. Phù triện màu đỏ đậm bên ngoài hộp, Hàn Lập sớm đã nghiên cứu qua, không có gì đặc biệt, chỉ dùng để áp chế linh áp. Cố kỵ duy nhất chính là không biết linh phù này có liên quan tới cấm chế khác trong hộp hay không. Hắn cũng không muốn khi vừa tháo phù toàn xuống, lập tức hộp nổ tung, hủy diệt vật bên trong. Thời gian dài ngồi suy nghĩ, cách gỡ phù toàn xuống như thế nào thì hắn cũng đã hiểu rõ. Nếu đổi lại người khác, có lẽ sẽ cảm thấy phiền toái, nhưng hắn mang nhiều loại thần thông, đối với các cấm chế đều có cách phá giải kỳ diệu. Cho nên sau khi Hàn Lập bố trí phòng ngự xong, liền cầm hộp ném lên trên không trung, làm cho nó huyền phù bất động trên không. Sau đó hắn dùng thần niệm thúc dục Hắc Sắc Tiểu Sơn một bàn tay trắng noãn chảo về phía hộp một cái. Nhất thời từ tiểu sơn phun ra nguyên từ thần quang, so với lúc trước còn nhiều hơn vài phần, đồng thời bàn tay trắng noãn xòe ra, năm khối bạch cốt khô lâu từ năm đầu ngón tay bắn ra, sau khi gào thét liền lao về phía hộp. Chúng bay lượn xung quanh hộp, phá, hàn lập quát khẽ một tiếng, hướng năm khô lâu điểm một cái. Vài tiếng phốc phốc trầm muộn truyền ra, năm khô lâu đồng thời há miệng, ngũ sắc hàn diếm cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ lấy ngọc hạp vào trong một màn kinh người xuất hiện, ngũ sắc hàn diễm thoáng một cái, nhẹ nhàng gỡ phù toàn ra. Nguyên bổn là nhẹ nhàng, nhưng ngũ sắc hàn diễm chậm lại rất nhiều, bị hàn lập nhìn chằm chằm không chớp mắt. Một lúc sau, cuối cùng phù toàn cũng hoàn toàn cách ly khỏi ngọc hạp, nhưng chỉ chút thời gian đó cũng đủ để hàn lập quan sát tất cả biên hóa dị thường trong ngọc hạp. Đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, nguyên bổn ngũ sắc hàn diễm đang vây quanh ngọc hạp, một chút biến hóa thành ngũ sắc đại thủ, cầm lấy hộp ngọc mở ra. Một cỗ ba động cực kỳ mãnh liệt từ trong hộp phóng lên cao, tiếp theo một đoàn kim sắc quang cầu bắn ra, nhưng lại bị ngũ sắc đại thủ chụp lấy, lập tức không thể nhúc nhích chút nào. Nhưng đúng lúc này truyền R một tiếng phanh, lấy ngọc hạp làm trung tâm, một hồng sắc quang trận quỷ dị hiện lên, tiếp theo có giãn liên tục, tựa hồ sẽ nổ tung. Hàn lập liếc mắt thấy bên trong quang trận này ẩn chứa linh lực đáng sợ, hắn không khỏi biến sắc. Tay bắt quyết, ngũ sắc đại thủ bỗng nhiên nắm chặt kim ngân quang đoàn, hóa thành một đạo ngũ sắc quang hồng bay thẳng đến góc tường, đồng thời nguyên từ thần quang đột nhiên cuồng trước, hóa thành hôi sắc quang trụ giống như thực chất, đem bạch sắc quang trận vây vào bên trong. Sau đó một khắc, quang trận liền nổ tung, một vòng bạch sắc quang vượng trong nháy mắt xuất hiện trong quang trụ. Quang trụ lập tức kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện lên một tầng sóng quỷ dị, tựa hồ tùy thời đều có thể bị quang vượng phá ta. Hai mắt Hàn Lập híp lại, tiếp theo trong mũi vang lên một tiếng hừ lạnh, há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu này xoay tròn, liền hóa thành một ngân sắc hỏa điểu, chợt lóe liền lao thẳng vào trong hôi sắc quang trụ, đánh vào bạch sắc quang vựng. Một lát sau, chuyện tình quỷ dị xuất hiện, trong bạch sắc quang vựng, nguyên bổn đang bạo liệt giống như núi lửa sắc phun trào, đột nhiên suy yếu, đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được đang kịch liệt thu nhỏ lại. Chỉ sau vài lần hô hấp liền chợt lóe rồi biến mất. Mà ở chỗ cũ, ngân sắc hỏa điểu đang cuồng trướng thể tích lên mấy lần, đang định hút một luồng bạch quang cuối cùng vào bụng. Hàn lập thấy cảnh này, trong lòng bình tĩnh lại, lúc này phất tay một cái, ngân sắc hỏa điểu vỗ hai cánh, bay trở về, sau một lần chớp động liền bay vào trong người hàn lập không thấy bóng dáng. Năm khối bạch cốt khô lâu cũng phát ra tiếng phanh phanh rồi biến mất. Mà cùng lúc đó, ngũ sắc đại thủ sau khi chớp động liền quỷ dị xuất hiện trên đầu hàn lập, năm ngón tay buông lỏng, kim ngân chỉ quang rơi thẳng xuống. Hàn lập phất tay áo lên không chung một cái, một phiến thanh quang cuộn ra, lập tức đem vật ấy thu vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo năm ngón tay run lên, kim ngân chỉ quang ảm đạm đi vài phần, lộ ra hình dáng thật. Hắn giơ tay ra, ngưng thần nhìn lại. Trong linh quang, rõ ràng là một khối lệnh bài cổ xưa, dài nửa thước. Một mặt kim quang trói mắt, một mặt ngân mang chấp động, bên ngoài còn có vô số hoa văn huyền ảo, dường như là cổ văn. Lấy kiến thức của Hàn Lập vẫn không phân biệt được đây là văn tự tộc nào, cho nên tự nhiên là không thể xem được. Hàn Lập lấy tay vuốt nhẹ lên lệnh bài, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn đại đầu nhân trịnh trọng như thế hóa ra là vật này mặc dù lệnh bài phát ra linh quang trói mắt nhưng một góc đã bị vỡ tựa hồ niên đại rất cổ xưa không phải là vật mới luyện chế gần đây hơn nữa tài liệu luyện chế lệnh bài này cũng vô cùng cổ quái nhìn thì bình thường nhưng một mặt lại lạnh như băng một mặt thì cực nóng phảng phất có cả hai thuộc tính băng hỏa hàn lập không khỏi trầm ngâm nhưng ngay lúc này lệnh bài trong tay lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn nguyên bổn lệnh bài nhìn như vật chết đột nhiên từ cổ văn phát ra từng đợt bạch mang nhỏ như tơ nhưng chỉ chợt lóe lên mà thôi bàn tay đầu tiên là mát lạnh tiếp theo mô hồ lan dần ra bàn tay cầm lệnh bài lập tức trở nên ướt sũng hàn lập cả kinh theo bản năng ném lệnh bài lên không trung khiến nó phiêu phù trên đỉnh đầu tiếp theo hắn nhìn lại thì lòng bàn tay của mình chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một vết thương dài vài tấc tiên huyết chảy xuống bộ dáng không thể cầm máu lấy thân thể mạnh của hắn cộng thêm tu luyện thần thông bách mạch luyện bảo nhưng lại bị Bạch Ti dễ dàng cắt đứt, hơn nữa tiên huyết lại chảy ra nhiều như vậy. Đúng là không biết nói gì, trong lòng Hàn Lập hoảng sợ, nhưng công pháp trong cơ thể lập tức lưu chuyển, bạch quang tỏa ra, miệng vết thương liền hoàn toàn biến mất. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn lệnh bài quái dị trên đầu, chỉ thấy ngân sắc lệnh bài giờ phút này phóng ra kim ngân chi quang, vết máu phía bên ngoài liền biến mất. Không, không phải bị biến mất mà là bị hút vào trong lệnh bài. Khóe miệng Hàn Lập co quắp một chút, dường như nghĩ đến điều gì đó. Nhưng lệnh bài đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm thật dài, tiếp theo một đạo kim ngâm quang trụ bắn thẳng lên cao, xuyên thấu nguyên từ thần quang và cấm chế, xuyên thủng nóc nhà rồi bắn thẳng lên trí tầng mây. Không tốt, vừa thấy cảnh này, thần sắc hàn lập nhất thời trở nên có chút khó coi, không suy nghĩ nhiều liền lập tức vung tay áo lên, một mảnh thanh hà bay ra, muốn đem lệnh bài thu hồi lại. Nhưng một màn khó tin xuất hiện, thanh hà tuy bay qua, nhưng kim ngân lệnh bài lại giống như mọc rễ, không nhúc nhích chút nào, không ngừng phun ra kim ngâm quang trụ lên trời cao trong lòng hàn lập trầm xuống lập tức không khỏi nở nụ cười khổ hiện tại thứ này làm ra động tĩnh lớn như thế căn bản không thể giấu giếm chút nào một lát sau chắc chắc sẽ có người tìm tới cửa ánh mắt chớp động vài cái sắc mặt hàn lập âm tình bất động suy nghĩ một chút đột nhiên thân hình xoay tròn tại chỗ nhất thời quang hà hiện lên đầy trời hắc sắc tiểu sơn trên không chung cùng với pháp trận cấm chế bốn phía trong nháy mắt bị thu thập không còn một mảnh tiếp theo thân hình hắn dừng lại lập tức đi đến góc phòng sau đó mặt không biểu tình ngồi xuống hắn cứ như vậy mặc kệ lệnh bài trên không trung mà cơ hồ hàn lập vừa ngồi xuống một lát sau bốn phía vách tường cùng với cửa phòng đồng thời có quang mang chấp động vài tên pháp sĩ vân thành mặc hắc sắc chiến giáp giống như quỷ mị đồng thời thoáng hiện ra xuất hiện trong phòng hàn lập bọn họ mắt thấy trong phòng xuất hiện một lệnh bài gây ra động tĩnh lớn như thế đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức tất cả ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Nhưng sau khi bọn hắn cảm ứng được tu vi của Hàn Lập thì sắc mặt hơi đổi, nói. Đây là bảo vật của ngươi, ngươi chẳng lẽ không giải thích gì sao? Ngươi không biết rằng tại Vân Thành không cho phép kích hoạt bảo vật uy lực lớn, cũng không cho phép dùng nhiều linh lực sao? Một gã giáp sĩ thần sắc vừa chậm, hỏi. Tu vi Hàn Lập hơn xa bọn họ, bọn họ cũng không phải không biết tốt xấu mà bất kính. Không có gì, tại hạ chỉ là khi tế luyện pháp khí xuất hiện chút vấn đề, bất quá sẽ lập tức thu hồi nó về. Vẻ mặt Hàn Lập cực kỳ chấn định, hơn nữa vừa nói vừa hướng lệnh bài trên không chảo một cái. Nhất thời một bàn tay to hiện ra trên không trung, hướng lệnh bài chụp lấy. Nhưng lại xuất hiện sự tình khiến Hàn Lập bất ngờ. Ngay khi cả bàn tay to bắt được lệnh bài, năm ngón tay dùng sức mà lệnh bài vẫn không chút nhúc nhích, phảng phất như cự lực không tồn tại. Mà giáp sĩ bốn phía thấy cảnh này, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Hàn Lập. Hít sâu một hơi, hắn định làm phép thúc giục bàn tay to thì đột nhiên một thanh âm nam tử từ ngoài phòng thản nhiên truyền đến không cần phí sức nếu nhiễm hàn lệnh đã được ngươi kích hoạt thì nó sẽ cố định căn bản sẽ không rơi xuống trừ phi người có thể đem không gian trong phương viên trăm trượng đánh nát nếu không thì căn bản không thể di động nó chút nào vừa dứt lời không gian trong phòng ba động một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra sau đó thoáng một cái liền quỷ dị xuất hiện giữa phòng mà giáp sĩ bốn phía sau khi thấy rõ nhân ảnh ánh mắt liền biến đổi tất cả đều không người, tên giáp sĩ kia lại càng cung kính nói. Chấp pháp vệ đội thứ bay mời ba Tây Thành, bái kiến bạch trưởng lão. Nhân ảnh đúng là một thanh niên mà cầm bào, nhiễm hàn lệnh, đích thật là nó. Hắc hắc, thật sự không nghĩ tới vật này không những không rơi vào trong tay giáp si tộc, mà lại còn bị mang ra. Lông mi bạch thanh niên thô đen, khuôn mặt ngay thẳng, nhưng không nhìn bất kỳ ai, mà chỉ nhìn kim ngân lệnh bài trên không trung, nét mặt tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi chương 1586, Thiên Cơ Tử. Hàn Lập ngồi xếp bằng trong gió, thần niệm đảo qua tên vừa mới xuất hiện này, chợt biến sắc. Tên thanh niên họ bạch này linh lực trên người sâu không lường được, đúng là một tên hợp thể kỳ. Khối nghiễm hàn lệnh này là người kích phát, thanh niên họ bạch thu ánh mắt lại, sau khi khoát tay nói với đám giáp sĩ thì ánh mắt rơi xuống người Hàn Lập. Vãn bối cũng muốn phủ nhận, nhưng dường như không thể. Hàn Lập thở dài một hơi, phủ nhận, tại sao lại phủ nhận, Thiên đại cơ duyên của ngươi đã tới. Thanh niên họ Bạch hít mắt lại, sau khi đánh giá Hàn Lập vài lần, tựa hồ cười mà như không cười nói. Thiên đại cơ duyên, tiền bối nói là thân xác Hàn Lập vừa động, muốn hỏi rõ thì bỗng nhiên thanh niên họ Bạch nhướng mày, xoay người về phía vách tường nói một câu: Nếu Thương ảnh huynh đã tới thì vì sao không còn hiện thân? Chẳng lẽ định lấy đi khối nhiễm hàn lệnh này? Lần này nhiễm hàn lệnh xuất hiện cũng không nhiều, một một cái đều chân quý dị thường thủy mị tộc các người cũng dám độc chiếm một cái trong đó sao? Nếu như không phải vạn cổ tộc mở ra phát trận thì ngay cả khi các người có, cũng chẳng thể sử dụng. Một thanh âm lạnh lùng truyền tới, tiếp theo trên vách tường mà thanh niên họ bạch đang nhìn chợt lóe lên hắc ảnh, một nhân ảnh được bao phủ trong hôi quang lung cháo vô thanh vô thức hiện lên, đứng sát vách tường không động đậy, phảng phất như không có thân thể. Lời nói vừa rồi là phát ra từ trong hôi quang, hắc hắc, việc này ta hiển nhiên biết, nhưng nếu vị đạo hữu này đồng ý gia nhập thủy mị tộc, dùng nhiễm hàn lệnh mang mấy người trong tộc chúng ta tiến vào nhiễm hàn giới sẽ không thành vấn đề. Thanh niên họ bạch cũng không tức giận, chỉ thản nhiên trả lời. Như vậy hiển nhiên không có vấn đề, nhưng vị đạo hữu này dường như cũng không nói gì đến chuyện gia nhập quý tộc. Nói không chừng là nguyên ý đảm nhận chức khách khanh của âm yêu tộc chúng ta. Nhân ảnh gọi là thương ảnh kia không chút cảm tình nói. Có đúng vậy không, điều này thực sự rất khó nói trước. Nếu ta nhớ không lầm thì 13 tộc chúng ta có một quy luật bất thành văn. Nếu đồng thời có hai tộc nhìn chúng một ngoại tộc nhân, tựa hồ người nào nhìn thấy đầu tiên sẽ được quyền mời vào tộc, khi nào bị từ chối sẽ tới lượt tộc thứ hai mời. Vị đạo hữu này, tại hạ là Bạch Nga, trưởng lão thủy mị tộc, chính thức đại diện bổn tộc mời đạo hữu đảm nhiệm chức vị khách khanh, không biết đạo hữu cảm thấy thế nào. Chỉ cần đạo hữu đồng ý gia nhập, tại hạ có thể đảm bảo khiến cho các hạ trong vòng trăm năm ngắn ngủn, tu vi có thể tiến vào nhất giai, ngoài ra cũng có những chỗ tốt khác. Bạch thanh niên không nhìn thương ảnh, mà là quay người lại hỏi một câu. Bất quá trong khi nói chuyện, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Hàn Lập, quang mang trong mắt lưu chuyển một trận, phảng phất có một hấp lực vô hình đem tâm thần của người khác hấp dẫn. Khóe mắt Hàn Lập vừa động, ánh má vừa tiếp xúc với quang mang trong mắt đối phương thì nhất thời chỉ cảm thấy thần thức mơ hồ, miệng vừa động, dường như theo tiềm thức sẽ nói ra lời đồng ý. Nhưng sau một khắc, đại diễn quyết trong cơ thể hắn lưu chuyển một trận, đồng thời đồng từ co lại, làm mang đại phóng, trong mắt đồng dạng thả ra một cỗ thần bí chi lực ngăn cản lực hấp dẫn của thanh niên họ bạch. Thần thức hàn lập trong nháy mắt cũng khôi phục lại, nhưng trong lòng vừa giận vừa sợ. Thanh niên họ bạch nhìn như trung hậu, nhưng vừa nói mấy câu đã không chút do dự dùng bí thuật. Nếu không phải trên người hắn có minh thanh linh mục thì sợ rằng mới vừa rồi sẽ nói lời đồng ý. Thanh niên họ bạch thấy vậy thì ngẩn ra, nét mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ha ha, không nghĩ tới lưu ly li huyễn mục của bạch huynh lại thất bại đối với người dưới thánh tộc bạch đạo hữu không nên uổng phí tâm cơ người cũng biết việc mời dị tộc làm khách khanh chỉ là một quy luật bất thành văn trước mặt nghiễm hàn lệnh thì như thế nào lại tuân thủ trình tự trước sau thương ảnh đồng dạng có chút ngoài ý muốn nhưng lại cười ha ha châm chọc thanh niên họ bạch nghe vậy sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường thâm ý sâu sắc nhìn hàn lập một cái rồi thản nhiên nói với thương ảnh nếu vị đạo hữu này không muốn gia nhập thủy mỹ tộc chúng ta thì bạch mỗ hiển nhiên không miễn cưỡng thương ảnh huynh Âm yêu tộc các ngươi sao không thử mời vị đạo hữu này đi việc mời người này đảm nhiệm chức vụ khách khanh chỉ sợ không phải ta và ngươi có thể mời được tất cả tùy duyên thương mẫu cũng không làm chuyện xuất lực lấy lòng kẻ khác thương ảnh hư một tiếng lãnh đạm nói mà sau khi thương ảnh nói xong thì trong lúc nhất thời khôi ai thêm gì về phần hàn lập làm mang trong mắt thu lại vẫn tiếp tục duy trì vẻ trầm mặc nơi đây chợt trở, trở nên cực kỳ yên tĩnh mà mấy tên giáp sĩ gần đó lại mắt to mắt nhỏ nhưng loại yên tĩnh này một lát sau đã bị phá từ ngoài cửa phòng hàn lập truyền đến tiếng gõ của cốc cốc tiếp theo một thanh âm già nua truyền tới lão phu là thiên cơ tử của vạn cổ tộc chẳng biết có thể vào gặp chủ nhân nơi này không vừa nghe thấy thanh âm già nua này sắc mặt bạch nga có chút trắng bệch hồi quang quanh thân thương ảnh cũng rung động một trận ánh mắt hàn lập chợt lẽ miệng nói mời tiền bối vào lấy thân phận của tiền bối đến nơi này hàn mỗ còn cầu mà không được nữa là vừa nghe khẩu khí thiện ý của hàn lập lão già ngoài cửa cũng không khách khí, linh quang chợt lóe, cả người trực tiếp xuyên qua cánh cửa. Đúng là một lão già mặc hoàng bào, vóc người không cao, lại hơi mập, phía sau lưng là một cái túi cổ quái, bộ dáng có vẻ hiền lanh. Hóa ra là Bạch đạo hữu và Thương ảnh đạo hữu cũng đã ở đây. Tiểu lão nhi xin chào nhị vị đạo hữu. Lão già phảng phất giờ phút này mới biết được Bạch Nga và Thương ảnh ở trong phòng, vẻ mặt hòa ái ân cần hỏi thăm. Thiên cơ tử đạo hữu không cần khách khí, ta cũng chỉ vừa mới tới mà thôi không sai, tại hạ vừa lúc có việc gần đây làm chút chuyện, bị khối nhiễm hàn lệnh này thu hút nên chạy tới xem thế nào. Mới vừa rồi rõ ràng là Bạch Nga cùng thương ảnh đối chọi, nhưng khi đối mặt với lão già thì biểu hiện lại hoàn toàn khác, tất cả đều có bộ dáng cẩn thận. Hàn Lập thấy vậy, tự nhiên cảm thấy kỳ quái, thần niệm đảo qua người lão già. Kết quả trong lòng trở nên hoảng sợ, lão già mập gọi là thiên cơ tử này, pháp lực trên người sâu như biển rộng, căn bản không thể nhìn ra được sâu cạn. Ít nhất lấy tu vi hiện tại của hắn, không thể khám phá ra cảnh giới tu vi của đối phương. Nói như thế thì lão già này có đến chín phần là hợp thể kỳ đỉnh phong. Khó trách hai người Bạch Nga và Thương Ảnh lại kiêng kỵ đối phương như thế. Chênh lệch tu vi giữa bọn họ, sợ rằng cả hai người liên thủ cũng không thể so với pháp lực thâm hậu của lão già. Quả nhiên là Nghiễm Hàn Lệnh, khối lệnh bài này là của đạo hữu sao? Thiên Cơ Tử sau khi mỉm cười với hai người kia, ánh mắt đồng dạng đặt trên kim ngân lệnh bài sau một lúc lâu mới hướng về phía Hàn Lập cười nói. Không sai, đúng là vật của vãn bối. Hàn Lập không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy, không người trả lời. Đạo hữu họ Hàn sao? Ánh mắt thiên cơ tử sau khi đảo qua người Hàn Lập vài lần thì đột nhiên mỉm cười nói. Tiền bối như thế nào lại biết được? Thân sắc Hàn Lập vừa động, mặc dù hỏi như thế nhưng trong đầu lại nghĩ tới giáp thiên mộc. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, thiên cơ tử sau khi cười nói. Chuyện của ngươi, ta đã nghe giáp đạo hiếu đề cập qua một lần, hơn nữa còn có chân dung của ngươi. Nguyên bổn định hai ngày nữa phái người mời đạo hiếu tới tệ tộc, nhưng hiện tại xem ra đã gặp rồi. Như thế nào, thiên cơ tử đạo hiếu nhận ra đạo hiếu ngoại tộc này sao? Bạch Nga nghe nói như thế, không nhịn được hỏi. Ha ha, một trong tứ đại đỉnh giai khôi lối sư của vạn cổ tộc chúng ta là giáp đại sư, trước đó vài ngày thiếu chút nữa là thất thủ tại khu vực của giáp si tộc chiếm lĩnh. Ít nhiều thì cũng nhờ hàn đạo hữu ra tay, đại sư mới có thể bình yên thoát hiểm ta như thế nào lại không biết hàn đạo hiếu thiên cơ tử vuốt râu thản nhiên nói cái gì giáp đại sư đi qua biên cảnh nghe lời này thương ảnh có chút kinh ngạc không sai bổn tộc có vài chuyện quan trọng không thể để giáp đại sư đi một chuyến nguyên bổn đã an bài vài tên hộ vệ nhưng bởi vì giáp si tộc xâm lấn nên phải bỏ mạng tại khu vực biên cảnh như thế nào nhị vị quan tâm đến chuyện vạn cổ tộc chúng ta sao lão già đầu tiên thở dài một hơi nhưng tiếp theo chừng mắt cười hì hì hỏi ngược lại không dám không dám tạo nghệ khôi lỗi thuật của giáp đại sư đã sớm xuất thần nhập hóa là người không thể thiếu đối với 13 tộc chúng ta bạch mỗ chỉ có chút lo lắng mà thôi không sai nếu giáp đại sư không có việc gì thì ta cũng yên tâm nhân ảnh trong hôi quang có chút bất mãn nói hóa ra hai vị đạo hiếu có lòng tốt tại hải đã đa nghi rồi nhưng hiện tại nghiễm hàn lệnh đã bị hàn đạo hiếu kích phát thì tại hạ sẽ mời hắn đến tộc một chuyến hai vị đạo hiếu không có ý kiến gì chứ về phần nơi đây hiển nhiên chúng ta phải lập tức bày cấm chế cũng phái ra đủ nhân thủ hoàn toàn phong bế vạn cổ tộc chúng ta không lâu sau sẽ phái người đến bố trí pháp trận khởi động thiên cơ tử nhìn vô cùng khách khí nhưng căn bản lại không để hai người nói lời phản đối bạch nga và thương ảnh trong hôi quang nghe nơi ấy sắc mặt đột nhiên không tốt nhưng dưới uy thế của thiên cơ tử không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu lão béo thấy hai người thức thời như vậy lúc này mới gật đầu hài lòng chuyển hướng qua hàn lập cười hỏi Hàn Đạo Hữu không biết người có nguyện ý đến chỗ tiểu lão nhi một chuyến hay không? Hàn Lập nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, đối phương lấy thân phận hợp thể kỳ đỉnh phong mời hắn, hắn làm sao mà có gan từ chối, chỉ có thể mở miệng cung kính đáp ứng. Nếu tiền bối không chê, vãn bối hiển nhiên nguyện ý. Ha ha, Hàn Đạo Hữu không nên lo lắng, nói thế nào đi nữa thì ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của Giáp Đại Sư, vạn cổ tộc chúng ta không phải là hạng người lấy oán báo ân thiên cơ tử dường như nhìn ra sự trần chờ trong lòng hàn lập, cười ha hả nói. chương 1587, nhiễm hàn giới. Hàn lập chỉ có thể nói không dám, chuyện kế tiếp cũng đơn giản. Dưới sự phân phó của thiên cơ tử, những giáp sĩ này lập tức đi triệu tập thêm nhiều giáp sĩ khác đến, đem phương viên vài giảm tạm thời phong bế lại. Về phần khách sạn này đương nhiên cũng vì vậy mà được trưng dụng. Việc Hàn Lập bị gọi đi, khi hướng chi lễ biết được thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ mà thôi. Tiếp theo, Hàn Lập liền đi theo lão già rời khỏi khách sạn, mà khối lệnh bài nhiễm hàn lệnh kia cứ như vậy được vô số giáp sĩ trông coi, vẫn lưu lại tại khách sạn. Mà Bạch Nga và Thương Ảnh cũng không ở lại làm gì nữa, trước sau cáo từ. Thiên cơ tử lúc này mới mang Hàn Lập rời đi, bất quá hắn vẫn không thể phi hành trong thành mà có thú xa được hai kim sắc cự sư kéo, đàng hoàng đứng đợi trên đường cạnh khách sạn. Sau khi lão già mời Hàn Lập vào xe, kim sắc cự sư mọc bốn cánh, bay cách mặt đất vài thước thiên cơ tử không có ý tứ muốn nói chuyện với hàn lập tùy ý nói đôi ba câu liền nhắm mắt dưỡng thần hàn lập bất động thanh sắc nhưng các ý niệm trong đầu lại chuyển động rất nhanh không ngừng nghĩ tới dụng ý thật sự sau khi đối phương dẫn mình đi cho dù đối phương nói là báo ân nhưng hắn cũng không nghĩ rằng mình thật sự có phúc cao đến vậy cho dù lúc đầu hắn cứu giáp thiên mộc nhưng một thông linh khôi lối cũng xem như là đã báo đáp ân tình rồi hiện tại chỉ có thể dựa vào khối nhiễm hàn lệnh bị tinh huyết của mình kích hoạt tựa hồ bọn họ muốn mình phối hợp đi vào nghiễm hàn giới gì gì đó. Nếu như vậy thì hắn có thể lợi dụng được cơ hội này, xem ra có thể đả động tới chuyện truyền tống trận được hay không. Sau khi định giá vài lần, Hàn Lập biết mình tại Thiên Vân 13 tộc có chỗ hữu dụng, trước sau không gặp nguy hiểm, cho nên tâm tình cũng bình tĩnh lại. Hiện tại thú xa này so với hắn cưới trước kia thì nhanh hơn nhiều, không bao lâu đã đi qua hơn phân nửa thành thị, tới một góc của bát Vân sơn. Nhìn qua cửa sổ, xa xa là mấy ngọn núi lớn, cao mấy ngàn trượng dị sắc trên mặt hàn lập chợt lóe lên trong lòng tự nhủ thầm chẳng lẽ đối phương đưa mình tới động phủ một lát sau mắt thấy khi đến gần một ngọn núi lớn thú sa đột nhiên bay lên phương hướng biến đổi vòng qua ngọn núi lớn mà bay về phía sau hàn lập có chút ngoài ý muốn nhưng sau một lúc thì thú sa thật sự xuất hiện phía sau núi trước mắt là một tòa thành nhỏ diện tích thành này mặc dù không lớn nhưng tường thành lại có bảy tám lớp hơn nữa tường thành từ trong ra ngoài tầng này so với tầng kia thì cao hơn, mà tường thành bên ngoài cũng đã cao hơn trăm trường. Lớp thành bên trong cũng là lớp cao nhất, ước chừng gần ngàn trường. Từ xa nhìn lại, thành này giống như một kim tự tháp. Dưới minh thanh linh mục, Hàn Lập càng nhìn rõ hơn, mỗi lớp tường thành cách nhau hơn trăm trường, trên tường thành có ngân sắc điều tượng ngồi trồm hỗn. Hình dáng chúng khác nhau, có hình thú, có hình người, lớn thì chừng hơn trăm trường, nhỏ thì cao bảy tám trường, bất động đờ đẫn nhưng lại có một cỗ sát khí khó hiểu từ trên người nó truyền ra. Trên đầu thành có một hàng thanh giáp giáp sĩ cầm giáo, chỉnh tề đứng thẳng, nhưng trên người lại không hề có một tia sinh mệnh ba động, tất cả đều là khôi lỗi hình người. Bốn góc thành là bốn cây cột cao lớn, trong suốt sáng long lanh, vàng, lam, hồng, lục, cao vút xuyên vào mây, mặt ngoài thành thi thoảng hiện lên vô số phù văn lớn tiềm động, có vẻ vô cùng thần diệu, thật sự rất bắt mắt. Ngay lúc Hàn Lập đang thầm giật mình thì thú sa đã trực tiếp bay đến trên không trung tòa thành, sau khi xoay tròn thì hạ xuống trung tâm một điện quái dị, toàn bộ đều là màu bích lục. Bước xuống thú sa, Hàn Lập theo tiềm thức nhìn lên đại điện, phía trên treo một tấm biển, viết rõ ràng ba chữ màu vàng to thông linh điện. Trong lòng Hàn Lập vừa động, nghĩ đến thông ly khôi lỗi của mình. Chẳng lẽ điện này cùng thông linh khôi lỗi có quan hệ gì đó, hay chỉ thuần túy là trùng hợp? Đang thầm nói thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười ha ha của thiên cơ tử mời đạo hiếu vào nơi này là trọng địa của vạn cổ tộc chúng ta cũng là nơi ta bàn chuyện quan trọng bình thường rất ít tộc nhân có thể đi điện này đa tạ tiền bối đã coi trọng vãn bối rất vinh hạnh hàn lập khom người trả lời trước mặt vị hợp thể kỳ đỉnh giai này hàn lập không dám có chút nào bất kính tránh việc mình tự tìm quả đắng khóe miệng thiên cơ tử nhếch lên mỉm cười khoát tay chặn lại sau đó liền bước vào trước tại cửa điện đều là bạch bào vệ sĩ vừa thấy lão già đi lại thì mặt không chút biểu tình coi như không nhìn thấy. Hàn Lập thấy vậy có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn qua vài lần, trong mắt vừa động, giống như nhìn ra được điều gì. Xem ra Hàn Đạo Hiếu cũng đã nhân ra, hai gã vệ sĩ này là hai thông linh khôi lỗi, hơn nữa còn là tồn tại thượng tộc cửu dai, có thể ngày đêm trông coi điện này. Ngoại trừ mấy lão gia hỏa chúng ta và một số người đặc biệt có thể dẫn người tiến vào đại điện này, thì những người khác khi đến gần thông linh điện, chúng sẽ không chút do dự mà công kích. Lão già không quay đầu lại, khẽ cười nói thường tộc cửu giai hàn lập hít một ngụm lương khí nhìn hai bạch bào khôi lỗi thần sắc không khỏi có chút khẩn trương đây chính là tương đương với luyện hư kỳ đỉnh phong a người tu tiên bình thường nếu mang theo hai khôi lỗi này chẳng phải là có thể tung hoành dưới hợp thể kỳ sao thủ vệ đặt ở đại điện này quả thật giống như thiên vật hàn lập tấm tắc nhìn khôi lỗi trong lòng rất hâm mộ nhưng lúc này thiên cơ tử đã vào trong đại điện hắn cũng chỉ có thể đi vào theo đừng nhìn thông linh đại điện này bắt mắt nhưng bên trong lại rất đơn giản, ngoại trừ một gian chủ điện thì cũng chỉ có hai gian thiên thính. Mà trong chủ điện, ngoại trừ hơn 10 cây cột sắt thì không có vật gì đáng chú ý. Thiên Cơ Tử trực tiếp đi đến trung tâm đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Mời Hàn đạo hữu ngồi, bởi vì liên hệ trọng đại đến Nghiễm Hàn Linh, cho nên ta đã đi mời hai vị trưởng lão khác đến. Hiện tại ở Vân Thành, vạn cổ tộc tất cả đều do ba người chúng ta làm chủ. Thiên Cơ Tử cười hắc hắc nói,